Thế giới hoàn mỹ tập 62, thiên nhân tộc thuyết minh tại kênh youtube gì các phim. Chúc các bạn xem video vui vẻ. Người nói cái gì? Mắt tứ ra như muốn phun ra lửa, tên khốn kiếp này càng nói càng quá đáng. Ta nói gì à? Ta nói cha của ngươi cùng tổ phụ của ngươi năm xưa bổng đánh nguyên ương, khiến ta cùng cô cô của ngươi phải chia cắt. Lại còn truy sát ta suýt chết, ngày hôm nay ta tới, để đòi lại món nợ năm xưa đây. Tựa như nhị ngốc tử cũng không cam lòng cho nên trừng mắt quát tháo người của thiên thần sơn há hốc cả miệng chuyện này rốt cụ ốc là như thế nào cho dù là vân hy cũng phải trợn mắt há mồm mà nghe thạch hạo cùng đám người cừu đầu sư tử cũng không biết mô tê gì cho nên chỉ dám đứng ở một bên mà nghe ngóng năm đó các ngươi vẫn còn thiếu nợ ta một đoạn nhân duyên lần này dùng con gái để trả nợ nhé ta quyết định rồi liến bắt cô gái này về làm vợ cho huynh đệ của ta nhị ngốc tử đầu tiên chỉ về vân hy sau đó lại chỉ về thạch hạo dừng dừng nói ra điều này khiến người ta không biết nên nói cái gì cho phải không ngờ rằng năm đó nhị ngốc tử lại cùng một cô gái của thiên thần sơn yêu mến nhau lại còn bị bổng đánh nguyên ương thạch hạo hỏa linh nhi chỉ biết hai mặt nhìn nhau mà không nói lên được lời nào năm xưa lão tặc nhà ngươi dám đại náo thiên thần sơn của chúng ta phá hoại linh dược ăn trộm thánh dược thèm muốn thần chân của tục chúng ta lại còn lừa gạt cả cha ta có thể nói lão tặc nhà ngươi chuyện ác nào cũng dám làm bây giờ lại còn dám đứng trước mặt ta ăn nói linh tinh người đâu mau bắt hắn lại cho ta tứ gia rít gào không ngừng phía sau y lập tức có người vò tới hòng ra tay bắt con chim không lông kỳ quái kia lại nhị ngốc tử chừng mắt nói dừng tay tại sao ngươi không chịu đi hỏi cô cô của ngươi thử đi nếu như chuyện ngươi dám bất kính với ta truyền đến tai của cô cô ngươi khiến cho nàng đau lòng thì đến lúc đó ngươi lại phải quay sang đây mà bồi tội với ta đấy chuyện gì nữa đây người của thiên thần sơn thầm nghĩ đám người đang lao xuống nhanh chóng dừng bước lại cho dù là tứ gia cũng không chắc chắn về chuyện này tuy rằng y vô cùng tức giận nhưng đúng là không dám đi chấn áp tên khốn kiếp kia, vạn nhất tính sai, thì phải làm sao bây giờ? Vân Thương Hải, khổng cầu kỳ ta tự mình đến đây rồi, ngươi còn không chịu lan ra đây gặp mặt ta hay sao? Lúc này trên người nhị ngốc tử phát ra một luồng khí thế không tên không ngừng rít gào về phía thần Sơn. Lão tạc khốn kiếp nhà ngươi. Vân Hy không thể giữ được bình tĩnh nữa, trong ấn tượng của nàng thì con chim ngu ngốc này vốn không phải là thứ tốt đẹp gì, lúc trước nàng từng nghe qua chiến tích vô sĩ của nó rồi, không ngờ hôm nay nó còn dám gọi thẳng tên ra gia, gia của nàng ra núi lớn đổ sộ mây tím tách ra một luồng cầu vòng vọt tới rồi một đoàn hào quanh thánh khiết hạ xuống khi mây mù tản ra thì có một vị lão nhân đáp xuống đất người này chẳng hề xa lạ gì với thạch hạo cả lão chính là lão già đã đại chiến với nó ở bên trong hư thần giới cuối cùng nó không những đoạt được hộ tí kia mà còn đánh lão một trận vô cùng sảng khoái cho nên lúc này khóe miệng nó không nhịn được mà khẻ vành lên móa lại gặp lại tên tiểu tử đáng chết này nữa rồi vân thương hải là ai chứ bản thân là tôn giả đương đại cho nên linh giác đương nhiên phải vô cùng mạnh mẽ chỉ cần lướt mắt nhìn thấy vẻ mặt của thạch hạo là biết nó đang nghĩ cái gì rồi mỗi lần nghĩ tới chuyện cũ ở hư thần giới đều khiến vân thương hải cảm thấy tức giận cho lòng lão thật sự rất muốn một trường tiễn thạch hạo lên chầu diêm vương rồi sau đó chôn vùi khoảng thời gian bị đánh đập tàn nhẫn trong hư thần giới kia đi nếu không mỗi khi lão nhìn thấy cái ánh mắt đầy ý khiêu khích của thạch hạo thì không tài nào chịu đựng nổi. Đương nhiên, việc đầu tiên Vân Thương Hải muốn làm không phải đi đối phó với Thạch Hạo mà là đi bắt tên nhị ngốc tử khổng cầu kỳ kia phải câm miệng lại. Đây không phải là khổng cầu kỳ năm đó quát tháo phong vân, ngạo thị hoang vực một đời hay sao, tại sao giờ đến cả một cọng lông chim cũng không còn thế này. Nhớ năm xưa, khổng tức tôn giả phong thái hiên ngang, anh tư bộc phát, hùng bá tứ phương thế mà tại sao bây giờ lại ra nông nổi này, tổ phụ của Vân Hy Vân Thương Hải chăm chọc. Nhị ngốc tử cười lạnh nói, người thì biết cái gì chứ ta đang thực hiện việc niết bàn một khi lông thần của ta tái sinh nhất định sẽ trở thành thần võ ngút trời thần tư cái thế cho người sáng con mắt của mình ra ha ha người trốn biết bao nhiêu năm rồi tại sao giờ lại không tiếp tục trốn nữa mà lại chạy ra làm gì ta đang trốn mắt lên chờ ngươi niết bàn thành công đây nè tuy nhiên việc ngươi dám trốn vào bách đoạn sơn nam đó quả thật khiến ta bội phục mãi không thôi vân thương hải nhìn nó mà giọng đầy ý mỉa mai sau đó lão sầm mặt lại tiếp tục nói hiện tại tu vi của ngươi đã mất hết mà vẫn còn dám đi lên thiên thần sơn của ta ngươi không sợ ta tế sống người hay sao sợ ngươi thì bản tọa đã không đến rồi không có ta thì các ngươi có thể nghiên cứu thấu triệt tòa pháp trận kia được hay sao hừ cho dù các ngươi nghiên cứu được toàn bộ thì sao chứ nếu như không có trận đồ thì cũng thành phế thải mà thôi nhị ngốc tử khinh thường nói sau đó lại nhìn đám tôn giả của thiên thần sơn với vẻ mặt đầy châm chọc nói các ngươi muốn rời đi khỏi nơi này thì đã hỏi qua ta có đồng ý hay không chưa ta không cho phép các ngươi rời đi, thì các ngươi sẽ rời đi được à? Âm thanh của những ngốc tử rất cao, nó ngang ngược liếc qua đám người vân thương hải, khiến cả đám chấn động không thôi. Ngươi! Tứ gia không cam lòng, còn khổng tước trong truyền thuyết kia hôm nay dám quay lại, không những thế nó còn không ngừng mắng chửi cha của y, khiến y không thể nào chịu đựng được, tên khốn kiếp kia quá kiêu ngạo rồi. Tiểu tử vắt mũi chưa sạch, ngươi đừng có mà lộn xộn, không tin lời của ta thì có thể chạy lại hỏi ông già của ngươi đi xem có phải năm đó ngươi từng chảy nước mũi lòng thòng trên cánh tay của ta hay không nhịn ngốc tử liếc y một cái dừng dưng nói trời ơi tứ gia ở trên thiên thần sơn có địa vị không hề nhỏ giờ cũng đã là trung niên rồi thường ngày rất uy nghiêm thế mà ngay lúc này gân xanh nổi khắp chán y như muốn phát điên lên vậy tên khốn kia có cần phải đê hèn đến thế hay không mặc kệ là già cũng được mà thật cũng chẳng sao tên khốn kia dám nhiều lần đứng ở trước mặt đám tiểu bối của y mà bóc phát chuyện này thật là tức chết đi mà Tiểu tứ, con mau lui xuống, vân thương hải mở miệng ngăn cản không cho tứ ra ra tay. Chuyện này không phải là sự thật đó chứ, thạch hạo đời người ra rồi lầm bầm, tuy rằng lời nói không phải rất lớn nhưng cũng đủ cho mọi người nghe được. Xì xì, có người nhịn không được mà len lén cười. Trên dưới thiên thần sơn vô cùng lúng túng, kể cả vân hy cũng có chút chóng váng. Tại sao con khổng tức này chẳng hề giống với những lời đồn khi xưa, có ẩn tình gì bên trong hay sao? Tên khốn kiếp nhà ngươi, xì nhục hậu bối thì có gì là giỏi chứ, vẫn y chang như năm xưa dùng những lý lẽ vớ vẫn để chọc tức người khác chứ. Đúng là chuyện ác nào cũng dám làm mà, Vân Thương Hải tức giận nói. Nói bậy, là do đám người các ngươi bổng đánh uyên ương khiến ta cùng với Mộng Lan phải chia lìa, Những ngốc tử phân mua. Cho dù là Tứ gia hay là Vân Hy và đám người trên Thiên Thần Sơn đều dựng thẳng lỗ tai lên mà nghe ngóng tình hình một cách cẩn thận, thật sự có dính dáng tới một đại nhân vật tên là Vân Mộng Lan. Vân Thương Hải nói, nếu không phải do ngươi phá hoại linh dược trộm cắp thánh dược thèm muốn thần chân của chúng ta thì ai thèm đi truy sát người chứ nói linh tinh ta chỉ là hiếu kỳ cho nên tìm kiếm một chút thôi rõ ràng là đám các người đố kỵ khổng tức đại tôn giả ta siêu phàm thoát tục vượt qua các người mà thôi nhị ngốc tử kêu lên sau khi mọi người nghe xong cuộc đối thoại của hai người đều nhất trí cho rằng nhị ngốc tử tuyệt đối không phải là người tốt mà thiên thần sơn cũng chẳng phải là hạng người lương thiện gì tóm lại là song phương đều có trách nhiệm trong chuyện này không cách nào phân rõ ai đúng ai sai được Đi, chúng ta cùng nhau lên núi thôi Mời Mộng Lan tới Rồi ta tiếp tục phân định đúng sai một cách rõ ràng Ánh mắt của Vân Thương Hải lóe lên Một tia giả dối rồi đưa ra đề nghị Nhị ngốc tử ngay lập tức ỉu xỉu nói Khoan đã, chúng ta ngồi xuống nói chuyện Cũng không phải không được Chỉ cần không mời Mộng Lan tới là được Với bộ dáng của ta hiện tại làm sao dám đi gặp nàng ấy được chứ Đợi ta khôi phục lại anh tư thần võ Rồi nhất định sẽ quay về tìm Mộng Lan sau sau đó nó đột nhiên ngẩng đầu nói vân thương hải ngươi bớt giờ trò quỷ với ta đi khổng tức tôn giả ta đây không phải là loại người dễ bị áp bức như thế đâu muốn hiểu rõ tòa trạng pháp kia cũng được thôi chỉ cần ngươi chịu xuất ra tiền vốn thì ta lập tức nói cho ngươi biết nơi núi lớn nguy nga đồ sộ này có một con đường bằng đá dẫn lên đỉnh núi con đường bằng đá này đã tồn tại từ thời thái cổ nó được cho là do một vị thiên thần tự tay mình làm ra con đường bằng đá này phủ đầy rêu xanh đường nhỏ gập ghềnh và vắng vẻ tỏa ra một loại ý cảnh của việc tìm tên tra đạo đặc biệt xung quanh con đường ngẫu nhiên xuất hiện các gốc linh dược linh thú thụy cầm việc này càng làm tăng thêm vẻ tiên đạo cho con đường này dược điền thật là kinh người mà thạch hạo thán phục khi tới gần đỉnh núi thì linh khí càng ngày càng đậm đặc hơn ánh sáng đủ màu sắc tỏa ra khắp nơi ở nơi đó có một dược điền trồng rất nhiều linh dược tràn đầy sức sống khiến cho dược hương tỏa ra nồng nặc nhiều linh dược như vậy nhưng lại có thể sinh sống cùng với nhau không phù hợp với lẽ thường chút nào Nguyên nhân chủ yếu là do dược điển này được một vị thiên thần tự tay mình khai khẩn, sau đó lại bày xuống một trận pháp kinh thế để đảm bảo cho tinh khí lúc nào cũng dồi dào nhằm tầm bổ cho linh dược. Ngoài ra còn có một linh tuyền để tầm bổ cho đất và linh dược ở bên trong dược điển nữa. Ngọn núi thật sự rất to lớn, có khu vực thì ác điều đầy trời, mỗi một con đều dài mấy chục mét, thậm chí còn có vài con ác điều bá chủ dài đến vài trăm mét nữa. Cũng có khu vực hung thú tung hoành khắp nơi, chúng ở bên trong đại trận phát ra từng tiếng rít gào khiến người khác phải chấn động tâm hồn, sát khí ngút trời. Thần sơn quả nhiên không phải đơn giản, khắp cả thần sơn này chỉ có duy nhất trên đỉnh núi là yên bình nhất. Vân Thương Hải dẫn mọi người tới một khu vực đặc biệt, nơi này có hai dược điền và vài gian nhà tranh ở bên trong khiến cho mọi người có cảm giác như rời khỏi nhân gian đi vào tiên cảnh. Được rồi, bây giờ ngươi nói ta nghe một chút tình hình xem nào. Hai người đi tới trước một tòa nhà tranh rồi ngồi lên một tảng đá bắt đầu uống trà nói chuyện, bọn họ tựa hồ đã bình tĩnh lại, không còn tiếp tục tranh chấp nữa mà đám người thạch hạo thì đi loanh quanh khu vực dược điền nè vân hy thánh dược của tộc các ngươi có hình dạng như thế nào thế có thể cho chúng ta nhìn qua một chút được hay không hỏa linh nhi vô cùng hiểu kỳ mở miệng hỏi thạch hạo cùng đám cửu đầu sư tử cũng gật đầu lia lịa bọn nó cũng rất muốn xem thử cho biết bọn nó từ lâu đã nghe qua hai chữ thánh dược nhưng chưa bao giờ được nhìn thấy tận mắt vân hy nhìn bên phải rồi lại nhìn sang bên trái xem thử còn nhân vật trọng yếu nào ở xung quanh nữa hay không do những người này bị nhị ngốc tử làm cho tức giận nên đã bỏ đi hết còn về tứ gia thì đã chạy đi tìm các nhân vật lớn tuổi trong thiên thần sơn để tìm hiểu xem chuyện nhị ngốc tử kể có phải là sự thật hay không ban đầu nàng cảm thấy hơi khó xử nhưng cuối cùng vẫn đồng ý dẫn đám người thạch hạo đi xem thánh dược nàng cũng không quên nhắc nhở bọn nó không được làm việc sằng bậy khi nhìn thấy thánh dược đặc biệt là cảnh cáo thạch hạo phải quản lý hoàng diệp cho tốt không được phép làm bậy bởi vì xung quanh thánh dược đều có trận pháp bảo vệ nếu như làm bừa thì chết không có chỗ chôn ngọn núi này thật sự quá to lớn vân hy dẫn đám người bọn nó đi qua một khu vực khác sau đó nàng mở ra một tòa trận pháp để tiến vào một tiểu thế giới khác đã bị ngăn cách với thế giới bên ngoài trời ạ à, linh khí ở nơi này thật là nồng nặc mà không chỉ thế nơi đây còn có cả linh khí hóa thành chất lỏng nữa hỏa nha khiếp sợ không thôi nơi này không chỉ có linh tuyền cuồn cuộn mà còn có cây cỏ vô cùng phong phú hoa tươi thì nở rộ kỳ thạch ngang dọc nơi này đúng là thánh thổ mà không những thế nơi này còn có từng tia hào quang từ trong hư không hạ xuống kết thành dung dịch nhỏ nữa cái này đúng là linh dịch không thể nào sai được mọi người chỉ biết đứng nhìn và thán phục mà thôi nơi như thế này có nhiều không thạch hạo dò hỏi còn có rất nhiều khu vực gần giống như thế này nhưng linh khí nơi đó lại không thể nào nồng nặc bằng nơi này được phân hy nói nàng giải thích thêm cho mọi người biết rằng ngọn núi đã bị trận pháp chia thành nhiều khu vực khác nhau khiến ngọn núi giống như tạo thành từng tiểu thế giới riêng biệt vậy. Ngọn thần sơn này đúng là to lớn thật, cửu đầu sư tử than thở, nó bây giờ mới hiểu ra những thứ nhìn thấy trên đường đi lúc trước chỉ là bề ngoài mà thôi, thật sự thiên thần sơn đã được trận pháp che giấu đi hết cả rồi. Đoàn người đi thật sâu vào bên trong tiểu thế giới này thì đột nhiên có mùi thơm sộc vào mũi khiến bọn họ lập tức thay đổi sắc mặt, đoàn người không kháng cự được mà nhanh chóng tiến về phía trước. Sau đó, tất cả mọi người đều hoảng sợ phát hiện thần hồn của mình, như có dấu hiệu muốn thoát ly thân thể thật không ngờ mùi thơm kia lại có thể tầm bổ cho hồn phách con người đây là cổ dược gì thế hỏa linh nghi kinh dị hỏi ngay lập tức cả đám người liền liên tưởng tới cây thánh dược kia mùi thơm này nhất định là do nó tỏa ra mọi người ai cũng đều chờ mong vì bọn họ sắp gặp được cây thánh dược kia rồi đám người tiếp tục đi thêm mấy dặm nữa thì mùi thơm kia càng ngày càng nồng nặc hơn không lâu sau thì bọn họ rốt cuộc cũng đi tới nơi nơi đó là một hồ nước do linh khí hóa thành chất lỏng ngưng tụ tạo thành ngoài ra dưới đáy hồ nước còn có phủ văn lấp loé không ngừng còn có thiên địa thần thạch lộ ra bên ngoài khí tức của chúng tương đồng với cây thánh dược kia đây chắc hẳn là do quanh năm cộng sinh cùng cây thánh dược kia nên đã tạo thành tất cả những thứ này đây là một cây sen nó cắm rễ bên trong hồ nước kia toàn thân tỏa ra ánh sáng vàng tím đến cả rễ cũng có màu vàng tím nốt tựa như một thần kim màu tím đúc thành vậy từ trên thân của cây này không ngừng tỏa ra mùi thơm ngào ngạt, khiến người ta phải ngây ngất thần hồn. Đây là thánh dược gì thế? Nó khiến cho hồn phách của ta cảm thấy cực kỳ thoải mái. Hỏa nha hỏi. Là dẫn hồn liên. Vân Hy trả lời. Cây thánh dược này sống qua rất nhiều năm tháng rồi, giá trị không thể đoán được, cho dù dùng bất kỳ thứ gì, tới trao đổi cũng không thể được. Toàn thân dẫn hồn liên bao phủ ánh sáng màu tím vàng, có từng ánh tím bốc lên cao, khiến càng thêm mờ ảo. Cây này tổng cộng chỉ có 8 chiếc lá mà thôi hoa của nó có màu tím vàng rực rỡ và được chia thành tám cánh hoa đài hoa không ngừng tỏa ra dáng lành nó đúng là một báu vật mà thạch hạo than thở cây thánh dược này có công hiệu vô cùng nghịch thiên nó có thể khiến cho người chết sống lại nếu như trong lúc luyện đan mà bỏ thêm một ít dẫn hồn liên vào thì có thể khiến cho dược hiệu tăng lên gấp 10 lần dùng thánh dược đi luyện đan thì có mấy ai hiểu rõ được vì căn bản người bình thường còn không thể thấy qua một cây thánh dược thì nói chi đến chuyện dùng nó để luyện đan tương truyền vào thời thái cổ thì cây thánh dược này vốn được thiên thần chăm sóc. Ban đầu nó có tổng cộng 9 chiếc lá, hoa cũng được chia thành 9 cánh cho nên dược hiêu so với hiện tại còn mạnh mẽ hơn rất nhiều lần. Vân Hy nói thêm, cái gì? Mạnh như thế à? Chim loan năm màu kinh ngạc thốt lên. Ừ, nhưng sau đó nó bị thương, có người chém qua chân linh của nó nên khiến cho nó bị thoái hóa thành bộ dạng này. Vân Hy thở dài giải thích, nó chỉ có 8 chiếc lá và 8 cánh hoa mà đã là thánh dược rồi. Vậy thì khi nó có đủ 9 chiếc lá cùng với 9 cánh hoa, thì nó sẽ ở đẳng cấp nào nữa? Thạch Hạo ngờ vực không thôi. Hoàng điệp trên đầu của Thạch Hạo lúc này bắt đầu động đậy như muốn thức tỉnh. Thạch Hạo nhanh chóng ra tay ngăn chặn Hoàng điệp lại không cho nó làm bậy. Bởi vì nơi này có trận pháp cấp thiên thần bảo vệ xung quanh, nếu như chạy ra làm loạn thì sẽ vô cùng nguy hiểm. Đúng lúc này thì có người ở bên ngoài trận pháp truyền âm vào mời Thạch Hạo ra ngoài. Đám người Vân Hy nhanh chóng rời khỏi vùng tiểu thế giới này để đi ra ngoài tụ hợp cùng người khác. Sau khi ra ngoài, thì bọn nó lần nữa quay trở lại mấy gian nhà tranh lúc trước. Khi tới nơi bọn nó lập tức nhìn thấy nhị ngốc tử đang cùng một đám người khẩu chiến không ngừng, nước bọt văng khắp nơi. Ồ, các người trở về rồi à? Ta đang giải thích cho họ họ nè. Cuối cùng thì họ cũng ý thức được trận pháp kia không còn nguyên vẹn nữa, mà ta lại biết cách tù bổ nó cho nên bọn họ vô cùng cảm kích ta đấy. Nhị ngốc tử giải thích với đám thạch hạo, nó hồn nhiên không thèm đếm xỉa gì, gì tới khuôn mặt đang tái xanh của đám người bên kia cả. Nó nhìn về phía thạch hạo mà nói Nhóc con, ta từng nói là sẽ tìm cho ngươi một cô vợ Ngươi nhớ không? Người đó chính là cô gái này đấy Sau này nàng sẽ là vợ của ngươi Ngươi thích làm gì nàng thì làm đi xa gia của nàng cũng đã đồng ý chuyện này rồi a, à, Vân Hy sợ đến mức mặt mày tái nhợt Nàng mới rời không bao lâu thôi Mà nhưng sao giờ lại trở thành thế này rồi Năm xưa các người thiếu nợ bản tọa Thì hôm nay đám các người hãy ngoan ngoãn Mà trả nợ cho ta đi những ngốc tử vô cùng hả hê không thèm nền năng mặt mũi của thiên thần sơn chút nào ha ha những ngốc tử thì cười to liên hồi nhưng đám người của thiên thần sơn thì sắc mặt lại vô cùng khó coi chỉ có một mình vân thương hải là vô cùng bình tĩnh lão cười nói ta chỉ nói rằng với tài năng của cháu gái ta thì trên khắp hoang vực này cũng chỉ có một mình tên nhóc đó mới xứng đôi mà thôi và ta cũng không hề nói bất cứ điều gì khác ngoài mấy lời đó cả lão già kia ngươi không cần phải giờ trò vặt với ta đâu chẳng phải các người rất muốn tu bổ lại pháp trận kia để mau mau rời khỏi nơi này hay sao nhị ngốc tử cười gằn người nghĩ mình còn nhỏ ư nếu như hai đứa nó tình đầu ý hợp thì ta tất nhiên sẽ không phản đối chuyện này nhưng nếu như cháu gái của ta phải chịu ủy khuất thì ta không thể chấp nhận được vân thương hải nói rằng nhị ngốc tử trừng mắt nó như nghĩ đến chuyện tình năm xưa của mình cho nên vô cùng căm hận nói cha con nhà người chẳng khác gì nhau hết đều là hồ ly thành tinh năm xưa lão già ấy từng nói với ta rằng chỉ cần Mộng Lan cũng yêu ta Thì lão ấy sẽ không ngăn cản Nhưng cuối cùng thì sao Không ngờ lão ấy lại cho người truy sát ta không ngừng nghỉ Lão già ngươi không cần giả ngu với ta nữa Được thì trả lời được Không được thì trả lời không được Đừng có mà quanh co với ta làm chi cho phí thời gian Ngươi không cảm thấy mình quá kiêu ngạo hay sao Đúng lúc này Có một người đàn ông trung niên đứng dậy Gã lạnh lùng nhìn nhị ngốc tử Sau đó lại nhìn sang đám người thạch hạo mở miệng Lão nhị của nhà vân thương hải sao Chẳng lẽ ngươi muốn ra tay với ta hay sao khóe miệng của nhị ngốc tử nổi lên một nụ cười lạnh lùng người đàn ông trung niên được gọi là nhị gia kia mở miệng nói tiếp ta thật sự không rõ ngươi tìm đâu ra vẻ tự tin đó nữa tu vi thì mất sạch mà cũng dám đăng lâm thiên thần sơn la lối quậy phá hay là ngươi dựa vào đoạn tình cảm năm xưa của ngươi và mộng lan cô cô nhưng đứng trước sự việc có liên quan đến an nguy của bộ tộc thì ta tin rằng cho dù là cô cô có yêu ngươi đến cỡ nào đi nữa cũng sẽ không dám ra tay ngăn cản chúng ta theo ta thấy thì người tu bổ trận pháp đã đến rồi người cướp đi pháp khí tổ truyền của bộ tộc ta cũng tới thì chúng ta không cần phải trì hoãn làm gì nữa mau chóng bắt bọn chúng đi tu bổ và mở ra trận pháp kia thôi một lão giả khác cũng nhanh chóng lên tiếng ông ta có mái tóc màu vàng kim nhạt hiển nhiên ông ta không chỉ có huyết thống của thiên nhân tộc mà còn có cả huyết thống của bằng tộc nữa sau đó ông ta liếc mắt nhìn qua vân hy rồi lại nói tiếp chẳng phải không bao lâu trước đây đã từng có người của kim sĩ đại bằng tộc tới thiên thần sơn chúng ta cầu thân hay sao ta cảm thấy chuyện này có thể suy nghĩ lại được đó dù sao cả hai bộ tộc chúng ta cũng không phải là người xa lạ gì với nhau cả sau khi hai người này mở miệng thì bầu không khí trở nên vô cùng khẩn trương sát khí tràn ngập xung quanh mọi tranh chấp và thương lượng của mọi người lúc trước nhanh chóng bị gạt qua một bên cả chúng ta có lòng tốt muốn tìm các ngươi để hợp tác thế mà thật không ngờ đám các ngươi lại muốn chấn áp chúng ta chẳng lẽ các ngươi định sau khi lợi dụng chúng ta xong thì sẽ ra tay giết người diệt khẩu ư nhị ngốc tử hỏi người tự xem lại bản thân mình trước đi đã tuổi thì cao tu vi thì bị tiêu tán gần như không còn mà vẫn còn ra vẻ ta đây hay sao chỉ với một chút vốn liếng nhỏ bé mà cũng dám tới thiên thần sơn chúng ta mà hô hào à người cảm thấy bản thân mình có thể áp chế nổi chúng ta hay sao người đàn ông trung niên được gọi là nhị gia kia lại lên tiếng bạn đang xem thế giới hoàn mỹ được thuyết minh tại kênh youtube di các phim tại sao ta cứ có cảm giác các người đang uy hiếp bọn ta vậy nhỉ thạch hạo đứng dậy nó không nhanh không chậm mà bước tới gần anh bạn nhỏ đừng hiểu lầm chúng ta vẫn còn đang tranh luận kia mà cho nên có một số người không giữ được bình tĩnh mà nói những lời khó nghe thì cũng là chuyện bình thường không thể tránh khỏi được vân thân hải cười cười làm hòa giải thích đại ca chúng ta cần gì phải khách khí như vậy chứ ông lão có mái tóc vàng nhạt thơ mở miệng sau đó lại nhìn về phía thạch hạo hờ hững nói tiếp chỗ này là thiên thần sơn chứ không phải là hư thần giới cho nên người không được phép tùy tiện làm chuyện sòng bậy không còn gì để tranh luận nữa người ngay lập tức trả hộ tí lại cho chúng ta còn con khổng tước kia thì mau chóng đi tu bổ lại trận pháp cho ta đi, đến lúc chúng ta cần dùng tới nó rồi. Ai cha cha, Vân Kim Hải ngươi rất có niềm tin vào việc đánh bại được ta quá nhỉ, nếu biết chuyện này xảy ra thì năm xưa ta nên một tát đập chết tươi tên quái vật nửa người nửa chim nhà ngươi đi cho bớt phiền phức rồi, nhị ngốc tử mắt trợn trắng, liên tục cười lạnh nói. Cái gì mà năm đó với trà năm nay, nếu như không phải vì nề mặt của tiểu muội thì ta đã đập chết tươi ngươi ngay rồi, Vân Kim Hải lạnh giọng nói. Kim Hải, ngươi hơi quá đáng rồi đấy không cần phải làm như thế đâu chúng ta đều muốn rời đi vực này để tránh đại kiếp nạn cho nên ngươi không cần phải nói những lời gây mất hòa khí như vậy ở đây vân thương hải lắc đầu nói ta không có nói lung tung ta chỉ muốn cho bọn họ biết rõ tình thế hiện tại của bản thân mình ra sao thôi mà sau đó kim vân hải nhìn về phía thạch hạo rồi lại nhìn về phía nhị ngốc tử tiếp tục nói các ngươi biết mình nên làm cái gì vào lúc này rồi đó phụ thân ta cũng cảm thấy bọn họ không biết thế nào là tiến thối cả cho nên phải nhắc nhở bọn họ một chút mới được. Nếu không bọn họ cho rằng thiên thần Sơn chúng ta là nơi nào chứ? Người đàn ông trung niên được gọi là nhị gia cười gắn nói. Vậy, chúng ta phải làm như thế nào mới được gọi là biết tiến thối? Thạch hạo, không hề sợ hãi mà hỏi ngược lại. Nhị gia lạnh giọng nói, cho dù ngươi có là thiếu niên trí tôn thì đã làm sao? Dám ở thiên thần Sơn chúng ta gây rối thì ta chỉ cần giơ tay ra là đủ để chấn áp ngươi không ngốc đầu dậy nổi rồi. Ngươi có tin hay không hả? Ta không tin, thạch hạo lắc đầu nói đúng là tên không biết trời cao đất rộng mà còn ngươi thì sao ngươi cũng không tin vân kim hải lạnh lùng nói sau đó hắn lại quét mắt về phía thạch hạo cùng nhị ngốc tử đúng vậy ta cũng không tin nhị ngốc tử xì nói hư vân kim hải hư lạnh một tiếng giống như thần trùy bổ mạnh về phía nhị ngốc tử và thạch hạo nếu như hai người bọn nó bị đánh trúng thì chắc chắn phải trọng thương nhưng mà hai người bọn nó lại không hề xảy ra chuyện gì hết hả vân kim hải kinh ngạc một lúc sau đó y lại tiếp tục xuất thủ đánh về phía hai người thạch hào và nhị ngốc tử đúng lúc này thì nhị ngốc tử khẽ quát một tiếng rồi hóa thành một chàng trai sau đó nó đưa tay ra vỗ mạnh về phía trước khiến vân kim hải phun ra một ngụm máu lão đảo lùi về sau cái gì mọi người đều giật mình tất cả cường giả trên thiên thần sơn đều biến sắc mặt không phải con khổng tức hung dữ này đã mất hết tu vi hay sao tại sao nó còn có thể hóa hình được lại còn có sức chiến đấu mạnh mẽ như vậy chứ giữa trường thì chỉ có nhị ngốc tử và thạch hạo là rõ ràng nhất bọn nó không phải lo sợ gì cả bởi vì có liễu thần đang âm thầm giúp đỡ cho nên bọn nó có thể thoải mái quậy phá mà không cần phải ý kỵ gì cả kim hải ngươi còn không mau lui xuống cho ta vân thương hải quát lên trước đây lão thật tâm đi khuyên giải chứ không hề biết trước con khổng tức hung dữ này còn có thể đánh nhau được cho nên trong lòng lão vô cùng chấn động cho dù ngươi khôi phục lại tu vi thì đã sao chỉ bằng hai người các ngươi mà cũng dám ở thiên thần sơn chúng ta ngang ngược à hiện tại chúng ta sẽ chấn áp toàn bộ các người, buộc các người phải giao nộp phổ tí và phải tu sửa trận pháp cho bọn ta. Vân Kim Hải quát lên, đây là suy nghĩ của y, từ lâu đã muốn làm như thế rồi. Trước kia y xem thường đám người nhị ngốc tử, nhưng hiện tại y đã nổi lên sát cơ rồi. ầm, um, một trường phù văn sáng rực vọt lên, cư như một đoàn ngôi sao rơi xuống, khiến hư không sáng rực cả lên. Nhưng mà nhị ngốc tử vốn hóa thành chàng trai vẫn đứng im không hề động đậy chút nào, vẫn đánh cho Vân Kim Hải bay vụt ra sau lần này y bị thương còn nặng hơn lúc trước miệng không ngừng phun ra máu mọi người cảm thấy lạnh lẽo trong lòng đây là sức mạnh cỡ nào chứ thật là mạnh quá đi mà ra ra lúc này vân hy liền bí mật truyền âm cho vân thương hải nàng nói cho vân thương hải biết rằng có khả năng là một vị cao thủ thần đạo đã tới nơi này rồi khuyên lão tránh đụng chạm với vị cao thủ thần đạo cao sau khi nghe vân hy nói xong thì vân thương hải lập tức hút vào một ngụm khí lạnh có cao thủ cấp thần giáng lâm thiên thần sơn điều này khiến cho lão vô cùng sợ hãi tại sao một chút khí tức về người đó mà lão cũng không thể cảm ứng được thật là đáng sợ mà đồng thời lão cũng liếc mắt nhìn qua đứa cháu gái của mình một chút rõ ràng ngay từ đầu nó cố tình không nói chuyện này ra cho mọi người biết mà cứ mặc cho vị thúc tổ vân kim hải nửa người nửa chim kia phải ăn quả đóng mới hả dạ quả thật vân hy không hết thích vị thúc tổ nửa người nửa chim này một chút nào cả bởi vì lão dám đồng ý cả nàng cho người của kim sĩ đại bằng tộc lão muốn hai tộc thông ra một lần nữa nhằm củng cố mối quan hệ cùng lợi ích của hai bộ tộc. Chỉ là nàng không hề nghĩ tới nhị bá của mình cũng đứng về phe Vân Kim Hải mà đồng ý chuyện thông hôn này. Sau khi Vân Thương Hải nghe cháu gái nói xong thì trầm mặc một hồi lâu, việc này thật sự phức tạp quá đi, lão tuy rằng không hề có ép buộc hay bắt buộc gì nhị ngốc tử cả, nhưng mà bây giờ Vân Kim Hải lại gây ra náo loạn to như vậy, thật sự lão không biết nên giải quyết như thế nào cho ổn thỏa nữa. Phụ thân, người đàn ông trung niên nhị ra mở miệng. Người mau lui xuống, vân thương hải quát mắng lão không hề thích con mình và vân kim hải đứng trên cùng một chiến tuyến chút nào đại ca ca làm như thế này là có ý gì đây thiên thần sơn của chúng ta không hề kém bất kỳ một thế lực nào kia mà vậy mà tại sao hôm nay ca lại cứ muốn cúi đầu dưới kẻ khác là sao chúng ta chỉ cần chấn áp bọn hắn rồi sau đó bắt bọn hắn phải làm việc là được chứ gì vân kim hải lạnh lùng nói ở ngay trên thiên thần sơn mà y lại bị người ngoài đánh cho trọng thương việc này khiến y cảm thấy khó chịu trong lòng lúc này tràn ngập sát cơ. Thiên hạ sắp loạn rồi, bọn hắn và chúng ta đều muốn trốn khỏi nơi này, thì cần gì phải nội đấu làm chi? Người cũng biết là tiểu muội chưa bao giờ quên con chim hung dữ này kia mà." Vân Thương Hải thờ dài nói, lão vốn không hợp tính với nhị ngốc tử, trước kia gặp mặt nói chuyện cũng chỉ vì tiểu muội Mộng Lan của mình mà thôi. "Đi thôi, trước tiên chúng ta cùng nhau đi xem qua tòa trận pháp kia đã." Vân Thương Hải đề nghị. Mọi người của Thiên Thần Sơn đều gật đầu tán thành hiện tại đại kiếp nạn sắp giáng xuống cho nên việc rời khỏi nơi này mới là quan trọng nhất những việc còn lại chỉ là thứ yếu mà thôi ai ai cũng không muốn phải chỉ hoãn quá lâu vân kim hải nghe mọi người đều đồng ý hết nên đành hử lạnh một tiếng mà bỏ đi khi bọn nó đi về phía sau ngọn núi liền thấy một trận pháp vô cùng xa xưa nằm ẩn giấu trong một bãi đá gần như sắp bị năm tháng xóa bỏ nhị ngốc từ yên lặng nhìn tới nhìn lui quanh pháp trận đó sau đó nó lại so sánh với trận đồ mà mình đã chiếm được từ lúc nhỏ rồi không ngừng gật đầu nói quả nhiên là bị hư hại quá nhiều nhưng mà những bộ phận được ghi chép bên trong trận đồ mà ta có vừa khéo có thể sửa chữa được thứ này mọi người nghe nó nói thế thì vô cùng vui mừng đối với bọn họ thì không có gì có thể tốt hơn tin tức này cả nhưng mà muốn tu bổ được trận pháp thì hiển nhiên không thể sử dụng tài liệu bình thường được bởi vì bọn họ muốn vượt giới mà đi nên phải dùng tới thật nhiều thần liêu chân quý mới đáp ứng yêu cầu được sau đó những ngốc tử viết ra hơn chục loại tài liệu đưa cho vân thương hải đi tìm khi lão liếc mắt nhìn đám nguyên liệu cần tìm thì lập tức hút lấy một ngụm khí lạnh mức tiêu hao để sửa chữa được trận pháp này quả thật là kinh khủng mà quá xa xỉ mà có một vài thứ đến cả bảo khố của thiên thần sơn chúng ta cũng không có phải biết bảo khố của thiên thần sơn đã được tích lũy không biết bao nhiêu năm rồi mà vẫn không thể tìm đủ số thần liêu được yêu cầu kia thật sự khiến cho mọi người phải đau đầu không thôi không còn cách nào khác ngoài việc đi mượn rồi chúng ta đành phải hợp tác với một thần sơn khác thôi bằng không chẳng còn cách nào nữa Vân Thương Hải quyết đoán đưa ra quyết định của mình. Về phần vật liệu, ta đã nói cho các người biết thì mau chóng đi tìm đi. Nhưng mà về phần muốn ta đi tu bổ cho trận pháp kia thì vẫn là câu nói cũ. Các người nợ ta một đoạn tình duyên cho nên ta muốn cô gái kia gả làm vợ cho tên nhóc này. Bằng không thì đừng có mơ tới chuyện này nữa. Nhị ngốc tử lại bắt đầu hả hê nói. Ta cũng chỉ có một câu. Chỉ cần Vân Hy đồng ý chuyện này thì ta đồng ý. Vân Thương Hải cười ha ha nói. Ra ra, Vân Hy nghe xong liền đỏ hết cả mặt nàng nhìn nhóm thúc bá đang vô cùng trông chờ vào câu trả lời của mình thì vô cùng xấu hổ và giận dữ đồng thời nàng còn muốn đánh đập thạch hạo một trận thì mới hả dạ được được rồi không nói tới chuyện này nữa để chính con tự mình quyết định đi ai cũng không thể can thiệp vào được vân thương hải cười cười nói hỏa linh nhi ánh mắt lấp lánh nhìn về phía vân hy nói đừng lo lắng đến lúc đó ta giúp ngươi giải quyết con chim không lông đầy quái dị này trong mắt vân hy toát ra sự kinh ngạc nhưng sau đó lại nhìn Hỏa Linh Nhi mỉm cười mà không nói lời nào. Trong lúc mọi người đang nói chuyện thì Thạch Hạo lại đứng thất thần không thèm chú ý gì tới mọi người cả. Nó đang nhìn về bóng người mờ ảo như có ba ngàn thế giới không ngừng hướng về người đó tế bái kia. Liễu thần xuất hiện nhưng ngoại trừ Thạch Hạo ra thì không có một ai có thể nhìn thấy được cả. Thì ra là như vậy, không ngờ chính hắn là người lưu lại cánh cửa này, như vậy hắn vẫn còn sống trên thế gian này, nói không chừng hắn cũng đang ở hạ giới này, liễu thần đang lầm bầm một mình lời nói đó cũng chỉ có một mình thạch hạo nghe được mà thôi nó nghe xong thì chấn động trong lòng liễu thần khẽ nói ai chà chà đại kiếp nạn lần này có vẻ khá thú vị đây khác với những lần trước lần này có mấy người đứng ra làm chủ đại kiếp nạn này ta cũng có khả năng chết đi thật là một đại kiếp nạn đặc biệt mà đại kiếp nạn đặc biệt thạch hạo cảm thấy lạnh lẽo khắp cả người liễu thần đã phát hiện ra được gì mà lại lầm bầm như vậy trên pháp nằm ở một vị trí vô cùng bí mật nó ẩn giấu ở bên trong một bãi kỳ thạch tựa như do thiên nhiên tạo thành nếu như không đọc qua ghi chép trên cốt thư thì thật sự không thể tìm ra được nó ngồi xem sóng gió nổi lên thôi liễu thần tiếp tục tự nói rồi biến mất tại chỗ thạch hạo lập tức tỉnh táo lại sau đó nó lại nhìn xung quanh mình thì phát hiện nơi này cường giả như rừng nhưng lại không có một ai có thể nhìn thấy được cũng như nghe được lời của liễu thần nói cả bãi đá rất lớn khắp nơi đều là đá có loại thì dựng đứng như măng có loại thì như châu đang nằm ngang dọc đủ loại hình thù kỳ dị tất cả người trên kẻ dưới của thiên nhân tộc vô cùng phấn chấn bọn họ không ngừng thương lượng xem làm cách nào để thu gom đủ nguyên liệu để tu bổ trận pháp việc tu bổ trận pháp này là một công trình không hề nhỏ cho nên nhất định phải cần tới nhiều bộ tộc ra sức mới làm được nguyên liệu cần tới thật sự là rất nhiều cho nên chỉ dựa vào nguyên liệu bên trong bảo khố của bọn họ thì không thể nào đủ được vì thế bọn họ cần phải liên hợp với các bộ tộc khác để thu gom nguyên liệu dù sao đây là trận pháp dùng để vừa giới mà đi cho nên mức tiêu hào không thể nào nhỏ được mặc dù việc này rất khó khăn nhưng cuối cùng vẫn coi như có một chút hy vọng nếu như thiên nhân tộc liên kết với các bộ tộc trên những ngọn thần sơn khác thì những bộ tộc nhỏ bé như chúng ta thật sự không đáng chú ý đến mà đến lúc đó bọn họ sẽ cho phép chúng ta tới đây sử dụng trận pháp ừ hỏa nhà lo lắng nói đám cửu đầu sư tử cũng nhíu mày không thôi bọn họ linh cảm rằng nơi này sắp có sóng to gió lớn nổi lên Đến lúc đó bộ tộc bọn họ muốn bước vào trận pháp để đi ra thế giới thần bí khác e là gặp muôn vàn khó khăn. Nên biết bất kỳ tòa trận pháp nào cũng có giới hạn cả, nhất là loại trận pháp vừa giới thì số lần truyền tống càng ít hơn những loại trận pháp bình thường khác rất nhiều, cho nên muốn truyền tống đi quá nhiều người là điều không thể, chính vì thế mà số người được phép bước lên pháp trận kia là rất ít. Đến lúc các tộc cùng đến, những bộ tộc không hề có tôn giả, tọa chấn thì đừng bao giờ nghĩ đến việc tranh giành quyền bước lên tòa trận pháp kia. Bỏ đi! chúng ta không cần phải đi tranh giành làm gì. Cửu đầu sư tử suy nghĩ rất nhiều, nên mới đưa ra một quyết định quyết đoán như vậy. Cũng tốt, mà nghĩ lại thì trong bộ tộc của ta không hề có tôn giả tồn tại, cho nên đại kiếp nạn có giáng lâm, thì chúng ta cũng không cần quá sợ hãi. Chim loan năm màu gật đầu tỏ vẻ đồng ý, nó linh cảm rằng thiên thần sơn nhất định sẽ gặp không ít sóng gió. Sống sót đúng là vô cùng quan trọng thật, nhưng đại kiếp nạn lại không hề làm thương tổn gì tới những sinh linh chưa đạt tới cấp tôn giả, thì bọn họ và bộ tộc của mình không cần thiết phải chạy trốn làm gì tuy rằng đi tới một thế giới thần bí khác là điều vô cùng hấp dẫn thậm chí còn có thể coi là một cơ duyên vô cùng to lớn mà cả cuộc đời chưa chắc gặp được nhưng cái quan trọng nhất là bọn họ có mạng để mà hưởng hay không đã không có mạng để hưởng thụ thì có là cái gì đi nữa cũng chỉ vô nghĩa cho nên dựa vào tình huống hiện tại thì tốt nhất bọn họ không nên dây dưa vào làm gì Thạch Hạo nghe xong lời bàn tán của bọn cửu đầu sư tử thì nhíu mày không thôi. Nó từng hỏi qua liễu thần và nhận được câu trả lời là không đi. Vậy nó cũng không cần thiết phải đi làm gì. Quan trọng nhất là vẫn chưa tìm được chút tung tích gì về cha mẹ cùng với gia gia đại ma thần của nó cả. Cho nên nó cũng không muốn đi khỏi nơi này. Người lo lắng nhất trong đám người bọn họ đương nhiên là Hỏa Linh Nhi rồi. Phụ hoàng của nàng mạnh mẽ biết bao nhiêu ai ai cũng biết. Cho nên ông ta không thể nào tránh thoát được đại kiếp nạn cả. Nàng lo lắng nhìn về phía Thạch Hạo thạch hạo chấn an mọi người rằng cứ chờ xem tình hình trước đã thời gian vẫn còn kia mà không nên vội vàng đưa ra quyết định rồi lỡ mắc sai lầm sau này đại kiếp nạn lần này vô cùng đặc biệt cho nên trước khi đại kiếp nạn diễn ra nhất định sẽ có dấu hiệu báo trước ở xa xa bên kia thì những ngốc tử đang hả hê vô cùng hiện tại thì nó là một nhân vật vô cùng trọng yếu cho nên lúc nào cũng có người vây xung quanh mình hình dáng lúc nó biến thành người nhìn rất có phong phạm có thể thấy được năm xưa nó oai hùng biết bao nhiêu đám người thạch hạo tạm thời phải cư trú ở chỗ này để chờ đợi kết quả từ người của thiên thần sơn bọn nó muốn nhìn thử thiên thần sơn cùng với những ngọn thần sơn khác có thể thu gom đủ nguyên liệu cần thiết hay không rồi sau đó mới tính tiếp đám người thạch hạo được dẫn đến nghỉ ngơi tại một cung điện nằm trên một ngọn núi vô cùng hùng vĩ nơi này có sương mù vườn quanh cây cối thì xanh um kèm theo những con suối chảy róc rách càng tô điểm thêm vẻ đẹp cho nơi này cảnh sắc nơi này tương đối đẹp đẽ tại sao ta cứ có cảm giác là tòa cung điện này không phải là vật tầm thường nhỉ hỏa nha kinh dị hỏi mặc dù chỉ là gạch ngói bình thường mà thôi nhưng lại khiến cho người khác luôn cảm thấy nó tràn đầy khí tức thần thánh đương nhiên rồi nó do thần linh tự tay xây dựng nên thì làm sao có thể là vật bình thường được chứ một tên hầu mở miệng giải thích trên mặt gã thể hiện ra một vẻ rất khó diễn tả giống như là đang hãnh diện kèm theo sự say mê không nói nên lời cung điện này được xây dựng nên cũng nhằm phục vụ việc ăn ở của mọi người mà thôi thạch hạo gì nói nó cũng không xem trọng tòa cung điện này lắm cung điện này rất hùng vĩ ở trên bầu trời còn có linh cầm bay lượn kèm theo hoa rơi nước chảy nếu đứng trên đỉnh núi mà nhìn về phương ra thì thấy sương mù lưu động mặt trời đỏ hạ sơn tựa như là sống ở trên thần giới vậy những người kia là ai mà lại được sắp xếp cư trú ở trên này vậy đám người hầu không ngừng nhỏ giọng bàn tán về đám người thạch hạo bọn họ không phải là tu sĩ của những ngọn thần sơn khác mà chỉ là những người bình thường thôi Ta nhớ lần trước hình như là có khách quý đến từ hống tộc đã từng cư trú tại nơi này, bọn họ là một trong những ứng cử viên để làm cô ra đấy. Đám người này so với họ thì tính là cái gì chứ? Chỉ mới có một ngày thôi mà phiền phức đã tìm tới cửa rồi. Là người của kim sĩ đại bằng tộc chạy tới gây chuyện, bọn họ đến không phải chỉ một người mà nguyên một đám cùng nhau đi tới, đúng là phiền phức không hề nhỏ nhen. Dẫn đầu đám người của kim sĩ đại bằng tộc là một ông lão tóc vàng, mắt tựa như một mặt trời thu nhỏ vậy khi chớp mắt sẽ có từng chùm sáng màu vàng tóe ra. Đáng sợ nhất chính là ông ta có một luồng khí tràng vô cùng mạnh mẽ, mỗi một cái giơ tay nhấc chân đều tỏa ra khí thế, giống như một vị thần linh cao cao tại thượng vậy, xung quanh thân thể của ông ta đều có dáng lành hừng hực, kim quang bao phủ cả người. Ta nghe nói là có người dám tiến vào thiên nhân các, hôm nay ta đọc biết tới xem là thần thánh phương nào mà có mặt mũi to như vậy, một người trẻ tuổi đứng bên cạnh ông lão kia mở miệng nói khi đám người thạch hạo đi ra ngoài nhìn thấy đám người này thì lấy làm kinh hãi không ngờ những người đi tới đây đều là cương giả của bằng tộc bình thường làm sao có thể gặp được kim sĩ đại bằng chứ những người tới đây đa số không phải là kim sĩ đại bằng thuần huyết mà bọn họ chỉ có một nửa huyết mạch của kim bằng mà thôi nhưng trong số những người tới đây cũng có không ít người là kim sĩ đại bằng thuần huyết trên người bọn họ tỏa ra hào quang vàng óng như hỏa diễm đang thiêu đốt vậy ta cứ tưởng là đại nhân vật nào chứ hóa ra là đám người các ngươi à mặt mũi to thật đấy lại có thể vào trong này một người thiếu niên nói với giọng vô cùng lạnh lùng tuổi tác của hắn không quá lớn chỉ khoảng 16 tuổi mà thôi tóc vàng như thác nước đổ xuống hắn nhìn đám người thạch hạo với ánh mắt đầy bất thiện người này chính là kim vân tiêu mà thạch hạo đã từng gặp mặt qua khi ở hoàng đô hỏa quốc mà huynh trưởng của hắn lại là một trong hai đại kỳ tài mạnh nhất thái cổ thần sơn được người người ca tụng người này từng rời khỏi thái cổ thần sơn tiến vào hoang vực để mài rũa bản thân hắn ta tuyệt đối là người mạnh mẽ và đáng sợ Tìm bọn ta có chuyện gì à? Thạch Hạo hờ hừng hỏi. Kim Vân Tiêu cười nhạo nói, cũng không có gì cả, ta chỉ muốn đến xem thử thôi. Nơi đây là thần điện của thiên nhân tộc, dưới tình huống bình thường thì căn bản không cho phép người ngoài nghỉ ngơi. Các người đúng là không biết trời cao đất rộng là gì, mà cho đám các người trú ngụ lại thì các người sẽ trú ngụ lại à? Đây rõ ràng là cố ý đến gây sự mà, người này từng bị Thạch Hạo cho ăn quả đắng khi còn ở Hoàng Đô Hỏa Quốc. Hiện nay, hắn ta ỷ lại việc có trưởng bối đi cùng nên chẳng hề sợ hãi gì mà đi gây sự với đám người thạch hạo hiển nhiên là trừ vị công chúa của hòa tộc này ra rồi với thân phận cao quý của nàng thì cho dù ở thiên thần sơn hay là thần sơn của bằng tộc chúng ta đều có thể nhận được đãi ngộ tốt nhất kim vân tiêu lại tiếp tục nói lần đến đây chủ yếu là nhằm vào đám người thạch hạo mà thôi còn đối với hòa linh nhi thì hắn vô cùng khách khí khi nói chuyện với nàng trước mặt hòa linh nhi thì hắn không hề tỏ vẻ kiêu căng mà cười nói vô cùng hòa nhã thậm chí hắn còn mời chào hỏa linh nhi đi tới bằng ộc làm khách một chuyến hỏa nha nhìn về phía đám người vừa tới nói chủ nhân của nơi này sắp xếp cho chúng ta cư ngụ tại đây thì có liên quan tới các người à hay là do đám các người ăn no rừng mỡ không việc gì làm nên chạy tới đây làm loạn mô vui ai cha cha chỉ là một con quạ nhỏ mà cũng dám gây sự với bằng tộc chúng ta à lá gan của người không hề nhỏ à nha người còn không mau lăn lại đây thi lễ với chúng ta nào kim vân tiêu không thèm để ý tới lời nói của hỏa nha chút nào ngược lại hắn còn quay sang chế nhạo hỏa nha ngươi luôn tự cho mình là có huyết thống cao quý nhưng thật ra chẳng là cái thá gì cả hắn tuy là hỏa nha tộc nhưng cũng là con cháu của kim ô tộc tổ tiên của hắn không hề kém cạnh gì so với bằng tộc của ngươi cả thạch hạo lập tức lên tiếng thay cho hỏa nha thạch hạo cũng không phải lần đầu tiên đối đầu với sinh linh của thái cổ thần sơn nên chẳng hề sợ hãi mà ra mặt giúp hỏa nha ngược lại nó lại lo lắng cho hỏa nha vạn nhất chọc giận bộ tộc kim sĩ đại bằng này rồi dẫn tới thù hận giữa hai tộc cho nên nó mới lên tiếng như thế bạn đang xem thế giới hoàn mỹ được thuyết minh tại kênh youtube di các phim người cũng thật to gan nhỉ nếu ở bên ngoài thì cũng thôi đi hiện tại còn dám chạy tới thiên thần sơn gậy chuyện đúng là không biết chữ chết viết như thế nào mà kim vân tiêu liên tục cười lạnh nói đám cường giả của bằng tộc ở phía sau lưng kim vân tiêu sắc mạnh lạnh lẽo vô cùng khoái miệng luôn nở nụ cười đầy chế nhạo lúc nào bọn hắn cũng tỏ ra vô cùng ngạo mạn tất nhiên là bọn họ có đủ tư cách để ngạo mạn tự thân bọn họ có tu vi ngạo thế lại có truyền thừa từ xa xưa cho nên bọn họ có tư cách nhìn xuống khắp hoang vực mà không để ai vào trong mắt cả thạch hạo tuy rằng rất mạnh nhưng dù sao vẫn chỉ là một thằng nhóc chưa trưởng thành mà thôi cho nên bọn họ tự cho rằng mình có thể dùng tư thái người ở trên cao mà nhìn xuống thạch hạo ta thì có vấn đề gì sao người của thiên nhân tộc không chỉ xem ta là khách quý thôi đâu thậm chí họ còn chuẩn bị kết làm thông gia với chúng ta nữa kia kìa thạch hạo cười hạ hả lại thêm câu nói thiên nhân tộc muốn cùng nó kết làm thông gia đã chạm vào lòng tự ái của đám người kim băng tộc bọn họ thật sự không thể nào giữ bình tĩnh được nữa rồi người nói láo vân hy làm sao có thể gả cho một kẻ chỉ là nhân tộc như ngươi được chứ cho dù ngươi có thiên phú tốt đi nữa thì có thể sống sót mà phát triển đến lúc trưởng thành hay sao có khi ngươi lại chết yểu cũng nên một con kim bằng hơi lớn tuổi mang đầy sát khí hướng về thạch hạo quát lên hiển nhiên là nó muốn trở mặt mà ra tay với thạch hạo rồi chỉ bằng ngươi mà cũng muốn kết thông ra với thiên nhân tộc sao ngươi nhắm tự vấn xem mình có làm được hay không thạch hạo liếc nhìn hắn xong liền phun ra những lời không tốt đẹp gì to gan con kim bằng này lập tức gầm lên ai u lại còn dám ở trên thiên thần sơn ngang ngược nữa kìa ôi ta sợ quá chẳng lẽ ngươi dám ở trên thiên thần ssn này ra tay với ta sao có vẻ như ngươi chẳng xem quy cũ của thiên thần sơn này là cái đếch gì thì phải hả thạch hạo cười cười nói một tiếng hử lạnh truyền đến tiếp theo là đám người kim bằng tộc tách ra nhường đường cho một ông lão đi tới người tới hiển nhiên là tên tôn gia hung hăng nửa người nửa chim vân kim hải rồi chứ còn ai khác nữa bọn họ được ta cho phép làm như thế đấy bởi vì ta là chủ nhân của nơi này sắc mặt của ông ta vô cùng âm trầm nói thạch hạo nhìn thấy ông ta đi tới liền hiểu rõ mọi chuyện rồi nó vẫn cứ thắc mắc là tại sao người của kim sĩ đại bằng tộc lại đến thiên thần sơn nhanh như vậy thì ra là do lão giả vân kim hải này đã cấp tốc đưa thư đi mời bọn họ tới đây không cần phải nghĩ sâu xa làm gì chỉ cần nhìn dung mạo của vân kim hải là có thể biết được ông ta có một nửa huyết mạch bằng tộc vô cùng thuần khiết rồi thậm chí huyết mạch có khuynh hướng thiên về bằng tộc nhiều hơn là thiên nhân tộc chính vì thế cho nên mái tóc của ông ta hoàn toàn là màu vàng nhưng người của kim bằng tộc ta nhớ rằng Vân Thương Hải mới là tộc trưởng của Thiên Thần Sơn, chứ không phải là ông kia mà." Thạch Hạo rất bình tĩnh hỏi. "Cho dù thế thì đã làm sao? Trên Thiên Thần Sơn này, ta vẫn có quyền quyết định một số việc đấy." Con người của Vân Kim Hải có hàn quang lóe lên, lời nói tràn đầy sát ý. "Nếu không phải là tộc trưởng thì tốt nhất ông nên thu hồi lại lời mình vừa nói đi, bởi vì chúng ta được đích thân Vân Thương Hải tiền bối an bài nghỉ ngơi tại nơi này đó, chẳng lẽ ngươi dám làm trái lời của ông ấy hay sao?" Thạch Hạo không hề sợ hãi nói đúng sai rõ ràng như thế nào thì ta cũng có quyền bác bỏ lời của đại ca ta lần này ta cảm thấy huynh ấy đã thiếu quyết đoán khi xử lý chuyện của các ngươi cho nên hiện tại ta thay mặt huynh ấy đưa ra một quyết định khác hoàn toàn quyết đoán hơn vân kim hải từng bước từng bước ép thẳng về phía đám người thạch hạo rõ ràng là ông ta muốn bất chấp hậu quả mà ra tay với đám người thạch hạo mà đây là ông muốn đoạt quyền rồi rõ ràng ông đang âm mưu xoán ngôi tộc trưởng của vân thương hải tiền bối rồi ngồi lên chức vị tộc chủ của thiên thần sơn mà Thạch Hạo nhìn về phía ông ta cùng đám người kim bằng tộc phía sau mà quát lên. Một tiếng ầm vang xuất hiện kéo theo một luồng uy thế ngập trời tràn ra, lông vũ màu vàng cùng với những đóa hoa lấp lánh do phủ văn tạo thành tựa như những cơn sóng giữ bay thẳng về hướng của Thạch Hạo. Người dám, nhị ngốc tử hét lớn, lúc này nó đang ở trạng thái hình người cho nên trên người tỏa ra một luồng khí khái vô cùng thần võ. Dù sao, thì năm đó nhị ngốc tử từng được xưng là khổng tức đại tôn giả hồng bá một phương kia, cho nên nó không hề sợ hãi gì với người của thần Sơn cả nó nhanh chân lao về phía trước rồi run tay áo lên hóa giải tất cả mọi công kích của vân kim hải hết khiến cho nơi này nhanh chóng khôi phục lại yên tĩnh không còn gì để nói với bọn nó nữa huynh trưởng huynh mau mau ra tay giúp ta bắt con khổng tức kia lại sau đó tra xét biển ý thức của nó để lấy tấm trận đồ không trọn vẹn kia vân kim hải nhìn về hướng vị lão giả của băng tộc kia sau đó ông ta lại chỉ về hướng của thạch hạo mà nói nhóc con ta không muốn phí lời vô ích với ngươi làm gì ngươi mau chóng giao nộp ra hộ tí kia đi bằng không ta cho ngươi sống không bằng chết lời ông ta vừa nói ra lập tức khiến thạch hạo phải phì cười một trận quả thật là bá đạo quá đi chẳng lẽ ông ta muốn bất chấp hậu quả ra sao mà chém tận giết tuyệt bọn nó ngay tại nơi này mới chịu đây là do chính miệng ông nói đấy nha hôm nay ta cũng muốn xem thử ông có thủ đoạn cao siêu gì để bắt bọn ta thạch hạo lạnh giọng quát bằng tộc các người quả nhiên lợi hại đây rõ ràng là muốn lật đổ thiên thần sơn mà hôm nay ta cũng đứng ở đây nhìn xem các người có thể làm nên trò chống gì nhị ngốc tử cũng lại giọng nói chuyện riêng của thiên thần sơn chúng ta không cần đám các ngươi xen vào hiện tại đám người các ngươi nên lo cho bản thân mình thì hơn vân kim hải cười gần áp sát tới phía trước ái chà chà ta nhớ tới chuyện từng đánh cho một tên khốn kiếp nào đó hộc cả máu miệng vậy mà hôm nay tên đó vẫn chưa biết sợ là gì còn dám chạy tới đây lớn lối vậy kìa khổng cầu kỳ mở miệng chế nhạo uy thế của khổng tức đại tôn giả bùng phát kim quang dâng trào lông vũ bay tán loạn khắp nơi Ánh vàng vô cùng rực rỡ, trên người Vân Kim Hải phát ra sát khí ngập trời, thế nhưng ông ta không hề tỏ ra tức giận, mà chỉ toát ra luồng hàn ý lạnh thấu xương mà thôi. Ông ta cũng không hề nói năng gì, mà chỉ há miệng phun ra một cây cờ nhỏ màu xanh, là cờ phần Phật theo gió rồi không ngừng phóng to một cách nhanh chóng, sau đó, cây cờ xuất hiện trong tay ông ta, hào quang màu xanh bao phủ, chấn động cả trời xanh. Cho dù là tôn giả hay là ai đi nữa cũng cảm thấy lạnh cả người, bọn họ ngay lập tức lùi xa ra ai ai cũng cảm giác được một loại áp lực vô hình đang tỏa ra khiến cho bọn họ đều phải im lặng không dám nói một lời nào nữa. Đây là vũ khí gì thế này? Cán cờ lạnh lẽo như được đúc từ kim loại màu xanh, lá cờ trông vô cùng cổ xưa, không những thế, trên lá cờ còn có một vài ngôi sao màu đen. Thanh binh khí này quả thật quái dị mà, những gợn sóng nó tỏa ra như đang uy hiếp mãnh liệt tới mỗi người, cho dù là tôn giả cũng cảm thấy vô cùng sợ hãi, quy năng của nó không ngừng khoét tán ra, vô cùng kinh người mọi người ý thức được rằng đây không phải là thánh khí mà là pháp khí thần linh vô cùng mạnh mẽ giết chết tôn giả cũng không thành vấn đề trước kia vân kim hải chiến bại nhân dịp này trả thù luôn một thể nên mang tới một thanh binh khí như vầy hòng bắt giữ và tiêu diệt con khổng tước hung ác này khổng cầu kỷ năm xưa ngươi chẳng phải là một đại nhân vật hay sao nhưng tại sao hôm nay lại không biết tiến thối thế này ngươi không phải là loại người không bao giờ nhận phần thiệt về phía mình hay sao hôm nay ta liền đánh cho ngươi thành đầu heo luôn vân kim hải lạnh giọng nói loạt soạt hai tay của ông ta cầm cán cờ màu xanh rồi vung mạnh chỉ trong nháy mắt thiên địa bị lu mờ nhật nguyện biến sắc càn khôn run chuyển nổ vang không thôi lá cờ bay phấp phới vang lên những tiếng vù vù tựa như giải ngân hào buông xuống kéo theo vô tận khí tức khủng bố trấn áp mười phương mọi người sợ hãi không thôi với nguồn sức mạnh khủng khiếp như thế này thì ai có thể chống lại nó được cho dù là một vị tôn giả dùng hết sức chống lại cũng chỉ có một kết quả là thân thể tan nát mà thôi khó có thể ngăn cản hỏng rồi nhị tiền bối muốn đi đời nhà ma rồi hỏa nha run giọng nói gọi là không tiền bối ta không phải họ nhị nhị ngốc tử không cầu kỳ lên tiếng nói đối mặt với cây cờ lớn đang xoay tròn trên không kia vô cùng bình tĩnh cơ bản chẳng thèm để ý bởi vì nó sống ở thạch thôn lâu như vậy rồi lại biết đến sự tồn tại vượt qua lẽ thường của liễu thần tuyệt đối vượt qua tất cả mọi người nơi đây không tài nào đoán được cấp bậc cho nên nó chỉ có thể dùng hai chữ cấm kỵ để nói đến sự tồn tại của liễu thần mà thôi tồn tại cấm kỵ đang ở bên cạnh tự nhiên khổng cầu kỳ không hề sợ hãi mà tỏ ra vô cùng chấn định nó nhàn nhã nhìn vân kim hải ra sức vung lên lá cờ lớn tựa như đang xem một tên hề đang biểu diễn vậy tất cả bộ tộc kim bằng đều nhanh chóng rút lup đến cả ông lão dẫn đầu cũng không ngoại lệ lão ta tỏ ra vô cùng nghiêm túc nhanh chóng tránh né những gợn sóng cuồn cuộn từ chiếc cờ lớn kia không dám chống đỡ trực tiếp nhưng việc khiến người khác trợn mắt há miệng chính là tên đẹp trai khổng cầu kỳ chắp hai tay ra sau lưng đứng giữa trường không hề di chuyển một bước nào vẻ mặt như đang thách thức nó quả thật là có phong phạm của tuyệt đại cao thủ mà những ngốc từ chỉ đang giả bộ mà thôi bản thân nó có vẻ ngoài phi phạm lại kết hợp với việc giả bộ phong thái của tuyệt đại cao thủ kia khiến cho nó toát lên vẻ vô địch mặc cho lá cờ kia chuyển động mà không hề nhúc nhích chút nào bùm lá cờ rung lên tạo ra hàng loạt kiếm khí màu xanh bay về phía khổng cầu kỳ. những tia kiếm khí này sắc bén vô cùng nó đủ sức để chém giết một vị tôn giả mà không hề gặp chút trở ngại nào quả thật là kinh khủng, khiến cho trời cao đều rung động không ngừng. Nhị ngốc tử liếc chéo ông ta một cái rồi, giơ tay ngắt lấy một nụ hoa trong bụi hoa bên cạnh, sau đó nó cười cười, rồi ung dung tách từng cánh hoa ra, cái cử chỉ ngắt hoa của nó không hề giống như là thần Phật ngắt hoa, mà tươi như một tên thô lỗ, đang cố tỏ vẻ nho nhã vậy, vô cùng hèn mọn. Vân Kim Hải tức giận không thôi, không những thế vô tận kiếm khí do ông ta dùng cờ lớn phát ra không cách nào tới gần khổng cầu kỳ được khiến cho lão ấy tức giận đến mức chừng con mắt muốn rớt ra ngoài ta chính là khổng tức đại minh vương truyền thế vạn pháp bất xâm đao kiếm bình thường không thể đã thương được ta bọn nhãi nhép các ngươi còn không mau mau lui xuống đừng có mà diễn trò hề trước mặt ta làm gì nhị ngốc tử trưng ra bộ dáng lưu manh người chết đi cho ta vân kim hải không tin ông ta lại tiếp tục rung lên cờ lớn khiến nó phát ra ánh sáng cao tới vạn trượng kèm theo tia chớp màu xanh như lôi thần dáng thế đánh về phía nhị ngốc tử đáng tiếc vẫn là công cốc mà thôi nhị ngốc tử vung tay ném mạnh những cánh hoa về phía cờ lớn bùm bùm vang lên toàn bộ lôi đình đều phá diệt và tiêu tán trong hư không thời khắc này mọi người đều hút vào một ngụm khí lạnh vân kim hải lại càng rung động hơn con người vàng óng của ông ta lập tức có rút lại ông ta không ngừng rút lui sau đó thu lại sát cơ trên mình người đã vượt qua cấp tôn giả ông ta hít vào một ngụm khí lạnh đương đại có được mấy ai có thể đột phá qua tầng cảnh giới này mà đạt được thành tựu này kia chứ à còn thiếu có chút xíu thôi nhị ngốc tử rất khiêm tốn nói nghe được câu này vân kim hải thở dài một hơi đồng thời vẻ hung ác trong mắt lại xuất hiện ông ta rất muốn lần nữa ra tay chém chết con khổng tức đáng ghét này kim hải dừng tay phía bên ngoài quần thể cung điện có một đám người đạp lên cây cỏ mà đến tay áo theo gió bay bay tựa như thần tiên cưỡi mây đạp gió mà đi vậy không thể phủ nhận rằng người của thiên nhân tộc ai ai cũng đều tuấn mỹ cả trên người bọn họ đều toát lên một loại khí chất rất đặc thù đặc biệt là đám cao thủ vừa đi tới này bọn họ đạp lên cỏ hoa mà tới giống như là thần tiên giáng thế tộc trưởng của thiên thần sơn tới rồi cho nên trận chiến này không thể nào tiếp tục diễn ra được nữa kim huynh người đến rồi à vân thương hải ôm quyền về phía lão kim bằng dẫn đầu đám người kia lão kim bằng này chính là tộc trưởng đương nhiệm của kim sĩ đại băng tộc ông ta tên là kim loạn thiên một người có thực lực vô cùng khủng bố, sâu không lường được. Kim Loạn Thiên nhanh chóng ôm quyền đáp lễ, ông ta cười ôn hòa nói, Thiên Thần Sơn được trận pháp do thần thánh thời thái cổ lưu lại quả thật là việc đáng mừng, chúng ta đến đây cũng chỉ là hưởng sái phúc khí của Thiên Thần Sơn mà thôi. Lời vừa nói xong thì lão liền vung tay áo lên, ngay lập tức có người dùng pháp khí không gian lấy ra vô số thần liệu, khiến cho cả nơi này tràn đầy các loại màu sắc hoa lệ, hào quang trói mắt. Vân Thương Hải nheo mắt nhìn, sau đó liền lộ nét mừng rỡ nói, kim huynh khách khí quá rồi ai hưởng sái từ ai rất khó nói được à nha tu bổ trận pháp cần hơn mười mấy loại thần liệu thế mà người của kim sĩ đại bằng tộc lại mang đến thiên thần sơn tận năm loại quả thật là một hành động vô cùng bạo tay mà nhìn thấy một khối dương thạch hừng hực lại nhìn qua lau huyết thổ đỏ rực như lửa cùng với ba loại thần liệu khác không khỏi làm cho mọi người vô cùng kích động không hổ là kim sĩ đại bằng nhất tộc quả thật là mạnh mẽ kinh người mà trong bảo khố lại có được nhiều loại thần liệu như vậy đúng là cao thâm khó đoán Thạch Hạo loáng thoáng nghe được âm thanh nuốt nước bọt vang lên bên tai, nên nó vô thức sở vào tiểu tháp đang bám vào sợi tóc của mình. Trong lòng nó thì tự nhủ rằng, đây chỉ là ảo giác mà thôi, nhất định chỉ là ảo giác thôi. Sau khi chào hỏi Kim Loạn Thiên xong, thì Vân Thương Hải lập tức quay sang quát mắng tộc đệ của mình. Kim Hải, người hơi quá phận rồi đấy, tại sao cứ hết lần này tới lần khác đi tìm bọn họ gây sự hả? Đại Huynh, Huynh không cảm thấy chúng ta quá hèn nhát hay sao? đám người bọn họ hiện đang ở thiên thần sơn của chúng ta thì bọn họ có quyền đưa ra điều kiện ư cứ bắt hết bọn họ lại thì cũng chẳng có gì là không được cả vân kim hải âm trầm nói đủ rồi nếu còn tiếp tục như thế không sợ làm lòng người nguội lạnh hay sao dù sao chúng ta chỉ muốn sửa chữa trận pháp để nhanh chóng rời khỏi nơi này mà thôi những việc còn lại không cần quản nhiều làm gì vân thương hải nói không sai tốt nhất là rời khỏi nơi này càng sớm càng tốt ta cũng muốn nhìn xem thượng giới là nơi như thế nào kim bằng tộc và truyền thừa hoàn mỹ có nằm ở ngoài đó hay không? Có một vài truyền thuyết nói rằng một số vị tiền bối của tộc chúng ta dựa vào sức mạnh kinh thế của mình mà đang lâm vào thượng giới. Kim Loạn Thiên cũng mở miệng nói. Ở thượng giới nhất định tồn tại đạo thống của thiên nhân tộc chúng ta, ta cũng muốn đi cầu đạo, trở về với tông môn của tổ tiên. Vân Thương Hải than thở, ông ta vô cùng ngóng trông. Đứng ở bên cạnh, thạch hạo chấn động không thôi, thượng giới cuối cùng là một nơi như thế nào? Không ngờ nơi đó lại tồn tại rất nhiều sinh linh, cùng đạo thống vô hơn nữa có vẻ như nơi đó hoàn toàn khác với nơi này ha ha cho dù thượng giới có tồn tại tông môn của chúng ta đi nữa thì việc tìm kiếm nó cũng không phải là một chuyện dễ dàng đâu hay là đến lúc chúng ta vừa giới thành công đăng lâm vào thượng giới thì hai bộ tộc chúng ta cùng nhau hành động cũng như có thể chiếu cố lẫn nhau lúc khó khăn vân huynh thấy ý kiến này được hay không kim loạn thiên đưa ra đề nghị không sai chúng ta vừa đăng lâm vào thượng giới nhất định là gặp không ít nguy hiểm cho nên trước khi tìm được tông môn thì việc chúng ta liên thủ cùng nhau cũng là một ý kiến không tồi. Vân Thương Hải gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Huynh xem, đứa cháu trai này của ta như thế nào? Kim Loạn Thiên kéo Kim Vân Đằng lại trước mặt Vân Thương Hải hỏi. Không thể không nói Kim Vân Đằng quả thật rất anh Tuấn, tuổi trẻ tài cao, khí chất xuất trần, lại có tu vi kinh người. Ngạo thị quần hùng, quả thật là một vị tuổi trẻ trí tôn. Quả thật là một trang tuấn kiệt, tuổi trẻ lại có tu vi kinh người như vậy, đúng là hiếm có, tương lai rất có hy vọng trở thành thần. Vân Thương Hải chăm chú đánh giá Kim Vân Đằng một hồi, rồi cho ra một lời nhận xét như vậy. Nếu như chúng ta để cho nó cùng với Vân Hy kết thành đạo lữ thì Huynh cảm thấy được không? Kim Loạn Thiên cười hiếp mắt nói. Bầu không khí lập tức trở nên căng thẳng, nhĩ ngốc tử hiếm khi thu lại bộ dáng hả hê của mình. Nó vẫn chưa tỏ thái độ hay làm ra hành vi quấy, rồi nào mà chỉ nhìn về phía thạch hạo thôi. Nó nhỏ giọng nói, nếu là một nam nhân chân chính thì không thể nhịn được. Người của Kim Sĩ Đại bằng tộc đều có thân hình cao lớn, tóc vàng như thác, khí vũ hiên ngang, đặc biệt là Kim Vân Đằng lại càng xuất chúng hơn, khôi ngô tuấn tú, anh tư vĩ đại, quả thật là chuẩn nam nhân lý tưởng của mọi cô gái. Mà Vân Hy thì càng không cần phải nói, mỹ lệ không chút tỉ vết, sáng người thướt tha, trên người của nàng tử ý phấp phới, không nhiễm bụi trần tượng như là tiên tử hạ phàm. Nếu như hai người này đứng cạnh nhau quả thật như là một đôi tiên đồng ngọc nữ vậy. Thạch Hạo lập tức bước ra một bước, ở dưới chân có phủ văn màu vàng lóe lên thể hiện ra áo nghĩa trí cao của bằng tộc đây là một hành động vô cùng tự phụ khi dùng bộ pháp của bằng tộc để lướt đi rõ ràng là nó cố ý khiêu khích người của bằng tộc đây mà trong nháy mắt nó đã tới bên cạnh của vân hy rồi nhanh chóng nắm lấy bàn tay nhỏ trắng loáng như ngọc của vân hy sau đó nó hướng về phía của đám người bằng tộc mà tuyên bố đây là vợ của ta thạch hạo ra tay quá bất ngờ khiến cho vân hy không kịp phản ứng khuôn mặt của nàng lập tức đỏ bừng lên nàng không ngừng ra sức hất bàn tay của thạch hạo ra khỏi tay của mình người của kim bằng tộc đều đều mặt cả ra sau đó bọn họ đều muốn phát điên lên nó quả thật quá kiêu ngạo mà muốn gây hấn ư bên này có ý muốn cùng thiên thần sơn kết làm thông gia thì bên kia nó lại hò hét rằng vân hy là vợ của mình đến cả người của thiên thần sơn cũng ngạc nhiên không thôi rất nhiều người ngơ ngác nhìn nhau tên nhóc này cái gì cũng dám nói anh bạn nhỏ cứ thích nói đùa một vị trưởng lão của kim bằng tộc cố gắng kìm nén tức giận nói mau buông tay ta ra vân hy nhỏ giọng nói hai gò má đỏ rực cả lên nàng không muốn bị người khác nhìn thấy mình bị thạch hạo nắm lấy tay ta nhìn giống như đang nói đùa lắm mà. thạch hạo hướng về vị trưởng lão kia nói sau đó lại nhỏ giọng nói với vân hy đừng có lộn xộn coi chừng làm ảnh hưởng đến con của chúng ta phụt kim vân đang dáng vẻ hờ hững đang xoay người chuẩn bị quay về chỗ cũ thì nghe được câu nói của thạch hạo suýt chút nữa phun ra một ngụm máu lúc hắn còn ở hoàng đô hỏa tộc thì từng nghi ngờ qua tình cảm của hai người này lúc đó vân hy ôm lấy cánh tay của thạch hạo rồi từ chối lời đề nghị của kim bằng tộc khi đó hắn còn có thể duy trì trạng thái thong dong chấn định được nhưng với tình hình hiện tại thì hắn không thể nào giữ được bình tĩnh nữa rồi hư người của kim bằng tộc lập tức phất tay áo xoay người rời khỏi khu cung điện này người của thiên nhân tộc liếc nhìn thạch hạo rồi lại quay qua nhìn vân hy với ánh mắt vô cùng quái dị bọn họ là thiên nhân tộc được người đời tôn xưng là chủng tộc hoàn mỹ nhất Thế nên cho dù có yêu thích một vị nhân tộc đến mức độ nào đi nữa cũng không thể nào qua loa làm chuyện người lớn nhanh như vậy được chứ. Vừa nãy Vân Hy tức giận đến mức cứng cả người, lúc này nàng cũng đã bình tĩnh trở lại nên lập tức hắt tay của Thạch Hạo ra, rồi trách mắng nó một phen. Nàng vẫn còn rất tức giận và xấu hổ không thôi. Đừng có xúc động mà, người trước tiên bình tĩnh lại đi đã. Thạch Hạo lập tức buông tay Vân Hy ra rồi đi về phía nhị ngốc tử nói. Rõ ràng là chúng ta nắm giữ sức mạnh tuyệt đối, lại là người nắm phần lý về tay mình, thì tại sao lại để mặc cho đám người của kim bằng tộc diễu võ dương oai trước mặt mình nhị ngốc tử cũng gật đầu nói người nói quả thật không sai ta quyết định rồi lập tức xóa tên đám người của kim sĩ đại bằng tộc ra khỏi danh sách được phép bước lên trận pháp kia ta phải để cho bọn họ quay về cái tổ chim của mình ở hoang vực mà chờ chết đi như vậy cũng được làm việc phải biết chừa cho người khác một con đường sống không nên đuổi tận giết tuyệt như vậy thạch hạo nói nó nở một nụ cười nhỏ rồi hướng về nhị ngốc tử đưa ra một ý kiến chúng ta lập tức thông báo đến các ngọn thần sơn khác số người được phép bước vào trận pháp của mỗi một bộ tộc là có hạn cho nên bất cứ tộc nào muốn mang thêm người bước vào trận pháp thì lập tức phải khiêu chiến kim sĩ đại bằng tộc chỉ cần đánh bại được một người của kim sĩ đại bằng tộc thì chúng ta sẽ cấp thêm cho bọn họ một suất bằng tộc đảm nhiệm công việc trấn thủ lôi đài ừm người thủ lôi đài thất bại thì sẽ bị xóa tên khỏi danh sách bước vào trận pháp bạn đang xem thế giới hoàn mỹ được thuyết minh tại kênh youtube di các phim tiểu tặc người đang muốn đi tìm chết hay sao vân kim hải lạnh giọng quát quyết thống của ông ta có một nửa là của bằng tộc cho nên tức giận thay cho bằng tộc không phục à thế ta cũng cho người đi thủ lôi luôn vậy thạch hạo liếc nhìn ông ta rồi nói tiếp việc có tu bổ trận pháp được hay không là do chúng ta quyết định chứ không phải do các ngươi cho nên ta muốn cho ai bước vào trận pháp thì cho ông không có quyền để mặc cả với chúng ta người của thiên nhân tộc lập tức hít vào một ngụm khí lạnh tên nhóc con này có cần phải làm thế không nếu thật sự phải làm như vậy thì đúng là quá ác độc với kim sĩ đại bằng tộc rồi một bóng người cao giáo chậm chậm bước đi xung quanh ngọn thái cổ thần sơn này phóng tầm mắt tới chín tầng trời tuy rằng viễn siêu thế gian nhưng cũng chất chứa vô tận tang thương cùng cô độc bóng người đó không phải là ai khác mà chính là liễu thần ngọn núi này con sông này cả thiên địa này nữa cuối cùng cũng sẽ tan thành mây khói mà thôi nàng nhẹ giọng thì thầm đối với sự phân tranh của thiên nhân tộc kim bằng tộc và những đại cường tộc khác thì nàng cũng không thèm để ý tới, mà chỉ một mình cất bước đi dạo trên thiên thần sơn mà thôi, bởi vì nàng nhìn thấy dấu chân của một người. Người đó là một vị thiên kiêu từng đứng sừng sững ở thần đạo đỉnh phong, trí cao vô thượng, được mệnh danh là tồn tại cấm kỵ, ai cũng đều cho rằng y đã chết đi khi còn quá trẻ, thế nhưng ở tại thiên thần sơn này lại có dấu tích của y để lại. Ở bên trên một nửa khối đá có lưu lại một nửa dấu chân rất mơ hồ, nhưng mà liễu thần từ trên dấu chân đó có thể nhận ra được đây chắc chắn là dấu chân của người đó để lại chẳng lẽ đây là do người đó trong lúc bị thương lưu lại hay sao đây chỉ là cảm giác mà thôi một loại trực giác vô cùng nhạy cảm trong mắt của liễu thần xuất hiện từng tia ánh bạc kèm theo hỗn độn nhìn xuyên qua dấu ấn mà bước chân kia để lại sau đó rất nhiều cảnh tượng xuất hiện trước trong mắt của nàng trận pháp thái cổ là do ngươi lưu nhờ vào nó mà ngươi mới thoát chết được hay là ngươi vốn chưa hề rời đi mà vẫn còn sống ở trong vực này hai sóng mắt của liễu thần chuyển động như là muốn nhìn xuyên qua toàn bộ hoang vực để tìm kiếm người đó, nàng rất muốn gặp lại được người kia. Lời của ngươi nói có thật hay không? Một âm thanh vang dội được truyền đến từ quần thể cung điện kia, cường giả của chân hống tộc đã đến. Đám người của chân hống tộc phát ra khí tức rất khủng bố, thực lực kinh thiên, bọn họ đang dò hỏi thực hư lời của Thạch Hạo đã nói. Người hỏi chính là một vị thiếu niên chưa tới 20 tuổi, bên ngoài thân được bao phủ bởi một tầng ánh sáng, toàn thân như được đúc từ đồng thau, gã tuy còn rất trẻ nhưng đã được phong vương là một cường giả liệt trần cảnh thực thụ bọn họ tuyệt đối là một cường tộc sánh vai với kim sĩ đại bằng tộc tổ tiên của bọn họ cũng là một hung thú cấp thiên thời thái cổ bọn họ không phải chỉ là con cháu của hung thú cấp thiên thôi mà còn có thuần huyết của chân hống nữa cho nên có sức uy hiếp đến khắp cả hoang vực nói theo một cách khác thì bọn họ chính là những tồn tại đỉnh cao ở hoang vực này đánh đầu thắng đó không gì cản nổi cho nên không có một ai cam nguyện đi trêu chọc vào bọn họ đúng vậy chỉ cần bất kỳ ai có thể đánh bại một con kim bằng thì ta sẽ cấp thêm cho người đó một suất thạch hạo cười nói hống thiên liếc chéo thạch hạo nói như thế chẳng thà bọn ta tóm cổ và bắt ép ngươi cùng với con chim ngu ngốc kia không được à lúc đó muốn bao nhiêu suất thì có bấy nhiêu ngươi nhìn ta giống như là loại người dễ bị bắt nạt lắm sao dù là kim sĩ đại bằng thì cũng bị ta bắt đi làm đồ nhắm rượu vậy ta sẽ sợ đám người các ngươi ư thạch hạo chẳng hề nể nang nói sở dĩ bọn ta chưa trở mặt với đám già đó là vì muốn mượn tay đám các ngươi hành hạ đám đó một phen mà thôi. người cũng quá thất đức mà. mắt của hống thiên lập tức trận trắng lên. tuy rằng nó nói khó, nghe như thế, nhưng sao lại dễ làm thân thế này? kỳ thật thì hắn cũng chẳng ưa thích gì kim sĩ đại bằng tộc cả, cho nên cảm thấy tên nhóc hỉ mũi chưa sạch này thật là dễ mến. sau đó người của thanh loan tộc cũng đến. bọn họ và thiên thần sơn có quan hệ rất thân thiết. bằng không thì năm đó sẽ không liên thủ cùng nhau đi đoạt tạo hóa bên trong tổ côn bằng tuy nhiên những người này chẳng có chút hảo cảm gì với thạch hạo cả nếu không phải bọn họ phát hiện ra chuyện kia thì phòng trường lời đầy động thủ từ lâu rồi có không ít người ở trong đám này muốn tiêu diệt tên thiếu niên nhân tộc này sau đó không bao lâu thì lại có thêm sáu bảy chủng tộc thuần huyết đăng lâm vào thiên nhân tộc năm xưa họ đều được quy vào hàng ngũ thần ma tất cả đều từng xuất hiện qua cường giả cấp thần gào nhóc con kim vân tiêu mau lăn ra đây cho ta để ta xem trong hai năm qua ngươi có tiến bộ thêm được chút nào hay không Hống Thiên đột nhiên quát lên, khiến cho mọi người đều ngạc nhiên, ai cũng không ngờ rằng hắn lại muốn động thủ với tu sĩ của Kim Bằng tộc. Hồ Đồ, một ông lão của Hống tộc quát lên, ông ta vô cùng mạnh mẽ, vẫn chưa hóa thành hình người, toàn thân lóng lánh ánh đen, khí tức khủng bố. Trong lúc ông ta quát lên, thì hàng loạt phù văn đồng thời hiện lên quanh thân, như là một quầng sáng rực, khiến ông ta tựa như một con thú thần vậy. Ở phía xa xa, Thạch Hạo nhìn ông ta mà nước miếng chảy dài đây là một con hắc hống thuần huyết hiếm thấy vô cùng nếu như có thể lột ra hoặc móc nguyên thủy phủ cốt trên người lão này thì đúng là phát tài rồi bắt con tưởng ta là đồ ăn hay sao mà nước miếng chảy dài thế hả ông lão của hống tộc kia tức giận không thôi không phải đâu tiền bối nhìn lầm rồi ta tuyệt đối không có chảy nước miếng đâu chẳng qua ta cảm thấy ngài dạy dỗ con cháu có phần không đúng lắm tại sao không cho phép hắn đi khiêu chiến chứ có đánh chết thạch hạo cũng không dám thừa nhận các cường giả của những bộ tộc khác cũng trừng mắt với nó, bởi vì bọn họ đã sớm phát hiện gan của tên nhóc này không hề nhỏ, ánh mắt không ngừng đào qua đảo lại trên người tộc trưởng của bọn họ, lại còn chảy nước miếng nữa chứ, quả thật là vô liêm sĩ mà. Không lâu sau đó, một tiếng hót của chim bằng vang lên rung trời, lông vũ màu vàng bay tán loạn, cường giả trẻ tuổi kim vân tiêu của bằng tộc bị người khác đánh bại ở phía sau núi, nửa cái mạng gần như mất đi, bị người trong tộc khiêng trở về. Nhóc còn hống thiên, người lại dám ra tay à? ông lão kia lại tiếp tục quát mắng hắn hống huynh quả nhiên là một vị anh hùng hào kiệt chân chính vậy y theo lời ta nói tặng thêm cho huynh một suất tới lúc đó huynh có thể tùy ý dẫn theo một người nỡ tiến vào trận pháp kia thạch hạo cười cười nói tốt hống thiên đạt được lời hứa hẹn của thạch hạo liền ngoan ngoãn quay về gặp tộc trường mà im lặng lắng nghe cuộc lên lớp sau đó bên trong mấy cường tộc lớn khác có không ít người nhảy ra khiêu chiến đánh cho đám kim bằng tộc bị trọng thương không ít người hiển nhiên đám người đó đều nắm chắc phần thắng trong tay cho nên mới dám nhảy ra khiêu chiến chỉ mới có một ngày đi qua mà sắc mặt của đám người kim sĩ đại bằng tộc ai nấy đều tái xanh cả tuy rằng người bị thương không nhiều lắm nhưng đối với bọn họ mà nói đây đúng là một chuyện khó có thể chấp nhận được tên nhóc này quả thật quá kiêu ngạo mà tưởng rằng kim sĩ đại bằng tộc chúng ta không dám tiêu diệt nó hay sao một lão già sắc mặt âm trầm nói còn về phần của thạch hạo thì nó đã sớm quên chuyện này đi rồi nó chỉ nhìn không vừa mắt đám người băng tộc mà thôi cho nên mới cố ý làm ra nháo sự như thế mà nó hiện tại đang vùi đầu vào trong đại nghiệp trận pháp rồi mà những loại thần liệu do kim bằng chân hống thanh loan và các đại tộc khác mang tới thiên thần sơn quả thật rất nhiều có thể chất thành một ngọn núi nhỏ óng ánh sáng rực thực sự là mê người ở bên tai thạch hạo thỉnh thoảng có một vài âm đầy mê hoặc vang lên âm thanh đó không ngừng dụ dỗ thạch hạo là chỉ cần trộm lấy một phần nhỏ trong núi thần liệu đó đưa cho nó thì nó sẽ cho Thạch Hạo một lần trợ giúp. Không được, rất may Thạch Hạo vẫn rất tỉnh táo, từ chối thẳng thắn lời đề nghị của tiểu tháp, không có bị lời nói của nó làm cho mê hoặc. Thần liệu đang ở trước mắt, chỉ cần đưa nó cho ta là người có thêm một lần cơ hội yêu cầu ta ra tay, người thật sự muốn bỏ qua hay sao? Cốt tháp từng bước từng bước dụ dỗ. Cuối cùng, liễu thần đi tới bên Thạch Hạo, rồi lướt mắt nhìn tiểu tháp một cái mà không hề nói gì. Việc này khiến cho tiểu tháp ngượng ngùng không thôi, nó cảm thấy đi dụ dỗ một thiếu niên quả thật không hay ho gì. Thiên thần Sơn có cái gì đó không ổn lắm, các ngươi mau chóng rời khỏi nơi này đi. Liễu thần truyền âm nhắc nhở thạch hạo cùng với nhị ngốc tử. Lời liễu thần vừa nói ra khiến cả hai người chấn động trong lòng, bọn họ biết rõ liễu thần mạnh mẽ biết, bao cho nên lời nói của nàng rất đáng tin cậy, hai người đều gật đầu biểu thị biết rồi. Vật liệu vẫn còn thiếu ba loại, các người mau chóng thu gom đi, nhị ngốc tử lên tiếng nói gào đúng vào lúc này thì ở phía sau núi chuyển đến một tiếng rít gào có kim sĩ đại bằng bay lên phía sau nó có một con toàn nghề đang truy đuổi theo sấm chớp rền vang đại chiến vô cùng kịch liệt có một ít tán tu đã tới bọn họ nghe được thông tin bằng tộc đang thủ lôi chỉ cần đánh bại được một tên kim sĩ đại bằng là có thể bước vào trận pháp vượt giới kia chính vì thế mới phát sinh xung đột thạch hạo đở ra nó vốn tưởng rằng sẽ không ai không nể mặt bằng tộc mà đi khiêu chiến cùng lắm có một ít tên tiểu bối chạy ra làm loạn mà thôi, thật không ngờ lại xuất hiện một đám ác độc. Tuy con toan nghê này không phải thuần huyết, nhưng mà lại cưỡng ép tấn cấp lên tôn giả cảnh cho, nên thực lực vô cùng khủng bố. Nó đẻ lên một con kim bằng rồi đánh túi bụi khiến cho lông chim bay tán loạn, ánh vàng trói lọi. Kết quả là con toan nghê kia giành được thắng lợi cuối cùng, toàn thân tia điện chập chờn, hiển nhiên bị thương không hề nhẹ, suýt chút nữa đã bị phế luôn rồi. Cho rằng bằng tộc chúng ta sẽ ước hiếp hay sao? một ông già sắc mặt âm trầm nói sát khí tỏa ra khắp nơi ngoại trừ kim vân tiêu là bằng tộc thuần huyết bị đánh bại ra thì toàn bộ những con bị đánh bại khác đều là bắn huyết cả không một ai dám khiêu chiến các thành viên trọng yếu của kim bằng tộc cả dù sao bọn họ cũng là chủng tộc cấp thiên kia mà bất quá tình trạng như thế này cuối cùng cũng thay đổi mấy vị tộc trưởng của các cường tộc lớn cũng đã đưa ra lời cảnh cáo tới các bậc hậu bối của mình yêu cầu bọn họ không được phép làm chuyện sang bậy nữa mà thạch hạo cũng chẳng so đo làm gì nữa bởi vì nó không có thời gian đi quản mấy chuyện này, liễu thần lần nữa truyền âm yêu cầu nó nhanh chóng rời khỏi nơi này, thậm chí đến cả tiểu tháp cũng nói như vậy. Người mau chóng đưa hộ tí kia cho bọn họ đi, ta cảm thấy cái trận pháp này có gì đó rất quái lạ, cẩn thận coi chừng chọc đến nhân quả cực lớn đó, đây là lời mà tiểu tháp nhắc nhở thạch hạo. Đồng thời, tiểu tháp diễn biến phủ văn giúp thạch hạo, có thể nhìn thấy được một ít huyền bí bên trong. Khi nhị ngốc tử sử dụng thần liệu để bù đắp cho trận pháp khiến cho nơi này vọt lên một luồng khí thế không tên mà ở trên một tảng đá cách đó không xa thì vết đấu chân được in trên đó hiện lên càng ngày càng rõ và chân thực hơn đang kêu gọi một vị tồn tại cầm kỵ nếu như trận pháp được tu bổ lại hoàn toàn thì khó mà nói được sẽ phát sinh chuyện gì tiểu tháp ngưng trọng nói người đó là ai thạch hạo hỏi tiểu tháp lắc đầu nó ra dấu kêu thạch hạo hãy đi hỏi liễu thần ấy bởi vì bản thân của nó vốn không đầy đủ bị mất đi mấy tầng thân tháp cho nên có rất nhiều ký ức cũ bị mất liễu thần nơi này sẽ có nguy hiểm sao thạch hạo hỏi nếu như đúng thật như vậy thì việc tu bổ trận pháp này còn có ý nghĩa nữa sao tu bổ hay không tu bổ thì vân hy cùng tộc nhân của mình cũng đều có chung một kết quả là chết mà thôi thiên nhân tộc sẽ không xảy ra chuyện ngoài ý muốn đâu có thể bọn họ sẽ thành công rời đi khỏi nơi này bởi vì chủ nhân của tòa trận pháp này có quan hệ rất mật thiết với thiên nhân tộc cho nên bọn họ sẽ không có việc gì nhưng những bộ tộc khác thì rất khó nói kết quả sẽ như thế nào liễu thần trực tiếp giải thích ở phạm vi xung quanh trận pháp không ngừng vọt lên từng tia sáng rực vô cùng thần bí ngoại trừ liễu thần cùng với tiểu tháp ra thì không một người nào khác có thể thấy được thạch hạo nhờ vào thần thông của tiểu tháp cho nên mới có thể nhìn thấy được nó lập tức cảm nhận được một luồng khí tức thần bí đồng thời nó còn nhìn thấy được dấu chân ở xa xa kia tựa như lúc nào cũng có thể xuất hiện một người đạp phá bầu trời mà dáng lâm xuống thạch hạo kinh sợ không thôi nó cảm thấy việc bản thân mình bất hòa với một vài sinh linh thuần huyết chẳng là cái đinh gì so với chuyện này. Trước một sự việc bí ẩn to lớn như thế này việc bất hòa với đám người kia chẳng đáng để nó bận tâm tới nữa. Thế này là sao? Hoang vực rốt cuộc có cái gì mà khiến cho một ít tồn tại cấm kỵ dáng lâm xuống? Lại khiến cho một đại nhân vật thiết lập ra một bố cục như thế này? Cuối cùng vực này có đồ vật gì mà có thể hấp dẫn được bọn họ? Nó có một dự cảm rằng hoang vực lập tức sẽ trở nên hỗn loạn. Có lẽ đúng như lời liễu thần đã từng nói lần này đại loạn không giống như những lần trước có lẽ sẽ phá vỡ hết mọi thứ đã diễn ra ở quá khứ đi thôi không nên gây thêm nhân quả gì với nơi này nữa chặt đứt hết mọi liên hệ với nơi này đi tiểu tháp mở miệng nói nó thừa sức làm chuyện đó bởi vì nó có một vài thủ đoạn nhỏ dùng để tiêu diệt hết thể nhân quả điều này hoàn toàn nằm ngoài tất cả tính toán của thạch hạo nguyên bản nó còn muốn làm một vố lớn ai ngờ đâu lại nhận được nhắc nhở rằng không nên ở lại nơi này quá lâu nó thậm chí còn dự định hợp tác với nhị ngốc tử để đi thu lộ phí qua đường từ mấy cường tộc lớn kia. Theo ý của nó thì ai muốn bước vào trận pháp kia thì trước tiên hãy giao ra tiền lộ phí cai đã, rồi mới được vào. Chỉ tưởng tượng tới viễn cảnh đó, thôi, thì nó đã chảy nước miếng ròng ròng rồi. Nào ngờ đâu chuyện này lại không thể thực hiện được. Chiếu theo tình hình hiện tại thì bọn nó phải nhanh chóng rời khỏi nơi này mới an toàn được. Vù, đột nhiên, rung động không tên xuyên thấu qua tiểu tháp, rồi truyền đến thạch hạo, khiến cho nó cũng chấn động theo không hiểu vì sao nó lại cảm thấy toàn thân vô cùng lạnh lẽo chuyện gì đang xảy ra vậy nó thất thanh hỏi đại kiếp nạn sắp bắt đầu buông xuống rồi tiểu tháp khẽ nói tại sao những người kia lại không cảm nhận được mà ta lại có thể cảm nhận được thạch hạo vô cùng chấn động đồng thời trong lòng nó tràn đầy nghi vấn bởi vì ta đang ở nhờ trên người của ngươi cho nên người mới có thể thông qua ta mà cảm nhận được nó tiểu tháp bình tĩnh giải thích thạch hạo cảm nhận được là tiểu tháp không hề bình tĩnh như vẻ ngoài của nó tựa hồ nó cũng đang nâng cao cảnh giác rõ ràng tiểu tháp cũng nhận lấy áp lực không hề nhỏ không lẽ đại kiếp nạn lần này làm cho nó cảm thấy căng thẳng người cũng đang lo lắng thạch hạo dò hỏi vù một tiếng con mắt của thạch hạo đau đớn vô cùng nó nhìn thấy ở phía trên bầu trời có một vệt sáng sẹt qua so với sấm chớp còn muốn trói hơn cực kỳ trói mắt đó là cái gì vậy nó có chút sốt sắng thần sắc nghiêm túc hỏi có đại năng của thượng giới đang thăm dò đó là vết nứt không gian phàm nhân căn bản không thể cảm ứng được ngươi do thông qua ta cho nên mới cảm nhận được nó tiểu tháp cực kỳ nghiêm túc giải thích trời cao bao nhiêu xa đến mức nào khi con bé thạch hạo thường mơ ước rằng tương lai sẽ có một ngày nó tung hoành ngang dọc ngạo thị khắp cả thiên địa này cho đến hôm nay thì nó đã làm được rồi đồng thời nó cũng nhìn thấy thế giới này to lớn đến giường nào bầu trời xa không thể chạm tới tất cả đều vượt quá sức tưởng tượng của nó cuối cùng nó vẫn chỉ có thể ngước nhìn trời đất mà thôi ở phía trên vùng thiên địa này còn có sự tồn tại của thượng giới nữa đó là một nơi như thế nào không lẽ là nơi ở của thần linh hay sao thạch hạo hỏi tiểu tháp nhưng chỉ nhận được sự trầm mặc nó lại quay sang hỏi liễu thần cuối cùng vẫn chỉ nhận lại được cái lắc đầu tại sao lại như vậy nó có thể cảm nhận được sự không đành lòng từ hai người này hoang vực sẽ như thế nào tại sao khi nhắc tới thượng giới thì tiểu tháp và liễu thần lại chỉ hồi đáp lại như vậy tiểu tháp này vết nứt không gian kia xuất hiện vài lần và còn có cả ánh sáng chói lóa như vậy người ấy không cho rằng sẽ có thứ gì đó rơi xuống từ nơi ấy hay sao có muốn đi cướp đoạt hay không thạch hạo ngây ngô nói tiểu tháp không thèm để ý tới lời nó nói vẫn treo ở trên sợi tóc của thạch hạo nó bình tĩnh cảm ứng luồng khí tức ở trên vòng trời kia liễu thần người rốt cuộc là tỷ tỷ hay là đại thúc vậy hả thạch hạo tiếp tục khuyên thuyên nó nhìn về bóng người mông lung không cách nào nhìn rõ ràng được kia khi giao tiếp với thạch hạo thì liễu thần cũng chỉ dùng tới thần niệm truyền âm mà thôi cho nên không thể dựa vào âm thanh mà phán đoán được là nam hay nữ được. Liễu thần cũng không nghe trả lời, mà chỉ bảo nó rằng mau chóng đem trả chiếc hộ tí kia, sau đó lập tức rời khỏi nơi này càng sớm càng tốt, không nên chỉ hoàn thời gian nữa, đồng thời nàng truyền âm cho khổng cầu kỳ kêu nó mau chóng chuẩn bị mọi thứ. Nếu cứ rời đi như thế này thì thật sự không cam lòng mà, chạy tới nơi này để giao trả pháp khí của thần linh mà lại chẳng thu được lời lãi gì cả, cái đám sinh linh cấp thiên này thật sự là keo kiệt quá đi mà. Thạch Hạo cầu nhau, tính tình trẻ con của nó lại nổi lên rồi. Thế nhưng người xoắn suýt nhất hiện tại lại là nhị ngốc tử, ban đầu nó chỉ muốn đi tu bổ trận pháp, sau đó tranh thủ nhìn mộng lan một chút, thế mà hiện tại liễu thật lại muốn nó phải mau chóng rời khỏi nơi này. Mộng lan, khi nào nào mới chịu xuất quan đây, khổng cầu kỳ đi tới đi lui, cực kỳ gấp gáp, toàn thân của nó vốn chọc lốc, lại rất khó hóa thành hình người cho nên nó không muốn đi gặp lại vị hồng nhan năm xưa. Nhưng hiện tại nó được Liễu Thần trợ giúp khôi phục lại dung mạo như năm xưa cho nên đã đổi ý muốn đi gặp nàng ta. Sau nhiều năm phân ly thì hiện tại nó đã quay về Thiên Thần Sơn lần nữa, khiến cho lòng nó có một cảm giác rất khó nói thành lời. Vèo, giống như là có tâm ý tương thông, phía sau núi có một luồng linh quang vọt lên tận trời kèm theo sương mù mịt mờ nhanh chóng tràn ra, sau đó là một tiếng ngâm khẽ tựa như phượng hót trên chín tầng trời. Ồ, Mộng Lan xuất quan, Vân Thương Hải kinh ngạc. Cũng trong lúc đó một vài nhân vật lão bối của các đại tộc khác lộ ra sắc mặt khác thường năm xưa cô gái này là một mỹ nhân tuyệt đại khiến cho vô số người theo đuổi đến cả nhân vật hung hăng như kim loạn thiên của kim sĩ đại băng tộc cũng phải chú ý tới chuyện đang phát sinh phía sau ngọn núi con ngươi màu vàng kim của hắn không ngừng lưu truyền thần quang tựa như là khôi phục lại một chút vui vẻ ông lão của hống tộc lập tức hóa thành hình người ông ta cũng chẳng hề ngại ngùng khi thấy người khác nhìn mình mà chỉ cười ha hả không thôi ra ra tại sao con cứ cảm thấy như người đang hồi xuân vậy hồng thiên trêu ghẹo nhóc thúi người mau lăn đi chỗ khác cho ta ta chỉ muốn gặp lại một vị cố nhân thôi mà đừng có mà đoán mò lung tung lão hống uy hiếp ra ra cứ yên tâm con bảo đảm với người khi về nhà sẽ không nói bất cứ cái gì với tổ mẫu đâu chỉ cần ra ra cho con một hồ lô rượu thần là được hồng thiên cười hì hì nói thằng nhóc con tộc trưởng hống tộc hống vọng trừng mắt nói người sai rồi phải là nhóc con tiểu hống mới đúng hống thiên sửa lại một cô gái đạp lên cầu vòng mà tới quần áo tung bay theo gió nàng ngơ ngác nhìn khổng cầu kỳ đi thôi liễu thần mở miệng nói khổng cầu kỳ chấn động không lẽ do liễu thần đã ra tay giúp đỡ mở ra phong ấn ở phía sau núi để cho mộng lan xuất quan ư nó cũng hơi đoán được đôi chút huynh đến đây để gặp mặt muội cô gái khẽ nói đồng thời có hai hàng nước mắt lan dài trên má nàng rất xinh đẹp xem chừng chỉ khoảng ba mươi mấy tuổi mà thôi tóc mây vấn cao đoan trang mà xinh đẹp. Hôm nay hai người gặp lại nhau khiến nàng kinh ngạc và đau buồn pha lẫn sự vui mừng khôn cùng. Đúng vậy, Huynh đã trở về, âm thanh của khổng cầu kỳ vô cùng dịu dàng. Ta thật không thể nào chịu nổi khi nhìn người khác khóc mà, gặp lại nhau không phải nên vui hay sao, tại sao lại còn khóc sớt mướt như vậy, thạch hạo nhỏ giọng cầu nhau. Nhóc con như ngươi thì biết cái gì chứ, mau lăn đi chỗ khác cho ta, hiếm khi nào thấy nhị ngốc tử thô bạo như vậy, nó cốc thẳng vào đầu thạch hạo một cái sau đó nhanh chân đi về phía trước nắm lấy tay mộng lan muội ở đây chờ huynh nhiều năm rồi muội vẫn tin rằng một ngày nào đó huynh sẽ quay về đây tìm muội vân mộng lan gào khóc khiến cho nước mắt lăn xuống làm mờ cả hai mắt năm xưa khổng tức đại tôn giả khuấy động nên vô tận phong vân uy phong lẫm lẫm thế nhưng hôm nay tu vi mất hết nhưng lại quay lại lần thứ hai gặp người mình thương cả hai người nắm tay nhau đi về phương xa bạn đang xem thế giới hoàn mỹ được thuyết minh tại kênh youtube di các phim sắc mặt của kim loạn thiên rất phức tạp nhưng cuối cùng vẫn là lắc đầu thở dài một tiếng lão tộc trưởng của hống tộc là hống vọng cũng thở dài một tiếng sau đó ông ta gãi gãi đầu nói chúng ta lại bị ném qua một bên nữa rồi con khổng tức hung ác này vẫn đáng ghét như năm xưa mà đến cả tiểu tháp cũng thở dài khiến cho thạch hạo khó hiểu không thôi tâm tình của tiểu tháp không hề có chút tia dao động nào cả nó chỉ nói với thạch hạo rằng nếu như có một ngày nào đó vũ trụ nổ tung trời đất đảo ngược thế gian chỉ còn lại một mình ngươi. Ngươi tuy rằng vô địch trên trời dưới đất, nhưng nhìn lại sau lưng chẳng có một ai, tất cả chỉ còn là hồi ức mà thôi. Hồng nhan bạc đầu, trở về với cát bụi. Toàn bộ bạn bè đều chết dần theo năm tháng, ngủ say trong mộ đất. Đến lúc đó ngươi sẽ có tâm cảnh như vậy. Ngươi đang nói cái quái gì vậy? Thạch hạo vò đầu bứt tóc nói. Nếu ngươi đủ kinh diễm thì nhất định sẽ có một ngày lâm vào tình cảnh như thế. Cả thế gian to lớn vô tận, nhưng lại không thể tìm thấy được một vị cố nhân nào mà chỉ có đại đạo vô tình bầu bạn cùng, tiểu tháp cực kỳ bình tĩnh nói tiếp, nếu như ngươi chỉ là một kẻ tầm thường vô danh, thì đương nhiên chẳng đủ tư cách để đi cảm thụ sự cô quạnh kia đâu. Nói năng lung tung, Thạch Hạo trách mắng tiểu tháp, đồng thời nó dùng ngón tay búng tiểu tháp một cái, quả thật là liều lĩnh mà. Năm tháng dài đằng đẵng, có lẽ sẽ xuất hiện một kẻ như vậy, một mình hắn tồn tại với năm tháng, nhìn xuống vạn cổ, duy nhất chỉ có thần đạo bầu bạn cùng, Liễu Thần nói. Chipper A Liễu thần xin đừng có hù dọa con chứ Thạch hạo kinh hoàng nhảy lên một cái Cũng chẳng nói người đó là người thì ngươi sợ cái quái gì chứ Tiểu tháp cười nhạo nói Trên đời này nếu như thật sự có một người kinh tài tuyệt diễm như vậy Thì ngoại trừ ta ra thì còn có thể là ai khác được nữa chứ Hùng hai tử vẫn như xưa Nó thủy chung vẫn là đứa tự kỷ quá mức Tự tin và tự kỷ luôn tồn tại song song trong bản tính của nó Còn có biện pháp gì để cứu vãn tình hình hay không Thạch hạo cuống cuồng hỏi Có liễu thần khẽ nói nàng nhìn về phía chân trời mà nói ở phía trên bầu trời này vẫn còn một thế giới khác sao thạch hạo tiếp tục truy hỏi thế nhưng cho dù liễu thần hay là tiểu tháp cũng không thèm trả lời cho nó biết hiển nhiên là do thực lực của nó còn kém quá xa còn nói ra thì nó cũng không thể nào hiểu được cả hai đều im lặng không nói đặc biệt là liễu thần lại biến mất lần nữa đám người thạch hạo chỉ còn biết chờ những ngốc từ trở về mà thôi nó nhàn nhã bước tới chỗ của mấy vị tộc trưởng kia nó không tim không phổi nở một nụ cười nó khách sáo với vân thương hải trưng ra bộ dáng vô cùng thật thà biểu thị rằng nó sẽ đưa thần linh pháp khí trả lại cho bọn họ vân thương hải làm sao dám xem thường thạch hạo chứ từ miệng cháu gái mình mà ông ta biết được ở sau lưng tên nhóc này có một vị tồn tại trí cao và đáng sợ không cách nào tưởng tượng được tối thiểu ông ta biết được không có cách nào bức người kia hiện thân ra trước mặt mọi người cho dù bản thân thiên thần sơn có không ít pháp trận thần linh nhưng vẫn không thể nào làm được chuyện này quả thực là đáng sợ mà. Thạch Hạo rất khiêm tốn, đầu tiên là nó tỏ vẻ rất áy náy, sau đó lại lấy pháp khí thần linh ra trả lại cho bọn họ. Chỉ là nó mấy lần cố tình giả bộ há miệng ra như muốn nói cái gì đó, nhưng lại không tiện mở miệng mà thôi. Anh bạn trẻ có gì muốn nói à? Phải chăng đang gặp chuyện khó khăn, người cứ việc nói ra cho ta nghe thử xem nào. Vân Thương Hải tỏ ra độ lượng nói, đối phương cũng đã chủ động trả lại pháp khí thần linh cho mình. Cô còn không được nữa là, huống chi sau lưng đối phương còn có một đại thần chống lưng ông ta chỉ sợ đối phương không chịu hé miệng nói mà thôi hai thật ra thì mấy cái trận pháp ở thôn của ta đều đã mục nát hết cả rồi ta muốn tu bổ lại nhưng ngặt nỗi lại không có nguyên liệu thạch hạo tỏ ra ảo não nói chuyện này thì dễ thôi chút nữa ta sai người dẫn anh bạn nhỏ đến bảo khố của thiên thần sơn để lấy một ít đến lúc đó anh bạn nhỏ cứ thoải mái mà lựa chọn vân thương hải phất phất tay nói vô cùng phóng khoáng nói vật liệu bình thường không được đâu tất cả trận pháp ở thôn ta đều là những trận pháp cấm kỵ cả cho nên phải cần đến thần liệu mới có thể tu sửa được thạch hạo ủ rũ nói vân thương hải lập tức lảo đảo cả người tí nữa là tái lan ra đất tên nhóc này quả thật đang sử dụng công phu sư tử há miệng mà thần liêu đâu phải dễ tìm như vậy đến cả bảo khố của bọn họ cũng chỉ có được một ít mà thôi nếu không thì bọn họ cần gì phải liên hợp với các thần sơn khác để thu gom cho đủ chứ điều này chúng ta cần dùng thần liệu để đi tu bổ truyền tống trận thái cổ nữa e rằng không đủ dùng cho nên khó có thể đưa cho anh bạn nhỏ được vân thương hải nói ông ta sợ rằng đây là ý của vị thần linh chống lưng cho thạch hạo không sao mỗi một loại thần liệu ta chỉ cần một ít mà thôi dù sao thôn của chúng ta cũng không lớn lắm da mặt của thạch hạo quả thật rất dày nếu lột da mặt của nó ra đi làm trống thì tuyệt đối không thành vấn đề vân thương hải vẫn còn do dự không quyết nếu quả thật đây là ý của vị đại thần kia thì không thể từ chối được, không nên đắc tội với người đó, cho nên ông ta quyết định tìm mấy người khác để cùng nhau thương lượng. Trên thực tế thì việc tu bổ trận pháp không thể nào dùng hết tất cả thần liệu ở đây được, chỉ là những thần liệu này có giá trị vô cùng to lớn, ai sẽ nguyện ý đưa nó cho người khác sử dụng chứ? Quả nhiên khi Vân Thương Hải mở miệng đưa ra ý kiến như vậy, thì tất cả mọi người đều nhanh chóng lắc đầu, đặc biệt là Kim Bằng tộc, bọn họ liên tục cười lạnh, thiếu chút nữa là chạy tới tìm Thạch Hạo để tính sổ. Sự tình đến mức này, rồi thì Vân Thương Hải không thể không nói ra một ít ẩn tình bên trong. Ông ta nói cho bọn họ biết rằng, đang có một vị thần linh đang ẩn thân ở nơi này. Hơn nữa, còn là một vị thần linh vô cùng đáng sợ. Những cường tộc cấp thiên này đều hít vào một ngụm khí lạnh, khó có thể tin được. Sau đó bọn họ rất bất mãn với việc Vân Thương Hải không thông báo tin tức này cho bọn họ biết sớm hơn. Nếu như sớm biết, có chuyện này dù có cho mười lá gan đi nữa, thì Kim Bằng Tộc cũng không dám đi khiêu khích đám người thạch hạo vân kim hải thì càng khó coi hơn ông ta có huyết thống nửa bằng nửa thiên nhân cho nên luôn luôn tự phụ lúc trước ông ta thua dưới tay nhị ngốc tử vẫn cảm thấy không phục cảm thấy rất quái lạ hiện tại nghĩ lại thì sống lưng trở nên lạnh lẽo mắt của thạch hạo đảo qua đảo lại liên hồi nó nhìn chằm chằm vào đám người vân thương hải khi nhìn thấy sắc mặt của bọn họ thì nó đã đoán ra được một ít chuyện mà họ đang trao đổi khóe miệng nó suýt chút nữa có nước miếng chảy ra thạch hạo lập tức chạy hùng hục tới ra vẻ vô cùng thần bí nói này mấy vị tiền bối ta nói cho các vị nghe một chuyện bí mật nhé kỳ thực là có một vị đại nhân nhờ ta mượn các vị ít thần liệu đó mọi người nghe nó nói thế thì khiếp sợ quả nhiên là như vậy bọn họ không khỏi chấn động trong lòng hai mặt nhìn nhau rồi lần lượt gật đầu đồng ý với yêu cầu của thạch hạo thời khắc này không chỉ hùng hải tử điên cuồng nuốt nước miếng mà đến cả tiểu tháp cũng như vậy tựa hồ đang rất hưng phấn không chịu an phận treo ở trên sợi tóc của thạch hạo bạn nhỏ người cần bao nhiêu loại vân thương hải dò hỏi ít nhất cũng phải mười mấy loại mới được thạch hạo liên tục chỉ vào các loại thần liệu do mấy đại tộc đem tới dĩ nhiên là nó muốn mỗi loại một ít thạch hạo nói xong khiến cho mấy lão già kia choáng váng mặt mày thân thể lắc lư không thôi việc này đúng là quá tàn nhẫn với bọn họ mà tim bọn họ như đang chảy máu vậy hchc tốt nhất là nên mượn thêm một ít tài liệu bình thường nữa mới được chỉ có thần liệu thôi thì không thể nào tu sửa được dù sao thì mấy trận pháp ở trong thôn của ta đã hư hại quá nhiều rồi phải sửa chữa toàn diện mới được thạch hạo ngượng ngùng nói mấy lão già kia nghe xong cảm thấy ấm ức vô cùng tên nhóc con này sao lại thiếu đạo đức như vậy chứ cái bộ mặt cười cười ngượng ngùng kia nhìn sao cũng thấy rất là ti tiện trong lúc tiểu tháp đang liên tục nuốt nước bọt thì thạch hạo lấy túi càn khôn ra bắt đầu vơ vét thần liệu đã không làm thì thôi một khi làm là làm cho thật tàn nhẫn lấy đi gần như là một nửa số thần liệu đang có ở đây khiến cho mấy lão già kia cuống cuồng cả lên bọn họ nhanh chóng ra tay ngăn cản thạch hạo lại nếu không nó sẽ lấy hết mất thấy bọn họ phản ứng như vậy nên thạch hạo đành cười ngượng ngùng mà thu tay lại vò vò độ tỏ vẻ không tiện vì tiền bối của bằng tộc ơi vị đại nhân sau lưng ta có nói là ngài ấy muốn tế luyện một chiếc quạt ngũ cầm nhưng mà hiện tại lại thiếu mất một cọng nguyên thủy chân vũ của kim sĩ đại bằng tộc không biết tiền bối có thể giúp cho ngài ấy một chút hay không thạch hạo lại tỏ vẻ thẹn thùng mà nói nói thật chủ nhân của bằng tộc là kim loạn thiên hiện tại vô cùng khó chịu ông ta rất muốn bắt lấy tên nhóc con ti tiện luôn nở nụ cười ngượng ngùng này lại rồi điên cuồng đánh vào mông nó đánh đến khi nào nở hoa rồi mới giết chết con người của kim loạn thiên trở nên sắc bén những lúc nháy mắt đều tỏa ra kim quang khiếp người nhìn tên nhóc con trước mắt mình lão nuốt cơn tức giận xuống chứ không hề ra tay lão sợ gặp phải vị thần linh ở phía sau tên này đối với bằng tộc đây là một báu vật một con kim bằng có thực lực khủng bố cả đời cũng chỉ có thể thai ngén ra một chân vũ không kém gì nguyên thủy phủ cốt mà thôi cả ngọn tổ sơn cũng chỉ có tầm ba bốn chiếc được niêm phong ở trong bảo khố bởi vì không phải lão tổ kim bằng nào cũng lưu lại cả đồng thời năm tháng đằng đãng qua đi cũng đã tiêu hao đôi chút đa tạ kim tiền bối thạch hạo tỏ vẻ ngại ngùng trong mắt kim loạn thiên cái vẻ mặt này cực kỳ đáng ghét tên chuyên gây họa này muốn ăn đòn mà kim huynh hay là quên đi vật đó tuy là quý nhưng nếu so với việc vượt giới thì cũng chẳng đáng là gì nếu đã tiến vào thượng giới thì thần liệu và kỳ chân nào mà tìm chẳng được vân thương hải âm thần khuyên bảo lão già của hống tộc cũng gật đầu tiến tới an ủi nhưng điệu bộ lại như đang cười trên nổi đau của người khác vậy việc này khiến cho kim loạn thiên càng thêm khó chịu kết thúc tập này ở đây nha mọi người nếu không tìm thấy tập cần nghe các bạn vào danh sách phát để xem nhé đừng quên ấn like và đăng ký kênh di các phim để cập nhật những video mới nhất nhé Cảm ơn mọi người. Thế giới hoàn mỹ tập 63, đại kiếp nạn thuyết minh tại kênh youtube Di Các Phim. Chúc các bạn xem video vui vẻ. Cuối cùng, Kim Loạn Thiên trầm mặt xuống rồi gật gật đầu, sai người quay về thần Sơn bằng tộc lấy chân vũ. Đương nhiên người được sai đi phải là nhân vật quan trọng nếu không thánh vật có cấp độ như thế, ở trong tộc không phải người thường có thể lại gần. Tiền bối, đi tới truyền tống trận nào, chúng ta nhanh chân một chút, đại kiếp nạn sắp tới, thời gian không chờ chúng ta đâu. Thạch Hạo có ý tốt nhắc nhở hừ kim loạn thiên hử lạnh đầy nặng nề rồi phải bỏ tay áo rời đi dù biết phía sau nó có một vị thần linh nhưng cũng không khiến sắc mặt lão tốt hơn được sau đó thạch hạo thảo luận với đám hỏa linh nhi cửu đầu sư tử tử điêu nói cho bọn họ biết tính chất nghiêm trọng cùng với sự gấp gáp trong việc đại kiếp nạn lúc nào cũng có thể giáng xuống mấy người này đều căng thẳng không còn tâm trí nán lại nữa ai cũng muốn trở lại tộc để truyền tin chuẩn bị tốt công cuộc ứng kiếp một hồi bão táp cực lớn chuẩn bị ập tới Huynh không rời Hoang vực à?" Cửu đầu sư tử kinh ngạc nhìn Thạch Hạo, nó cùng với đám Hỏa Nha đã quyết định, trong tộc không có tôn giả nên không cũng không cần thiết rời đi. Bởi vì, đám đời sau của Thiên Nhân, Kim Bằng, Chân Hống toàn là sinh linh cấp thiên, nếu như bọn nó vượt giới, với đám người này mà không có tôn giả dẫn đầu thì rất là nguy hiểm. Thạch Hạo gật đầu, nói, "Ừ, ta không muốn rời đi, cha mẹ và cả người thân của ta đều chưa tìm thấy, họ không đi thì ta cũng không thể đi được." "Ngươi không đi?" Hỏa Linh Nhi cặp mắt sáng như nước nhìn nó. Thạch Hạo gật đầu, nó đã quyết định rồi. Thạch Hạo im lặng, hoàn cảnh hoàn toàn khác nhau, hỏa tộc có nhân vật cực kỳ mạnh mẽ, ví dụ như Nhân Hoàng hiện giờ, có pháp lực cực cao, trong đại kiếp nạn sẽ gặp nguy hiểm tột cùng, vậy sẽ lựa chọn như thế nào? Chỉ có thể rời đi nhờ trận pháp thái cổ này thôi. Nhưng nếu bước vào trận pháp này thì hơn nửa nàng phải đi theo. Cứ thế rời đi tiến vào thượng giới thì có thể là một cơ duyên vô cùng to lớn, nhưng vì sao lại không muốn? bởi vì đây còn có một vài người còn có một vài việc khiến nàng khó mà quên được trên núi một truyền tống trận hiện lên hào quang một con kim xí đại bằng lăng không bay vào rồi từ từ đáp xuống bên dưới gã nhanh chóng hóa thành hình người trong tay gã còn có một chiếc hộp đá được niêm phong bởi một tờ giấy đa tạ bằng tộc tiền bối thạch hạo hì hục chạy tới dáng điệu ngại ngùng gã mang hộp đá tới nhìn thấy cái điệu bộ này thì rất muốn phang ngay chiếc hộp đá vào mặt nó cái tên hùng hải tử tên nhóc bị ổi vô liêm sỉ đầy đáng ghét đây chính là ý nghĩa của mỗi một thành viên trong bằng tộc thạch hạo kéo tờ giấy niêm phong ra một chuỗi ký hiệu sáng lên rồi nhanh chóng bùng cháy tờ giấy đã vàng đó bị đốt thành cho bụi mật chú bên trên cũng mất đi hiệu lực nó cẩn thận mở chiếc hộp đá ra trong lòng vô cùng kích động đây là chiếc thứ ba nó đã chiếm được chân vũ thanh loan còn có cả chân vũ trù tước cách mục tiêu ngày càng gần rồi một vệt sáng vò tới sau đó cả trời đều là ánh vàng cứ như là một ngọn bảo tàng được mở ra, rực rỡ đến cực điểm khiến người khác không tài nào nhìn thẳng vào được. Đây chính là một chiếc bằng vũ màu vàng dài một mét, ký hiệu thần bí được ẩn giấu ở bên trong lưu chuyển tạo ra những gợn sóng kinh người, tự như có tiếng bằng hót chấn động cả trời cao. Thạch hạo cầm lấy chiếc chân vũ nhẹ nhàng vung một cái, hư không run lên tạo ra những tiếng vù vù, mây vàng đầy trời tan vỡ cứ như là ánh sao lấp lánh tan về bốn phía, ai ai cũng kinh hãi không thôi. Đồng thời, kèm theo đó là một luồng sáng to lớn vàng óng giống như là kiếm khí mà lại giống như là ánh điện lực công kích kinh thế thể hiện ra vẻ mạnh mẽ và mãnh liệt của bằng tộc quả là thứ tốt thạch hạo lẩm bẩm để chẳng kém gì nguyên thủy phủ cốt cả chỉ sử dụng như vậy cũng đã trở thành binh khí không tầm thường rồi chớ đừng nói tới chuyện luyện thành quan ngũ cầm như trong truyền thuyết không riêng là nó ngay cả tộc nhân của kim bằng cùng với cường giả của thiên nhân chân hống đều đỏ cả mắt vật này có thể đưa cho người ngoài ư lúc bình thường đều được dùng để luyện chế bảo cụ bí mật trong tộc. Thạch Hạo đóng hộp đá lại rồi cất nó đi, gật đầu đầy hài lòng, sau này có khả năng sẽ luyện chế ra được một pháp khí chấn động thiên hạ rồi. Loại bảo phiến đó vừa xuất hiện, chỉ cần hơi vung lên cũng đã khiến cho dãy núi thành cho, sông lớn bốc hơi, uy năng vô cùng. Hồng Cầu Kỳ trở lại, cũng không biết đã nói gì với Vân Mộng Lan, hai người này đứng chung một chỗ vô cùng thản nhiên cứ như đã trải qua cơn đau khổ trong cuộc đời và nhiều năm sau mới được gặp lại. Ta muốn ở lại nhị ngốc tử nói ra một câu như thế thạch hạo ngạc nhiên nói người không biết tình huống nghiêm trọng đến mức nào ư không tức tôn giả năm xưa nhị ngốc tử hiện tại gật gật đầu rồi liếc nhìn vân mộng lan hiển nhiên nó muốn ở cùng với nàng muốn cùng đồng sinh cộng tử với nhau người nên biết ở thượng giới cùng với nơi đây tràn đầy tính bất ngờ lành dữ khó liệu thạch hạo nhắc nhở không biết làm sao mà liễu thần lại tác hợp cho bọn nó và tặng cho hai người một cành liễu có mảy vàng kim vô cùng đặc biệt đây cũng không phải màu xanh biếc như thường lệ. Trước khi trận pháp mở ra, người có một cơ hội mang theo một người trở lại thạch thôn. Khổng tước tôn giả liền thay đổi sắc mặt, rồi cực kỳ biết ơn và quay về nơi hư không hành đại lễ, người khác không nghe thấy, không nhìn thấy, nhưng lại đoán được vị thành thánh kia hiển linh. Mộng Lan, Huynh từng đề cập tới vấn đề hôn ước giúp tên nhóc này, nhị ngốc tử chỉ về thạch hạo, rồi nhìn về phía Vân Hy đứng cách đó không xa. Mộng Lan nói nhỏ với Vân Hy, nàng vô cùng tức giận với việc sắp xếp của cha mình năm đó dẫn đến việc nàng phải chia cách với khổng cầu kỳ thiếu chút nữa cả đời không thể gặp lại nhau cho nên nàng mới hỏi dò vân hy sao khuyên tai linh tê đã cho nó vân mộng lan kinh ngạc không phải đâu là tên tiểu tặc cướp đó vân hy hơi bối rối thiên nhân tộc đều kinh ngạc bởi vì sau khi trưởng thành những cô gái của thiên nhân tộc sẽ được mang khuyên tai linh tê và đây sẽ là tín vật để đính ước khuyên tai linh tê của vân hy đã cho thạch hạo mấy năm trước rồi ta hiểu rồi vậy chuyện này ta sẽ làm chủ cho cháu vân mộng lan gật đầu tổ cô không phải như người nghỉ đầu vân hy giải thích nhưng làm sao có thể nói rõ rằng năm đó bị cái tên hùng hải tử này dùng miệng cướp đi khuyên tai óng ánh này chuyện này không cách nào mở miệng được huống chi trước đó nàng cũng không biết sự quan trọng của khuyên tai này mãi cho tới gần đây thì mới biết rõ huynh trường huynh cũng nghe rồi đó mấy năm trước khuyên tai linh tê đã được vân hy tặng cho người ta mỗi tin lần này huynh sẽ không làm khó hai người trẻ tuổi này vân mộng lan nhìn đại huynh của mình vân thương hải cười khổ cháu gái mình nói quá đơn giản khuyên tai linh tê bị mất lão cảm thấy khuyên tai này cũng không phải do cháu gái mình tự tay tặng có thể giờ vân mộng lan nói như thế thôi nhưng bên trong còn có vẻ tức giận nàng vẫn còn hận mình về chuyện năm đó việc này có thể từ chối nữa ư hụ lão ho một tiếng được rồi cứ thế đi thiếu niên người nếu đã đạt được khuyên tay linh tê thì sau này có thể tới cầu thân vân mộng lan quyết đoán lên tiếng tu sĩ của các tộc kim bằng thanh loan chu hống đều ngạc nhiên thần nữ vân hy nổi danh nhất thái cổ thần sơn đã đính hôn sao dễ dàng như vậy chứ đặc biệt là đám trẻ tuổi thì không ngừng kêu rên ánh mắt căm tức nhìn thạch hạo hận không thể nhào tới cào xé nó ra thành từng mảnh các ngươi nhìn cái gì ta không có đi thượng giới đâu không biết thiên tài vô liên xỉ trên thượng giới có hay không nữa thạch hạo nói người nói cái gì hả vân thương hải liếc mắt nhìn nó không có gì lão gia tử nếu đã là người một nhà thì cho ta thêm một chút vật liệu nữa đi ngoại trừ thần liệu ra thì ta cũng xây những bảo liệu khác để tu bổ trận pháp của thôn mình nữa thạch hạo nói nó đã sớm nghĩ thông rồi đừng nói là nữ thần dù là nữ thiên thần thì đã làm sao bị ngăn ở hai giới thì có ích lợi gì giờ có thể vác thẳng về thôn hoặc nàng tự nguyện ở lại không đi thượng giới nữa trời mới biết thượng giới là một địa phương thần bí như thế nào không cần nghĩ cũng biết với tài năng và tướng mạo của vân hy thì những tổ môn huy hoàng đầy cổ xưa đó sẽ xem đó là đối tượng lý tưởng nhất để làm thông gia rồi cái tên nhóc này vân thương hải nghe nó lẩm bẩm thì tức giận vung tay áo rời đi nhưng sau cùng lão cũng cho nó lấy một đống bỏ liệu khiến cho rất nhiều người trong thiên nhân tộc mê tít cả mắt không ít người phải nhíu mày các vị tiền bối ai còn có thần liệu nữa không vậy hoặc cho ta một chiếc chân vũ nguyên thủy cũng được khi đó ta sẽ nói khổng tức tôn giả truyền dạy trận đồ cho các vị tiền bối sau này ai cũng có thể tu bổ trận pháp này thạch hạo thả mùi câu nhưng mà vào lúc này những cường giả các tộc đều đang thảo luận với nhau chẳng ai thèm để ý tới nó cả mười mấy loại thần liệu nó đã lấy đi gần nửa vậy mà còn muốn kiếm chất nữa ư mơ à thạch hạo ngượng ngùng rồi ôm quyền dùng lời nói trong giang hồ để tạm biệt nói núi xanh còn đó nước biếc chảy dài ngày khác ta và các vị sẽ gặp nhau ở thượng giới, vợ đẹp, cố gắng dưỡng thai cho tốt nhé. Đi chết đi! Cuối cùng, Thạch Hạo và đám cửu đầu sư tử lên đường, mượn nhờ trận pháp nơi này để rời đi về bộ tộc của mình. Với đại thần thông của liễu thần, tự nhiên không cần trận pháp của bảy thần sơn này, cứ thế mở ra một thông đạo để nó rời đi, việc này khiến cho đám cường giả các tộc phải biến sắc. Bỗng nhiên, hư không vặn vẹo, thông đạo trở nên không ổn định, nhưng cũng chẳng hề ảnh hưởng gì tới an toàn của bọn nó dù sao có liễu thần ở đây, thông đạo là do nó mở ra. Bùm! Xung động không thôi, một luồng khí tức dũng mãnh tựa như có thể đánh đất cả hư không ngục tới. Hào quang lóe lên, bọn nó bước ra từ thông đạo, nhìn thấy tình cảnh không thể nào tưởng tượng nổi, một móng vuốt to lớn từ lòng đất nhô lên rồi đạp tan tầng mây trên trời cao. Thứ này, to lớn và cổ xưa, cứ như bị chôn vùi dưới lòng đất vô tận năm tháng, móng vuốt đó chỉ còn khung xương lèm theo vẻ tang thương của năm tháng. Vừa nãy là do thứ này, làm ảnh hưởng tới sự ổn định của thông đạo. Lúc này cách Thạch Hạo gần mấy ngàn dặm mà thôi. Lúc này, Thạch Hạo vô cùng thất kinh, móng vuốt này vô cùng to lớn có thể bao trùm cả trời cao. Nó từng nhìn thấy, năm đó một mình rời đi Thạch Hạo, đi tới biên giới phía tây Thạch Quốc để rèn luyện. Trong lúc cưỡi độc giác thú thì từng thấy qua vóng vuốt khổng lồ này. Cũng trong lúc này, trên vòng trời có ánh sáng chói mắt xẹt qua, đó chính là khe hở hư không, có người của thượng giới đang thử phá tan giới bích chiếc móng vuốt này vô cùng to lớn nó có màu xám đen phủ kín cả bầu trời từng đám mây trên cao đều bị đánh tan toàn bộ dãy núi cũng phải run rẩy mặt đất nứt toác liễu thần đó là gì thế thạch hạo hỏi một luồng khí tức khó nói tràn ra cứ như là con thú khổng lồ từ hồng hoang thức tỉnh thời khắc này toàn bộ đại hoang trở nên yên tĩnh hết thảy chim thú hay là sâu kiến đều lo sợ thiên địa tĩnh lặng tới mức ghê rợn cứ như rơi vào vực sâu đầy ma quái thời thái cổ những âm thanh thường ngày đều biến mất cảm giác ngột ngạt tột cùng trượt bao phủ cả núi rừng mênh mông này thứ này còn sống tiểu tháp lẩm bẩm tỏ vẻ nghi hoặc liễu thần trở nên nghiêm túc nhìn chằm chằm về nơi đó rất lâu ở khoảng cách xa vô tận con thú khổng lồ này nếu như xuất thế thì sợ còn to lớn hơn cả những dãy núi cao hợp lại với nhau nên biết đây là chân thân chứ không phải là pháp tướng nếu như nó triển khai pháp thân thì quả thật khiến người khác phải hoài nghi rằng thiên địa này có thể chứa nổi nó hay không liễu thần Thạch Hạo lên tiếng lần nữa. Thần tàng trí tôn, liễu thần đáp, lời nói rất mơ hồ tựa, như từ trên trời cao truyền xuống, cả người của nó toát lên vẻ kỳ áo khó tả, cứ như đang trầm tư vậy. Thạch Hạo khiếp sợ bật thành lời, chuyện này đã khiến nó khiếp sợ, vì từ khi còn nhỏ nó từng được tộc trưởng Thạch Vân Phong nói về cố sự này. Nhiều năm như vậy rồi mà vẫn còn nghe được tin đồn, thậm chí còn khiến cho cường giả vực ngoại phải thèm thuồng, ví như chàng trai thần bí nắm giữ pháp bản hỗn độn từng tới đây tìm kiếm qua mà những năm gần đây nhóm đại hồng điểu nhị ngốc tử thanh lân ưng đại thầm đã hao tồn không biết bao nhiêu tâm huyết tìm kiếm mọi ngóc ngách trong núi cao sông sâu đã có mấy lần bắt được chút tung tích nhưng sau đó lại để tụt mất thần tàng trí tôn sẽ di chuyển có thể xuyên hành bên dưới mặt đất đây là lời nói của tộc trưởng mà năm xưa nó càng may mắn hơn khi được gia nhập vào môn phái ở khu vực bên ngoài sơn môn từng đoạt được một vài cốt thư mà những năm gần đây tiểu tây thiên cũng không ngừng tìm kiếm bảo tàng trí tôn này nhiều lần đã xác định được vị trí, nhưng phút chót lại về tay không. Thứ này đang di chuyển, hóa thành một con thần thú hồng hoang, Thạch Hạo kinh sợ và cũng tràn đầy vẻ khó hiểu, đây rốt cuộc là con thú gì đây? Bọn nó lơ lưỡng giữa không trung dõi mắt nhìn xuống dưới, bất kể là Liễu Thần hay Tiểu Tháp đều che đậy khí tức của mình lại, bởi vì chuyện này rất quan trọng, thượng giới đang thăm dò, không ngừng xé rách hư không ở nơi đây, ánh sáng chói mắt thỉnh thoảng sẽ xẹt qua. Nó là hung thú gì? thạch hạo cẩn thận hỏi thăm tính tò mò nổi lên trong lòng là một con rùa già to lớn và mạnh mẽ vô biên tiểu tháp nói một con rùa trầm miên trong lòng đất sắc mặt của thạch hạo biến đổi việc này quá kinh khủng con rùa này lớn lắm ư nó chưa từng nghe qua một con vật nào khổng lồ như thế cả vượt qua sự tưởng tượng của con người thần tàng trí tôn được xây dựng ở trên lưng nó nó di chuyển là thần tàng di chuyển từ chỗ này tới chỗ khác chỉ cần nó thức tỉnh thì trước sau gì cũng sẽ động tiểu tháp nói đây là bí mật của thần tàng trí tôn ư vì sao lại di truyền bởi vì thứ này nằm trên mai của một con rùa cũng không chắc lắm liễu thần khẽ nói nhiều năm trước nó đã cảm ứng được khí tức của con rùa khổng lồ này rồi khi đó nó chỉ đang có một cành liễu nên cũng không dám làm bậy hiện nay đạo hạnh từ từ khôi phục càng ngày càng cao thâm khi đã hiểu nhiều bí mật hơn thì nó lại càng bình tĩnh hơn nên cũng không có ra tay thần tàng trí tôn có thể là giả thạch hạo giật mình quả thực hoang vực có một tòa bảo tàng trí tôn cùng với một con rùa khổng lồ đến mức các thần cũng phải sợ hãi thế nhưng chưa chắc đó là những thứ chúng ta đang nhìn thấy theo lời của liễu thần nói việc đang diễn ra có thể là giả thậm chí con rùa kia chưa chắc là vật sống mà chỉ là một trận pháp đang được khống chế gì đó cố ý lộ ra chút sinh cơ mà thôi cách lý giải kỳ lạ như thế này khiến cho thạch hạo cảm thấy mơ hồ tiểu tháp cũng hoài nghi không có tin tưởng cho lắm hơn nửa chỉ là một kế hoạch là thứ mà vị đại nhân thời thượng cổ nào đó đã qua đời lưu lại mục đích không phải dẫn dụ sinh linh và hoang vực mà là nhằm về trí cường của thượng giới nghe được lời giải thích của liễu thần thì thạch hạo kinh ngạc việc này cần phải do một nhân vật khủng bố như thế nào mới có thể bài trí ra bố cục như này vậy mà có thể đoán trước được tương lai xa xôi mà bố trí thật là đáng sợ mà dù là tiểu tháp sau khi nghe thấy liễu thần nói như vậy cũng phải dùng mình một cái việc này cũng quá ác độc khẳng định là muốn giết chết một tồn tại có lai lịch cực kỳ kinh khủng. Người kia quá ác, có thể ẩn nhẫn từ thượng cổ tới giờ, chỉ vì một khắc quan trọng kia Thạch hạo sợ hãi, nó cảm thấy sự đáng sợ đến sờn cả tóc gáy của sự tồn tại có cấp bậc như vậy. Nếu như làm địch với người này, thì cả đời đều chìm đắm trong lo sợ, ngược lại trong lòng thạch hạo thấy sợ hãi, dù chưa trải qua, nhưng lại cảm thấy trên người lạnh toát cả lên. Nếu không phải có liễu thần để ý nhiều năm qua, và chưa hề ra tay, chỉ yên lặng quan sát, thì hơn nửa khó mà phát hiện được bí mật ở bên trong, có thể thấy được người bày ra bố cục như thế này đã dụng tâm sâu tới cỡ nào. Lẽ nào một vị cao nhân thượng cổ của hoang vực muốn đối phó tồn tại của thượng giới?" Thạch Hạo hỏi. Ở cảnh giới như nó thì chẳng biết chút gì về sự tranh đấu kia, hôm nay đã nhìn thấy và nghe thấy thật sự khiến nó hơi run sợ, toàn bộ đều vượt qua khỏi tưởng tượng của nó. Tiểu Tháp nói, "Không, hơn phân nửa kế hoạch này do tên quỷ nào đó ở thượng giới bày ra." đã làm tốt chuẩn bị ở thời thượng cổ và lặng lặng đợi chờ tới hôm nay để phát động một thể thạch hạo im lặng rồi chợt phát hiện tranh chấp của các nhân vật lớn ở hoang vực này chỉ có thể xem là trò đưa trẻ con mà thôi khó trách đám người kia có thể từ trên thượng giới cúi đầu nhìn xuống thông qua những thủ đoạn đối đầu và tâm cơ thiết lập bố cục của bọn họ thì có thể thấy được người của hạ giới chẳng là cái đinh gì cả như biết được vẻ kiêng rè trong lòng nó tiểu tháp nói người cũng nên suy nghĩ thử xem có năng lực bày ra bố cục như vậy thì là tồn tại cỡ nào chứ những người này sống qua vô tận năm tháng đứng vững ở đỉnh cao nếu không có thủ đoạn tâm cơ cỡ này thì có thể bỏ tới độ cao đó à thạch hạo gật đầu những lời này đều là thật cả đó chính là một số ít trong vô tận tu sĩ bộc phát ra được tài năng của mình và sau đó quật khởi tự nhiên đã trải qua vô vàn cuộc đấu tranh tàn khốc nhất nó than thở nói hai có tồn tại như vậy khi đại loạn sắp diễn ra thì ta có nên nhanh chóng ẩn trốn miễn bị người này để ý. Tiểu tháp cười nhạo, nói, ngươi cũng chỉ là hạt cát mà thôi, dù ngươi đứng trước mặt người ta mà kêu gào la hét khản cổ thì họ cũng chẳng thèm để ý tới ngươi. Chém gió, thạch hạo không cam lòng. Muốn lọt vào mắt xanh của những người kia, tối thiểu người phải trở thành tôn giả cái đã. Tiểu tháp nói móc nó. Thạch hạo. Thần tàng trí tôn hình như muốn rời khỏi đại hoang để tới nơi khác. Liễu thần nói. Bọn họ yên lặng rút lui, chưa hề kinh động tới con rùa khổng lồ kia. Sau đó bọn họ xuất hiện ở ngay thạch thôn, liễu thần lại trở về vị trí cũ, bóng ảnh từ từ tiến vào trong đại thụ xanh bếp kia. Đầu thôn, thạch hạo đổ cả đống đồ từ trong túi càn khôn ra ngoài, khiến cho mọi người đều hoa hết cả mắt, còn đám con nít thì nhào thẳng tới đường nghịch. Lúc này cặp mắt của thạch hạo cũng sáng rực theo, chăm chú đếm từng loại thần liệu này, nơi đây có tới mười mấy loại, bình thường không thể nào nhìn thấy những thần liệu này, đây cứ như đang mơ vậy. Lòng huyết thổ đỏ rực, thái dương thạch lấp lánh lam hải xuyên trong suốt óng ánh tỏa ra khí từ đại dương mỗi thứ mỗi vẻ rực rỡ trói mắt an lành tràn ngập bao phủ hơn nửa thạch thôn bóng lông đã tỉnh lại thanh lân ưng đại thầm thì bị kinh động mọi người trong thạch thôn đều tụ lại có thể thấy được những thứ này trong đời quả thật là rất may mắn rồi bạn đang xem thế giới hoàn mỹ được thuyết minh tại kênh youtube di các phim mơ hồ gso tiếng nuốt nước miếng phát ra bên trên sợi tóc của thạch hạo tiểu tháp không ngừng đung đưa rồi rồi rơi thẳng xuống đóng thần liệu bên dưới ta không đổi thạch hạo ngăn lại đúng lúc này bên trong sợi tóc của nó một khối đáo anh khác cũng gào lên đại ca huynh đã cướp từ một tên thiên thần à chia cho đệ chút đỉnh nào đả thần thạch lâu nay vẫn ngủ say nhưng hiện tại lại thức tỉnh và không ngừng gào thét sau đó rơi nhanh xuống mắt đất rồi lăn tròn nhàm về phía thần liệu kia nhưng thạch hạo nhanh chóng đẻ lại thạch hạo liếc nhìn tiểu tháp nó không ngừng suy nghĩ phương pháp trao đổi có lợi nhất cho mình còn tên cốt tháp không đáy này lại không ngừng dụ dỗ trao đổi với nó ngươi làm không tệ đại kiếp nan gần tới đúng là thạch thôn cần phải bố trí lại ta chuẩn bị khắc thêm một tòa đại trận khác nữa vừa hay những thứ này ta đều cần cả đột nhiên liễu thần mở miệng mười mấy cảnh liễu rủ xuống rồi cuốn lấy đống thần liệu này để quan sát hả thạch hạo há miệng tiểu tháp giận dữ mơ hồ có từng luồng khí hỗn độn bốc lên thạch hạo như hóa đá những thứ này nếu như bị tiểu tháp cướp đi thì dù liều cái mạng nhỏ của nó cũng phải cướp lại, nhưng liễu thần đã mở lời thu hồi những thần liệu này, việc này nó không thể từ chối được. Là của ta, tiểu tháp tràn ra từng luồng khí hỗn độn, cả thân tháp trở nên mơ hồ mờ ảo, thế nhưng lại có một loại khí thế khủng bố khoách tán ra ngoài. Liễu thần chẳng hề để ý mà cứ lặng lặng suy tư. Ta, đưa cho liễu thần, thạch hạo thể hiện lập trường của mình, đồng thời đổ hết những vật liệu quý giác khác trong túi cản khôn ra ngoài. Ngươi! uổng công ta giúp ngươi tiểu tháp nhụt chí thu lại khí hỗn độn đó là giao dịch ngươi toàn ăn chặn của ta không liễu thần mới thật sự là người tốt với ta nhất thạch hạo phản bác tiểu tháp á khẩu không bắt bẻ lại được nó cảm giác đối lý nên không nói gì nữa trong mấy ngày tiếp theo liễu thần một mặt suy nghĩ mặt khác bố trí trận pháp đây là một đại trận vừa khó hiểu vừa cao thâm mỗi lần có thần liệu tiến vào thạch thôn thì sẽ có những tiếng tụng kinh vang lên việc này làm cho thạch hạo khiếp sợ bố trí trận thế mà lại có âm thanh bực này, đây là hòa hợp với đại đạo thiên địa. À. Trong lúc này, đả thần thạch không ngừng gào lên những thứ quái dị, vui mừng tới mức muốn ngất đi, bởi vì khi bố trí trận pháp các thiên tài địa bào sẽ còn sót lại đôi chút và những thứ này đều bị nó ăn sạch. Một vài thần liệu cũng còn sót lại, tuy rằng ít nhưng không thể xem thường được, có thể do tiểu tháp xỉ diện nên trơ mắt nhìn khối đá này nuốt mất. Toàn thân đả thần thạch phát sáng, càng thêm óng ánh hơn xưa, hiển nhiên nó muốn lột xác, Do nó biết trạng thái bản thân, nên đã quỳ bái cảm tạ Liễu Thần. Sau 9 ngày, Liễu Thần hét lên một tiếng, hợp trận. Thiên địa biến hóa, một khí thế không tên bị dẫn dắt, cứ như là kéo nhật nguyệt ngân hà lại vậy, vô số tinh khí tuôn trào, áo nghĩa đại đạo hiện lên trong hư không, ký hiệu vô tận, có các bóng mờ của thần ẩn hiện không ngừng khấu đầu. Một tiếng tụng kinh hùng dũng chuẩn bị vang lên, thì bị Liễu Thần áp chế, không cho truyền vào trời cao, chưa hề vang lên ở bên ngoài. Đại trận đã thành đoạt tạo hóa thiên địa tập hợp phòng ngự tiến công truyền tống lại thành một thể có thể nói đây là một địa trận vô thượng ngay cả tiểu tháp cũng phải xuất xoa qr à, mấy ngày nơi xa phía chân trời một tiếng nổ ầm vang truyền tới chấn động cả mặt đất bao la khiến cho cả quần sơn đều lay động tới rồi ư thạch hạo sợ hãi tiếng vang cùng với những gợn sóng mãnh liệt xuất hiện không giới hạn chỉ mình tiểu tháp hay liễu thần cảm ứng được mà ngay cả tu sĩ bình thường cũng có thể hay biết muốn tới rồi tiểu tháp chấn động ở cưới trên trời thần quang ngang trời vết sách không gian lan tràn mơ hồ hình thành nên một cánh cửa một làn sóng kỳ lạ tàn ra cánh cửa trên bầu trời kia nổ tung rực rỡ như pháo hoa quyến rũ như bình minh trông cực kỳ xinh đẹp ánh sáng năm màu sáng rực không ngừng lan tỏa cứ như là sao băng xẻ qua trời cao cánh cửa đó nổ tung đi kèm là màn mưa máu pha lẫn lân phiến từ trong bên trong cánh cửa lao ra ngoài rồi nhanh chóng tiêu tán thạch hạo ngẩng đầu nhìn cơ thể lạnh toát hạ giới gặp nguy hiểm đến thế ư hiển nhiên đã có người chết đi nên mới tạo thành gợn sóng đầy thần năng như vậy điều vui duy nhất là khoảng cách đủ xa cộng với ở trên trời cao nên những ngọn núi nguy nga hùng vĩ không hề hóa thành cho bụi vì sao lại nổ tung thế sức mạnh của hắn không đủ mạnh ư thạch hạo hỏi tiểu tháp im lặng chốc lát rồi cười mỉm nói người cho rằng chết dễ như vậy ư cái giá phải trả lớn cỡ nào biết không chỉ là người này bị mưu hại mà thôi là một nhân vật lớn chết à thạch hạo hỏi đại năng há dễ chết như vậy hơn nửa là kiếm củi ba năm thiêu đốt một giờ chỉ là một tên thuộc hạ đắc lực chết đi mà thôi dựa theo những gì tiểu tháp từng nói thủ đoạn của đại năng thượng giới rất nghịch thiên không thể nào bị giết chết dễ dàng được việc này dính tới tranh chấp của thượng giới nên vô cùng hung hiểm trong tranh ngoài đấu thủ đoạn nào cũng dùng tới cả chỉ sơ sẩy là vạn kiếp bất phục trong mấy ngày tiếp theo thỉnh thoảng nơi phương xa hiện lên thần quang đó chính là những vết rách hư không vô cùng lớn tạo thành những hiện tượng thiên văn vô cùng quái dị kinh động tất cả tu sĩ của hoang vực ai ai cũng bàng hoàng lo sợ đây là dấu hiệu của đại kiếp nạn tất cả mọi người đều biết một trận bão táp ngập trời sắp sửa bắt đầu rồi hết thảy tôn giả đều im lặng hoặc là trốn ra vực ngoại hoặc là ẩn nhẫn phong ấn bản thân nơi vực sâu dùng các loại bí pháp chỉ nhằm bảo vệ bản thân mà thôi không biết thứ gì xuất hiện đây thạch hạo hỏi chẳng rõ tiểu tháp lắc đầu thạch hạo nhíu mày sinh linh của thượng giới đáng sợ như vậy à nếu tất cả đều gia nhập cục diện này thì vực này sẽ bị đảo lộn phân nửa khó mà tồn tại được tiểu tháp than nhẹ rồi giải thích sơ lược nói là chỉ có một vài người thử nghiệm mới hạ xuống mà thôi nếu như đạo tác thượng giới nhận ra thì sẽ bị rất nhiều đạo thống cổ xưa tiêu diệt thành cho tàn đại đạo vô biên cứ như là đại uyên như thái hư không thể nào lường được tự mình vận chuyển liễu thần mở miệng trong tình huống bình thường thì thượng giới khó mà có người hạ xuống được nên biết nơi đó bị đạo tắc thiên địa ràng buộc chỉ có dùng bí pháp kỳ lạ vào đúng thời khắc đặc thù thì mới có thể hạ giới được những người xuống đây tự nhiên không phải là kẻ tầm thường ai cũng đều có cái đáng sợ riêng của mình một giới này có thứ nào gì thế đáng giá để một vài người bất chấp nguy hiểm hạ giới ư thạch hạo hỏi tự nhiên là có thứ tốt rồi từ khi nơi đây có tồn tại cấm kỵ chết đi thì càng khơi dậy tính tò mò của người khác tiểu tháp nói trong thiên địa này tồn tại một khí thế khó nói để khó hiểu, càng ngày càng khiến người ta run sợ, mọi người đều biết, cái gì nên đến thì sẽ đến, toàn bộ tu sĩ đều lo sợ. Mấy ngày này, Thạch Hạo tĩnh tâm tu hành trong thôn, thỉnh thoảng thỉnh giáo vị đại năng ở bên mình. "Liễu Thần, đại kiếp nạn sắp tới, mà con cũng mới có 15 tuổi à, có nên cổ sửa thêm lần nữa hay không?" Thạch Hạo hỏi. "Bình thường, 5 tuổi, 10 tuổi, 15 tuổi đều tiến hành gột rửa, mở ra bảo tàng thân thể." trợ giúp cho quá trình tu hành được thuận lợi hơn sau này, đây là việc trúc cơ cần phải có. Không cần thiết, người vẫn đang đột phá cực cảnh, dựa vào năng lực của bản thân để bước lên từng bước đầy then cốt của mình, cứ cố gắng như thế, không cần những thứ này, liễu thần nói. Theo như lời nói của nó, thạch hạo đang không ngừng phóng tích tiềm năng cực điểm của mình, cơ bản, không cần thiết, phải nhờ tới việc rèn luyện trong đỉnh kia, cũng không cần liễu thần xuất thủ lần nữa. Nếu như gột rửa lần nữa, thì sẽ làm tiêu hao bản thân, bởi vì những năm gần đây nó điên cuồng phóng thích tiềm năng của mình không ngừng tiến từng bước trên con đường riêng của bản thân liễu thần nhắc nhở cứ thuận theo tự nhiên con đường trước mắt của nó rất tốt tất cả đã có quỹ đạo của mình chỉ cần cố gắng vững bước tiến lên chú ý vào đạo pháp tự nhiên là được thạch hạo mài giũa bản thân vô cùng tốt nửa tháng khổ tu trong thạch thôi nó không ngừng quan sát thiên địa phát hiện rất nhiều dị tượng đầy thần bí nó cũng không hoảng sợ như trước nữa mà từ từ bình tâm cảm ngộ đại đạo và phương pháp tu hành còn có mấy lần thử nghiệm mở ra tấm gia thú đã chiếm được trong hư thần giới kia nữa nó muốn tu luyện đại pháp thượng cổ hai chữ lục đạo kia làm cho lòng nó ngứa ngáy ao ước sớm ngày ngày thấy sớm tu thành thần thông nắm giữ ở trong tay như thế thì mới có tiền vốn để yên phận trong dị biến thiên địa này ồ sao mình lại có cảnh giác như đã rời xa thạch thôn trong cõi u minh như có gì đó kêu gọi thạch hạo không rõ vốn là nó muốn ẩn núp ở trong thôn từ từ chờ đợi đại kiếp nạn qua đi nhưng mà lại có thứ gì đó kêu gọi như vậy khiến cho lòng đầy nghi hợp cảm thấy khó chịu như đã bỏ qua thứ gì đó cảm ứng của ngươi không sai đâu việc này nói rõ rằng người có đạo căn đã bắt giữ được một loại quỹ tích đạo pháp nào đó trong cõi u minh tiểu tháp lên tiếng đại kiếp nạn vô cùng hung hiểm thế nhưng lại tràn ngập cơ duyên lớn thiên địa bất ổn nên sẽ có áo nghĩa hiện lên càng có đại năng chết đi và sẽ hóa đạo vào thế gian nếu như được người khác cảm nhận được thì đấy chính là một thiên duyên. Thạch hạo mừng quính, rốt cuộc có nên ra ngoài hay không? Nó cũng chẳng phải là tôn giả, lẽ ra sẽ không bị chú ý, nhưng cũng không có nghĩa là an toàn, có thể sẽ gặp phải những nguy hiểm không thể nào tưởng tượng nổi. Do người quyết định, liễu thần khẽ nói, con muốn ra ngoài, muốn chứng kiến đại kiếp nạn này, nhìn xem thử đến cùng đã xảy ra chuyện gì. Cuối cùng, thạch hạo đưa ra quyết định của chính mình. Người nên suy nghĩ cho kỹ, một khi ra ngoài thì có thể sẽ không thể trở lại được, thậm chí ta sẽ mang Thạch thôn đi ở ẩn, rời xa nơi này, Liễu Thần bình thản nói. Hiển nhiên, chí hướng của nó không ở nơi này, nó muốn nghỉ ngơi lấy sức, sẽ không tham dự vào bất kỳ tranh chấp nào cả, hoàn toàn phong ấn thôn xóm này, biến mất khỏi thế gian. Thạch Hạo đã yên tâm, nghĩ tới việc Thạch thôn sẽ an toàn thì nó không còn sầu lo gì nữa, chỉ cần khi ra bên ngoài nó cẩn thận một chút là ổn. Con nghĩ kỹ rồi, nó nói như thế. Lần đi này có thể mấy năm, cũng có thể hơn chục tới trăm năm lúc đó khó mà quay lại được giờ ta dạy cho ngươi một pháp môn liễu thần nói thạch hạo nghe thế thì vô cùng mừng rỡ và phấn chấn sự mạnh mẽ của liễu thần không cần bàn nữa bảo thuật của nó nhất định sẽ chấn động cả thế gian tự nhiên đây sẽ trở thành đại thần thông hộ thân cho nốt một cành liễu sáng rực vương tới điểm ngay mi tâm của nó hào quang thánh khiết phát ra rồi từ từ bao phủ nó lại rất nhanh cành liễu mày xanh biếc này hóa thành màu vàng nhạt cứ như là một cành cây bằng vàng tràn đầy thần bí đồng thời bên trên có lưu truyện những gợn sóng tuôn về phía mi tâm nó. Đó là từng ký hiệu màu vàng cứ như là gợn sóng tràn ngập khí tức đại đạo không ngừng khuếch tán xung quanh, màu vàng sáng rực vô cùng chói mắt, kèm theo đó vẻ tráng lệ và siêu phàm. Cả người thạch hạo trở nên không minh, tập trung tinh thần tiếp thu lấy đạo pháp, từng ký hiệu tổ hợp với nhau rồi hóa thành một phủ văn nguyên thủy nhất. Đây chính là bảo thuật của liễu thần, ngàn vạn diễn biến rồi quy về thành một, đại đạo đơn giản nhất, nhưng muốn tìm hiểu thấu đáo thì cần phải chăm chỉ phân tích. Đấy chính là một công việc vô cùng khó khăn. Đạo Pháp khác nhau thì yêu cầu cũng sẽ khác nhau. Liễu thần chú trọng về loại tự nhiên, cần kết hợp với tâm cảnh, hiện tại thạch hạo vẫn còn chưa thích hợp. Thạch hạo từ biệt, vẫy chào thạch thôn, già trẻ lớn bé đều đứng nơi đó đưa tiễn cho lên đường. Gặp lại sao? Nó biến mất trong đại hoang vô tận. Tiểu tháp cũng theo nó, vẫn như trước treo lơ lửng trên sợi tóc của thạch hạo, theo như lời nói của nó, nó cũng muốn nhìn thấy đại kiếp nạn muốn xem thử đó điểm khác biệt của lần này là gì gió thổi không ngừng trong dãy núi nguyên thủy vang lên những tiếng vượn hú hổ gầm các loại hung cầm xương cánh trời cao tất cả đều trở nên náo động bất an phủ kín toàn thân bởi vì mấy ngày qua đã xảy ra hàng loạt dị biến đặc biệt trong thiên địa thì thoảng lại xuất hiện những vết rách hư không rất lớn cứ như có con quái vật khổng lồ nào đó muốn giáng lâm xuống nơi đây trong thời buổi loạn lạc trăm tàu tranh chuyển ngàn buồm giành đi tranh giành một con đường đạo duyên Thạch Hạo ngước mắt nhìn trời cao, ngược gió bước trên con đường của chính mình. Nửa tháng sau, Thạch Hạo bước vào biên giới phía tây Thạch Quốc, nó muốn gặp lại một vài cố nhân đồng thời muốn đi khắp thiên hạ, để chứng kiến tận mắt đại kiếp nạn này có hình dáng như thế nào. Thiên địa càng thêm khó chịu, có lúc bầu trời rõ ràng ở nơi cực xa thế nhưng lại trở nên run rẩy dữ dội, những tiếng sấm rền vang truyền tới, những vết rách hư không xuất hiện. Một tiếng nổ kỳ lạ vang lên, đó chính là phút khựng lại ngắn ngủi của quỹ tích vận chuyển đại đạo khi bị lệch đi thế giới tựa như đều đông cứng lại. Sau đó, toàn bộ tu sĩ đều ngẩng đầu, phóng mắt nhìn trời cao, ai nấy cũng ngơ ngác thất thần. Ầm một tiếng, trời cao bị phá tan, thần quang vô lượng chiếu rọi xuống, khí tức thần đạo tràn ngập, vô số sinh linh nhanh chóng dùng tâm cảm ngộ. Đại kiếp nạn sắp nổi lên thế, nhưng rất nhiều tu sĩ lại trở nên ngây dại, chấp lấy thời cơ đầy đáng giá này để tìm hiểu những mảnh vở pháp tắc không thuộc về giới này, biến bản thân như thể hồ quán đỉnh, tựa như muốn tỉnh ngộ kia không phải là một cánh cửa đơn giản mà cứ như là ngọn núi lửa bị lộn ngược khí lành tràn xuống vô cùng mênh mông óng ánh tới chói mắt em rốt cuộc một tiếng chuông du dương vang vọng phía chân trời chuyển khắp mỗi ngóc ngách hoang vực một vực này dù to lớn là thế cũng không thể nào tránh khỏi đều bị tiếng chuông này lan qua tâm thần thạch hạo chấn động lòng khó tin nhìn về phía chân trời một cái chuông lớn rung vang từ từ xuất hiện từ bên trong miệng núi lửa bị lộn ngược kia chiếc chuông này cổ xưa và tự nhiên chỉ nhẹ nhàng chấn động thì những tiếng chuông như gợn sóng có thể nhìn bằng mắt thường không ngừng khuếch tán ra xung quanh bao phủ lấy đại hoang mênh mông sao lại là thứ này tiểu tháp trượt bật lên một tiếng quái dị khí thế của thứ này cứ như được thời gian che giấu nhìn giống như là một tảng đá không chút chấn động chẳng hề giống pháp khí gì cả cái chuông này quá kinh người xung quanh vạn vẹo tiên quang hàng vạn điểm lành sáng rực không ngừng tỏa ra xung quanh bao phủ cả mặt đất bao la thứ gì cũng không thể sánh được trên thân chuông từng ký hiệu sáng lên cứ như là một đoạn tế văn cộng hưởng theo từng tiếng chuông vang ngân như chiếu cáo thiên hạ truyền thẳng vào trong tai của chúng sinh nơi đây âm thanh này cực kỳ thâm ảo khó hiểu cứ như một nhân vật cấm kỵ trường tồn vĩnh viễn đang nói khẽ tuy không một bóng người thế nhưng lại cứ như có cả đống cặp mắt đang nhìn khắp thế gian nhìn xuyên qua dòng sông thời gian tế văn vô cùng hào hùng có một phong cách cổ xưa cộng thêm vẻ bi thương chẳng hề giống như dự liệu của thạch hạo và tiểu tháp chẳng hề có ai hạ xuống chỉ là một cái chuông lơ lửng nơi đó mà thôi. Hiển nhiên, đây chưa phải đã kết thúc mà chỉ mới bắt đầu mà thôi. Lại thêm một tiếng vang trầm trầm vang lên, quý tích đại đạo lại xuất hiện, và một thứ từ từ hạ xuống trong miệng núi lửa, bị lộn ngược kia, hàng quang sáng rực chiếu rọi. Hả? Sao lại là thứ này nữa chứ? Thạch hạo khiếp sợ, lộ vẻ khó tin. Vật đấy trong suốt, cứ như được khác từ dương chi Mỹ Ngọc Thành, cũng có khí hỗn độn tỏa ra, bảo quang lượn lờ xung quanh, lưu chuyển khí hồng hoang, và cũng có một loại đạo vận cổ điển. Khi thấy thứ này lập tức thạch hạo như hóa đá, bởi vì nó vô cùng quen thuộc, lúc này miệng nó há to mắt trợn tròn. Tiểu tháp, ta thấy huynh đệ của ngươi rồi, thạch hạo kêu lên. Bởi vì, vật kia tương tự như là tiểu tháp, tuyệt đối cùng gốc gác với nhau, óng ánh lấp lánh trắng bóng như tuyết, vừa nhìn là biết ngay vật thần thánh rồi, từng luồng khí hỗn độn không ngừng khuếch tán, được những phủ văn vô cùng phức tạp bao quanh. Im lặng, tiểu tháp thấp giọng quát lên, những câu này đều là những lời truyền âm bí mật giữa hai người không có tiết lộ ra ngoài bởi vì bọn nó đều biết việc này rất quan trọng đặc biệt thân thể tiểu tháp đang run tựa như động kinh đấy là vẻ kích động cũng có rung động càng có vẻ sợ hãi thạch hạo muốn cười nhưng lại không dám bởi vì tiểu tháp vô cùng nghiêm túc nó đang giả chết để che giấu toàn bộ khí thế của mình chỉ lo sẽ bại lộ trên thế gian cho nên nó mới căng thẳng như thế đó chính là một phần thân tháp mà ta đã bị mất chỉ có một câu vô cùng ngắn gọn toàn thân tiểu tháp lở mở hóa thành một cục đá bình thường ẩn vào thế gian. Thần tháp hiện tại của nó gồm bốn tầng, ánh sáng lộng lẫy đều biến mất tựa như đã bị xóa bỏ trong thiên điện này, quay lại hình dáng bình thường nhất của một cục đá. Mà thần tháp giữa trời kia chỉ có hai tầng, ánh sáng chói mắt, trắng như bông tuyết, thần hà trong vắt, cứ như là một mặt trời thánh khiết treo lơ lửng bên trên, từng ký hiệu xích thần không ngừng lượn lờ xung quanh. Thời khắc này, Thạch Hạo không tài nào cười được nữa, ý định chiêu chọc tiểu tháp biến mất trong nháy mắt, ngược lại nó cũng trở nên nghiêm túc hẳn lên. Đây là thần uy cỡ nào chứ? Tiểu tháp từng bị chia đứt, tầng tháp hai tầng đang xuất hiện bên trên, vậy có nghĩa là gì? Bản thân tiểu tháp lại không dám tiến tới bắt chuyện, tổ hợp lại thành một. Đương nhiên, thần tháp hai tầng này tự như có thể chấn áp số mệnh thiên địa, cao như núi lớn, ánh trắng nhấp nháy chiếu rọi cả trời lẫn đất. Vù một tiếng, nó nhẹ nhàng run lên, vô vàn phủ văn buông xuống rồi khuếch tán về bốn phương, quấy nhiễu tới sự vững chắc của hư không thiên địa nơi đây khiến cho cả hoang vực muốn sụp đổ bất quá thứ này vẫn chưa làm tổn thương tới người vô tội chỉ là quét ngang qua mà thôi cứ như đang tìm kiếm thứ gì đó nó nó chỉ hơi run vì sao ta lại có cảm giác như đang khai thiên tại sao thạch hạo sợ hãi đây là uy năng của tiểu tháp à thường ngày nó không có thể hiện vừa rồi chỉ là một phần uy năng của thân tháp hai tầng này mà thôi vì sao không có ai hạ giới mà chỉ có hai pháp khí một hoàn chỉnh và một khiếm khuyết có ẩn ý gì đây thạch hạo không thể nhìn thấu được và lúc này không cần nói là nó dù là tu sĩ cả thiên hạ cũng đang vô cùng sốt sắng nhìn chằm chằm trời cao không biết sẽ sản sinh ra biến hóa gì tiếp theo nữa đây đương nhiên cũng có rất nhiều người đang yên lặng cảm ngộ bởi vì hai pháp khí này xuất hiện nên đạo vận trong thiên địa càng thêm dày đặc hơn cảm thụ những huyền bí sẽ nhiều hơn ầm một tiếng vang thật lớn xuất hiện thiên địa run rẩy dường như muốn lay chuyển trong miệng núi lửa có hình dáng lộn ngược kia từ từ xuất hiện thêm một thứ khí hỗn độn tràn ngập khiến người khác run rẩy đó lại là một pháp khí thế nhưng khiếm khuyết tới nghiêm trọng bị mất tới 2 phần ba hiện tại chỉ còn một phần nhỏ hỗn độn mờ mịt bốc hơi trông cực kỳ thần bí khó lường bạn đang xem thế giới hoàn mỹ được thuyết minh tại kênh youtube di các phim giống như hai pháp khí trước thứ này cũng có những ký hiệu kỳ dị lượn lờ ở xung quanh phảng phất như có thể đạo ngược càn khôn khiến nhật nguyên ngân hà cùng vạn vật phải bước vào trong luân hồi là thứ đó mí mắt của thạch hạo giật giật lần nữa trông rất quen mắt nó từng nhìn thấy ở hư thần giới và từng chống chọi và chinh phạt thứ này đó chính là thần bàn hỗn độn của chàng trai thần bí toàn thân ngập trong biển lửa từng tuyên bố muốn sánh đôi cùng người thiền tiên tử và nó từng đại chiến với thứ này thứ pháp khí này lần nữa tái hiện hiển nhiên không phải là phần mà chàng trai thần bí kiên nắm giữ đây là một phần khác sáng lâm từ thượng giới khai hỗn độn không đầy đủ này vừa hiện thì toàn bộ thế giới cũng trở nên khác hẳn tinh thần của tất cả mọi người đều chấn động đồng thời như muốn bước vào trong luân hồi đây là thứ gì mọi người biết rõ đã xảy ra chuyện gì nên cực kỳ ngơ ngác thiên địa đảo lộn bản thân bước vào u minh thời gian thay đổi năm tháng biến thiên chỉ trong giây lát mà đông đảo sinh linh nơi đây cứ ngỡ là đã trải qua mấy kiếp vậy thật là khủng khiếp thạch hạo im lặng đến nó suýt chút nữa tâm thần đã thất thủ trong lòng hiển lên nổi sợ hãi tuy nó có thể chống lại nhưng lại không muốn khác với những sinh linh ở đây, nên chọn theo số đông, ánh mắt trở nên mơ màng, thần thức mơ hồ. Chỉ có ba pháp khí mà đã chấn động cả thế gian rồi. Bầu trời vỡ tan, ba thứ này cùng lắc lư, rồi buông xuống từng gợn sóng cuốn lấy nhau khuếch tán ra phía xa, tựa như đang gian cầm toàn bộ hoang vực này. Thiên biến Đây tuyệt đối là một biến cố vô cùng khủng khiếp, người thường khó có thể suy đoán được thứ này đang nhằm gì cái gì, nhưng thạch hạo hơi đoán ra được, thứ này không phải đối phó với bọn nó mà là đang dò xét thần thánh. Tiểu tháp đã ẩn núp không nói một lời nào, đây chính là một minh chứng tốt nhất, bà pháp khí lơ lửng giữa trời cao, không ngừng dò xét những tồn tại siêu nhiên trong vực này. Cảm giác này chẳng hề thoải mái tí nào, trong lòng thạch hạo cảm thấy hồi hộp, khi nào cũng có cảm giác có một thanh kiếm đang treo ở trên đỉnh đầu, nếu như nó chém xuống, thì vạn kiếp sẽ bất phục. Đại kiếp nạn đã tới, quả nhiên là kinh khủng, nguy cơ tràn đầy, khiến cho thân thể nó lạnh toát. Nếu như tiểu tháp bị phát hiện, thì hơn phân nửa là một đại họa và nó tất sẽ bị liên lụy. Bong Chuông lớn ngân vang, gợn sóng khuếch tán, thiên địa đại đạo nổ vang, cứ như là một phần tế van được ngâm tụng, trang trọng nghiêm túc. Thạch hạo biết, người mà thứ này muốn nhắm tới chính là thần linh. Thần tháp hai tầng trắng như tuyết kia cùng với khai hỗn độn không trọn vẹn kia cũng tỏa ra thần uy, che lấp cả trời đời này, đây là một loạt giỏ xét sơ bộ cũng coi như là một hình thức bài trừ sơ lược. Cũng không biết qua bao lâu, sợi tóc của thạch hạo tiểu tháp âm thầm truyền ra một tiếng đầy kỳ lạ, nói, đây là kiếp quái gì thế này? Không chút tiếng động, thế giới hộp báu mà thạch hạo chiến được hiện lên rồi phát sáng đồng thời, từ từ mở ra, tiểu tháp nhanh chóng chui vụt vào trong tiểu thế giới đó và phong ấn bản thân mình bên trong. Không có sinh linh, dáng lâm, mà chỉ có ba pháp khí xuất hiện, cộng thêm khiến người khác cảm thấy bất an, ta muốn trầm miên che đậy đi toàn bộ khí tức của mình, không được quấy rầy ta đấy. Đây là lời căn dặn của tiểu tháp. Chờ xíu, người nói rõ hơn tí được không nói cho ta biết một vài thông tin về những thứ này với thạch hạo nghi hoặc không có sinh linh hạ giới nhưng cũng có thể sẽ có đại kiếp nạn muốn bắt đầu rồi tiểu tháp nói những lời khó hiểu này rồi sau đó im lặng chẳng chút tiếng động nào nữa ầm đột nhiên trời đất xoay chuyển toàn bộ hoang vực đều rung lên đại kiếp nạn đã bắt đầu thời khắc này một âm thanh vang lên cứ như phát ra từ ba đại pháp khí trên trời lại giống như được chuyển ra từ trong miệng núi lửa kia Thạch Hạo căng thẳng nhìn trời cao, thời khắc này lông tóc của nó đều dựng đứng cả, nó cảm thấy mình hơi bất cần, có nên tự mình rời khỏi thạch thôn vào lúc này hay không? Những chuyện này đã lệch khỏi quỹ đạo, hoàn toàn khác xa những kiếp nạn khi xưa. Mơ hồ có thể thấy được, ba đại pháp khi tách nhau ra rồi mỗi thứ làm chủ một phương, việc này đại biểu cho ba loại đạo thống khác nhau chuẩn bị giáng lâm hay sao? Phù một tiếng, sau một khắc, ba pháp khí mơ hồ mà trời đất trở nên sáng bừng. Hiện tại đang là ban ngày nhưng lại lộ ra trời đầy sao sáng, vô cùng rõ ràng, từng ngôi sao lớn chuyển động tựa như gần sát bên cạnh. Bạch Nhật Diệu Tinh Thần, đây là một cảnh tượng vô cùng kỳ lạ trong trời đất. Tục truyền mỗi lần xuất hiện thì sẽ có rất nhiều người chết, mang ý nghĩa là một kiếp đại vô cùng kinh khủng sẽ mở ra. Lẽ nào lần này không phải do con người tạo ra mà chỉ là một đại kiếp nạn tự nhiên hình thành, thạch hạo nghi hoặc xoẹt. Sau một khắc, nó chấn động rồi tỏ vẻ khó mà tin được, hai mắt mở to, không riêng gì nó mà rất nhiều tu sĩ cũng hoảng hốt theo thiên địa trở nên âm u ánh đỏ ngút trời bầu trời đầy sao nhanh chóng ụp xuống đập mạnh xuống mặt đất bao la những tiếng rung chuyển ầm ầm xuất hiện đây muốn diệt thế ư tất cả mọi người đều tuyệt vọng sức người sao mà chống lại được chứ dù là các thần phục sinh cũng chưa chắc có thể đỡ được toàn bộ những ngôi sao không ngừng phóng xuống cứ như là thập hung thái cổ rít gào uy thế tỏa ra này khiến người khác sợ hãi lòng dũng cảm tan biên bóng tối mênh mông kia xuất hiện vô tận ánh lửa từ trên trời lao nhanh xuống trong lúc này thì đã có thể cảm nhận được vẻ nóng rực và áp lực to lớn kia với uy thế như vậy thì cả vực này sẽ bị đánh tan hoàn toàn hủy diệt ở cổ đại từng có đại năng cấm ký đánh rớt ngôi sao để tế luyện binh khí nhưng giờ không phải là chuyện tương tự như vậy đây chính là đại nạn diệt phong thạch hạo tê dại cả ra đầu dù thế nào cũng không hề nghĩ ra được cảnh tượng như thế này sẽ xuất hiện sao tai họa lại giáng lên đầu tất cả mọi người chứ không một ai có thể chống đỡ được trong lòng nó trở nên lo lắng không ngừng kinh hãi cũng có vẻ phẫn nộ đây là một diệt toàn bộ thế gian cơ bản không có cách để chống lại đồng thời nó cũng nghi ngờ rằng đây là do tồn tại ở cấp bậc nào đang phát động công kích vậy mà có thể triệu hoán vô số ngôi sao rồi đồng thời đánh ngập xuống việc này quá khủng bố trong những lời đồn ở cổ đại cũng chưa hề có sinh linh nào làm như thế này cả vẫn còn có chút cơ hội sống sót chỉ có cách hướng thẳng trời cao rồi trốn về vực ngoại mà thôi Thạch Hạo cắn răng, tình hình đáng sợ nhất chính là bay thẳng lên trời, đánh đầu những ngôi sao lớn này. Tốc độ của nó đạt tới cực hạn, nhanh tới mức khó mà tin được, nó nhanh chóng rời xa mặt đất, hy vọng có thể vọt tới vực ngoại, dù có chút hy vọng thì nó cũng không muốn từ bỏ. Nhưng mà, sau khi tới không trung thì nó lại càng hoảng sợ hơn, có rất nhiều người cũng có ý nghĩ như nó, hơn nữa đều là những nhân vật phi phàm. Nó nhìn thấy được tôn giả, đó là một con ly long toàn thân đỏ đậm, ánh sáng chói mắt nó đang ngần đầu gầm lớn tràn ngập vẻ bi phẫn ôm ấp ý nghĩ trốn về vực ngoại nó tựa như đang tức giận không chết vào tay người khác nhưng lại diệt vong dưới cơn tức giận của trời đất như vậy nó không cam lòng hả thạch hạo thất kinh nó nhìn thấy một hình ảnh vô cùng kinh người con ly long kia tốc độ trốn cực nhanh trong lúc tránh trái lượn phải né sao trốn về vực ngoại thì một luồng xích thần trật tự to lớn từ trong hư không xuất hiện vô cùng đột ngột nhanh chóng khóa cứng nó lại ngay tại chỗ Gào. Một bên khác, một tiếng gào thét không cam lòng phát ra, một con bệnh ngạn cả người tỏa ra ánh sáng hoàng kim, cứ như là mãnh hổ, đầu mọc sừng rồng, phóng ra bảo thuật mạnh nhất của mình công kích hư không. Thế nhưng, hoàn toàn vô dụng, cũng là một luồng xích thần trật tự to lớn hạ xuống rồi trói chặt nó, cứ thế bắt đi. Toàn thân thạch hạo lạnh lẽo, con đường trốn về vực ngoại không thông, vừa mới cất bước, vọt thẳng lên trời cao, thì đã bị sợi xích đạo tắc ngăn cản và bắt nhốt vực này sẽ bị tiêu diệt ư, vẻ không cam tràn ngập trong lòng. Sao lớn như mưa, lao xuống dày đặc cả trời cao, từng tinh thể từ vực ngoại lao nhanh xuống, những đuôi lửa sáng chói do ma sát với không khí, uy năng vô lượng không ngừng trào dâng. Thần thánh như là cỏ rác, không đáng giá một đồng, tên tôn giả bị xích thần trật tự vây nhốt chẳng thể nào phản kháng dù chỉ là mong manh. Tim mật của tất cả sinh linh, gần như rớt hết ra ngoài, quả nhiên là đại kiếp nạn, vực này muốn bị diệt ư, cơ bản không có cách nào để giữ mạng, dù là trốn lên trời hay là chui xuống dưới đất đi chăng nữa. Trong lòng Thạch Hạo trở nên tối tăm, thế này thì sao mà trốn đây, nhìn từng tinh thể áp sát mình, mấy vị tôn giả kia cũng phải gặp nạn, trên người nó trở nên lạnh toát. Đúng, không có bất cứ biện pháp nào. Vèo, nó nhìn thấy một con kim ô đang độ thanh niên, nắm giữ tốc độ cực kỳ nhanh, quanh người phủ bởi ánh lửa sáng rực xuyên thủng mây mù, vọt thẳng lên cửu thiên, trông cực kỳ đẹp mắt. Đây là một cường giả liệt trận cảnh vô cùng trẻ tuổi, y cũng chẳng phải là tôn giả gì cả, tốc độ cũng chẳng hề chậm hơn thạch hạo, đảo mắt đã bỏ chạy ra khỏi trời cao nơi đây. Thế gian này quả nhiên có những kỳ tài ngút trời mai danh ẩn tích, thế nhân không hề hay biết, chí ít con kim ô này cực kỳ mạnh mẽ. Ô, không có bắt hắn ư, thạch hạo lộ vẻ khác thường, nó vốn đã ngừng lại không tiếp tục chạy trốn nữa, nó không muốn bị quy tắc xích thần kia xích lại, hiện tại vẻ hoàng sợ xuất hiện đầy mặt. Chẳng lẽ đây chính là một tia hy vọng sống vô cùng mong manh mà đại đạo lưu lại ư? cứ để mặt có một vài tu sĩ lao thẳng ra ngoài vực ngoại chợt trong lòng thạch hạo bừng tỉnh như đã nắm bắt được thứ gì đó tiếng xé gió không ngừng dứt bên tai lại có thêm một hậu duệ của hung thú cấp thiên phóng lên trốn về vực ngoại cứ như là phủ quang nhanh đến mức tận cùng sau khi phát hiện ra điểm lạ thường thì trong lòng thạch hạo trở nên mơ màng rồi nhanh chóng chấn định bản thân và chú tâm quan sát nó nhìn thấy chiếc chuông lớn kia chấn động rồi những gợn sóng khuếch tán xung quanh nhằm thẳng những người đang trốn chạy kia Xoệt xích thần trật tự xuất hiện lần nữa khóa chặt lại một vị tôn giả nhưng cứ mặc cho những cường giả tuổi trẻ thoát đi thứ này chỉ lùng bắt những tu sĩ đỉnh cao trong hoang vực mà thôi thạch hạo vô cùng bình tĩnh giống như những tu sĩ khác nó cũng bay lên không thế nhưng không có phóng bạt mạng chạy trốn nó hòa vào dòng người bỏ trốn và lặng lặng quan sát tất cả ba pháp khí kia cũng không có biến mất mà chỉ trở nên mơ hồ lơ ở lũng trên trời cao từng gợn sóng vô cùng khó hiểu lan tràn trấn áp vạn vật Tôn giả dù có bay lên trời cao cũng không tài nào chạy được, Thạch Hạo lẩm bẩm, quy tắc không ngừng hạ xuống, cứ như là lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt, khiến người khác kinh sợ. Chỉ nơi đây mà đã có tới mấy vị tôn giả bị xích chặt, như vậy đủ phán đoán được những nơi khác trong đại hoang và thần sơn cũng như thế này. Ầm. Um, đúng lúc này, nơi phương xa vụt lên một luồng ánh đỏ, vô tận hy quang phóng ra cứ như là dòng lũ vỡ đê vô cùng mãnh liệt kéo đứt những sợi dây xích đang trói buộc rồi nhằm về vực ngoại. Xoẹt đáng tiếc đây là đại kiếp nạn một lưỡi đao thần cực kỳ trong suốt hạ xuống đồng thời chém thẳng xuống chặt đất con đường sống của luồng ánh đỏ đó tiếng leng keng vang lên nơi đó phủ văn xuất hiện vô tận một pháp tướng cực kỳ to lớn đỉnh thiên lập địa to lớn vô biên xuất hiện khí tức thần thánh không ngừng tỏa ra trời ơi đó là thần linh dù là tận thế nhưng rất nhiều sinh linh kinh hãi việc này quả thật khiến người khác sợ hãi mà trong đại kiếp nạn này dù là thần linh cũng không thể trốn được ư ánh đỏ không ngừng xoay tròn nơi đó cứ như là dao long ngẩn đầu gầm vang thành tiếng từng ký hiệu không ngừng hóa thành rồi nhằm thẳng về phía lưỡi đao thần kia hòng đối kháng lại quy tắc thiên địa này tiếng gầm rú giận dữ vang lên âm thanh tụng kinh dung trời pháp tướng kia càng ngày càng hóa lớn dù là rất nhiều sinh linh ở phía nam cũng nhìn thấy và trở nên ngơ ngác tựa như nhớ tới một tượng thần trong ngôi miếu cổ nào đó ở phía nam phụt màu máu vọt lên đầu lâu đã bị lửa đao quy tắc chém lìa pháp tướng của thần linh từ từ ngã ẩm xuống dưới một ngọn núi tiên huyết nhuộm đỏ cả trời cao phù văn tán loạn cảnh tượng này kinh khủng ra sao thạch hạo chấn động không nói thành lời chúng sinh đều chiến rất nhiều người ngã quỵ dưới đất hoàn toàn bất lực trong đại kiếp nạn này dù là thần linh cũng không có khả năng tự vệ hay sao chết đi một cách dễ dàng như vậy khiến người khác tuyệt vọng người chỉ là một tên giả thần cũng chỉ là mới có chút thần hỏa mà cũng dám xưng thần trong cõi u minh tựa như vang lên một câu nói truyền khắp cả cửu thiên khiến cả sông núi cũng phải nổ vang theo dù là như thế nhưng tu sĩ đều trở nên sợ hãi khó mà bật thành lời được thần thánh như là cỏ rác cũng phải rơi vào tuyệt cảnh trong đại kiếp nạn này vậy những tồn tại ở cập bậc kia sẽ chết hết hay sao thạch hạo căng thẳng và im lặng đây là kiếp gì đây nó nhìn khắp thiên địa từng vệt sáng trói vọt lên phàm là những tu sĩ có năng lực đều điều động bảo cụ và bắt đầu trốn về phía vực ngoại hòng giữ lấy cái mạng nhỏ bé của mình nói tới phiền phức thật tế đây chỉ mới bắt đầu những việc này cũng chỉ diễn ra trong nháy mà thôi xung quanh đều là bóng người ai nấy đều sợ hãi đâu đâu cũng tiếng ló ra sức chạy trốn toàn bộ những tu sĩ mạnh mẽ đều hoảng hốt sao lớn áp sát không ngừng chấn động thần thánh phải đền tội lòng người kinh sợ tu sĩ không ngừng gào khóc vẻ hoảng sợ tràn ngập trong lòng tận thế hợp tới chỉ trong chớp mắt toàn bộ cường giả đều trở nên điên cuồng thạch hạo lẫn vào trong đám người trốn về phía vực ngoại ba pháp khí lơ lửng ở không trung vực ngoại áp lực của những ngôi sao lớn ép thẳng lên càng ngày càng lớn những ánh lửa bùng cháy do sự ma sát với nhau tựa như có thể thiêu đốt cả hư không nhưng nói chung lại những sao lớn này vẫn chưa có hạ xuống dưới hả ánh mắt của thạch hạo chợt bừng sáng bởi vì rơi vào cảnh tuyệt vọng này nó chỉ còn cách thả lỏng tâm tình nên vô cùng bình tĩnh nhưng lúc này lại phát hiện được điểm dị thường. Tuy thời gian ngắn, nhưng đáng lẽ những sao lớn này phải rơi xuống dưới, rồi mới phải, thế nhưng tới giờ vẫn chưa có diệt thế. Nó không để ý tới nữa, mà tiếp tục hòa vào dòng người lao lên trời cao, sau đó đã hứng phải mấy ngôi sao lớn đang lao xuống, vì thế không gì sánh được. Thạch hạo rung động, những ngôi sao này quá lớn, cơ bản không thể nào tránh khỏi được, tuy rằng chỉ tới mây xanh, nhưng khó mà thoát khỏi được. Không đúng. Rốt cuộc, nó cũng phát hiện ra được điểm dị thường là gì, ngôi sao lớn này xẹt qua cứ như là bọt nước vậy, chưa hề tổn thương tới bọn nó mà phóng thẳng đập xuống mặt đất bên dưới. Ầm một tiếng, bên dưới xuất hiện hào quang vô tận, tựa như có vô tận những gợn sóng khuấy động bao phủ cả trời đất mênh mông. Nhưng mà, Thạch Hạo lại dùng mình, không hề tin vào những gì mình đang thấy, trong lòng hiện lên những ý nghĩa khó mà tin được. Giả, dạ, cảnh tượng tận thế này là giả, dạ, hay nói, là những ngôi sao đồng loạt lao xuống này không phải là thật. Sau đó, từng ngôi sao ập xuống mang theo ánh lửa ngập trời bầu trời bị thiêu đốt trở nên sôi trào thời khắc này thạch hạo lại thấy được tôn giả đang vọt lên từ phía dưới ngoài ra còn có một pháp tướng cực kỳ to lớn thuộc về một vị thần linh khác đang ra sức trốn về vực ngoại đang trong đại kiếp nạn thì có thể chấn định ư và những ngôi sao này vô cùng chân thực như vậy thì ai có thể phân biệt rõ ràng chứ những sinh linh trí cường đều chấn động xích thần trật tự hơi đào qua đã trói chặt những người này lại trong lòng thạch hạo phát lạnh đây là một luồng ý chí như thế nào đây đùa giỡn với các cường già hư cảnh tận thế lại chân thực như vậy khiến cho các tôn giả chủ động vọt thẳng lên trời cao sau đó bắt gọn thủ đoạn này khiến người khác lạnh toát từ đầu tới chân sao đối kháng đây cũng không biết qua bao lâu những ngôi sao lớn cuối cùng cũng chẳng thấy vô vàng ngôi sao hóa thành những bóng mờ những gợn sóng khủng bố diệt vong bên dưới vẫn là sông núi chưa hề hủy diệt ngần đầu nhìn lên đám sinh linh bỏ chạy sớm nhất bị chiếc chuông lớn từ thượng giới hạ xuống bao bọc lại toàn thân bọn họ đều óng ánh là đang trà xét cột sống của thạch hạo tỏa ra hơi lạnh đám người kia không phải là tôn giả mà là những tu sĩ kiệt xuất sớm bỏ chạy về ngoại vực trước tiên đang bị chiếc chuông lớn trà xét kỹ càng thạch hạo thở dài nếu như trong lòng nó không ngừng cảnh giác hùa theo đám đông chạy trốn thì chắc chắn cũng sẽ bị tra xét như những người kia đều nằm trong lòng bàn tay chạy trốn sao mà được già dạ, đó là cảnh tượng hư ảo tai nạn cũng không hề xảy ra không phải là hạo kiếp tận thế tôn giả bị trói chặt không tài nào tránh được nhưng những thứ này không phải tới vì chúng ta thiên địa vẫn tươi đẹp như trước thời khắc này cả thế gian đều hoan hô hết thảy tu sĩ đều toát mồ hôi hột ướt hết cả áo quần sau khi trải qua sự việc như thế này ai nấy đều kích động vui mừng khi mình còn sống toàn bộ ngôi sao là giả chỉ là đạo tác diễn biến mà thành hiện tại sương mù đã được xua tan cả thế gian đều ăn mừng chỉ có số ít người trầm mặc càng ngày bọn họ càng cảm thấy run sợ hơn còn có thứ gì đáng sợ hơn nữa loại ý chí và sức mạnh vừa nãy đã đánh lừa toàn bộ hoang vực đông đảo tu sĩ hạ xuống mặt đất thạch hạo trầm mặc đứng trong đám người này tất cả mọi người đều ăn mừng sau tai nạn nhưng nó lại lạnh giá cả người cuối cùng cũng tránh được một kiếp đời này hẳn là không việc gì nữa rồi trên ngọn núi thạch hạo đang đứng xuất hiện một ông lão chống một cây trượng bằng trúc xanh sợi tóc trắng xám con người sâu thẳm thạch hạo thất kinh đây là một tôn giả mà lại ở gần nó như thế tình huống chẳng ổn chút nào bên cạnh ông lão còn có một thiếu nữ tuy không nói là xinh đẹp nhưng rất dễ nhìn một thân y phục màu trắng con mắt trong veo mang vẻ bất an nàng dìu lấy ông lão sáng vẻ như vừa sống sót sau một hồi tai nạn bỗng nhiên trong thiên điện nổi lên một cơn gió lạnh một vệt sáng từ trời cao vọt tới đấy là một thanh mâu màu đen tuy không dài nhưng sắc bén bức người chuyện gì xảy ra thế ông lão biến sắc lợi dụng pháp lực mạnh mẽ của mình muốn xoay người rời đi nhưng đã chậm buộc một tiếng thanh mâu màu đen có tốc độ cực nhanh đâm thủng người ông lão và kèm theo vẻ điên cuồng cuốn xác lão đi xa a à. tiếng kêu thảm thiết cũng không phải do tên tôn giả kia phát ra mà xuất phát từ thiếu nữ áo trắng nàng chỉ đỡ ông lão nhưng lại không thể chịu đựng nổi sóng sức mạnh của thanh mâu đen kia sau khi bị gió mạnh quét qua thì cả người đều nổ tung cả người thạch hạo lạnh toát sau đó nỗi cam phẫn hiện lên trong lòng tất cả đều nằm trong lòng bàn tay cuối cùng cũng không thể nào chạy thoát khỏi đại nạn này bạn đang xem Thế giới hoàn mỹ, được thuyết minh tại kênh youtube Di các Phim. Tiếng gió vù vù vang lên, trong thiên địa từng vệt sáng sẹt qua bao phủ cả bát hoang, vụt qua sông núi. Thạch hạo dõi mắt nhìn theo, vẻ mặt dần lạnh lẽo. Đây không phải là ảo giác mà đại kiếp nạn đã bắt đầu bao phủ thiên địa, nó chưa hề kết thúc. Nó đưa tay ra, trên cánh tay vẫn còn dính một vài giọt máu. Đây chính là máu văng ra dính lên người nó khi thiếu nữ bị nổ tung. Kiếp này, xỉ nhục chúng sinh, lạnh lùng vô tình, thạch hạo tức giận nói. Ha ha. Nó mơ hồ nghe được âm thanh vù vù bên tai, có giọng nói lạnh lùng vang lên, như đang cười và có cả hở hững bên trong. Trong lòng Thạch Hạo trở nên nguội lạnh, nở nụ cười mỉm đầy vẻ khinh thường, những tồn tại cao cao tại thượng đều bị dẫn dụ bởi đại kiếp nạn này. Đây gọi là hoang vực sẽ bị diệt thế ư? Đại kiếp nạn vẫn đang tiếp tục, Thạch Hạo sau khi hạ xuống ngọn núi thì cũng chưa hề vọng động mà bình tĩnh ngưng thần, ngồi xếp bằng trên một tảng đá lớn gạt bỏ mọi cam phẫn cùng tạp niệm bản thân tiến vào trạng thái không minh tiếng gió vù vù như sớm, hàng loạt ánh sáng bay lượn trong thiên địa đó chính là những thanh kiếm thần do quy tắc hóa thành đang chém giết mười phương còn có cả thanh chiến mâu màu đen có thể xuyên thủng tất cả người dám cản trở giết không tha những cạm bẫy trong thiên địa được mở ra chẳng hề buông tha cho một tên thần thánh nào đây là càn quét nếu như có cá lò lưới thì sẽ dùng chiến mâu xuyên thủng rồi kéo lê lên trời xanh Bảo đảm không để một ai sống sót. Sự thật rất tàn khốc, nếu như hiểu rõ thì không ai không sợ. Thân thể lạnh lẽo, mạnh mẽ, như Tôn giả cùng với thần linh cũng bị bắt nhốt, đây điên cuồng tới mức nào. Nhưng trong đại kiếp nạn này cũng sản sinh ra những cơ duyên, có những cơ hội vô cùng lớn lao. Đại đạo lệch hướng, thượng giới mở rộng, phù văn buông xuống, đại đạo hiện ra, còn có những áo nghĩa khó hiểu xuất hiện ở thế gian, nếu ai có vận may lớn thì có thể đi ngược trời cao trong tình thế nguy hiểm mà gặt hái những thứ này thạch hạo buông thả tâm tình nhằm đạt tới cảnh không minh vì tranh giành thiên cơ đoạt đạo duyên của chính mình nên bắt lấy những quỹ tích khó hiểu kia dò xét ra áo nghĩa trật tự gió thổi càng lớn thiên địa nhuốm đầy máu đỏ cứ như là lốc xoáy máu máu nghẹn ngào thê thảm cực kỳ phàm là tu sĩ thì không một ai không hoảng sợ khi nhớ tới ngày hôm đó vốn tưởng rằng những ngôi sao đó là giả nên đại kiếp nạn đã qua đi nhưng không nghĩ tới đây chỉ mới bắt đầu đó chính là cảnh tượng kỳ dị nhất trong trời đất này khiến lòng người phải kinh sợ phàm nhân ư có người run sợ đây là thời khắc vô cùng đặc biệt khi thiên địa thay đổi phàm nhân chẳng lẽ không sợ chết khiếp luôn hay sao thế gian này nhất định sẽ đại loạn nhưng mà thành thị vẫn như trước phàm nhân chẳng hề hay biết càng không thấy được những cảnh tượng đầy kỳ lạ kia đây là thủ đoạn cỡ nào chứ chỉ nhằm vào tu sĩ không cho phàm nhân hay biết nói theo một ý nghĩa nào đó đây chính là một thứ từ bi từ bi của sự tàn nhẫn vô cùng mâu thuẫn với nhau rất nhiều người có đầu óc nhanh nhẹn đều phát hiện ra được đầu mối tu sĩ nghiên cứu phù văn xem ngũ hành trong thiên địa nhìn biến hóa của quy tắc tự nhiên sẽ có chỗ đặc biệt những người này đặt mình ở khía cạnh phàm nhân dùng mắt thường để xem xét thế giới này rồi sau đó suy diễn thì phát hiện ra một vài đạo lý trong đại kiếp nạn này và bắt đầu lĩnh ngộ thạch hạo ngồi xếp bằng trên tảng đá lớn vào thời khắc đại đạo lịch hướng trời đất đảo lộn thì chìm đắm trong trạng thái yên tĩnh bắt đầu bắt giữ và ghép nối những mảnh vừa đại đạo kia tuy thân đang trong đại kiếp nạn thế nhưng cả người nó trở nên trong suốt cặp mắt thỉnh thoảng chớp mở nhìn những ký hiệu đang lấp lóe trong hư không đó chính là cơ duyên thạch hạo tiến vào vong ngã chỉ biết dò xét thứ áo nghĩa hiếm thấy hiện trên thế gian này đó chỉ là một góc nhỏ do đại đạo hóa thành hiện tại nó chỉ biết tập trung cao độ dùng tâm để nghiền ngẫm dùng thần đi rèn luyện bản thân thì trở nên óng ánh tỏa ra mùi hương thơm ngát đây không phải cảnh giới tăng lên, mà là đang đắp nạn và cô luyện lại thân thể. Thạch Hạo dẫn đạo ngấn nhập thể, rửa sạch bụi khí, rèn luyện chân thân. Đúng như Liễu Thần từng nói, trong đại kiếp nạn này cũng có tân sinh, càng có vận may lớn. Nếu như có thể bắt lấy, thì sẽ là một thiên duyên, sẽ có lợi ích vô cùng to lớn cho con đường tu hành sau này. Đây là chúc cơ, dùng gạch thần cứng rắn nhất để xây dựng nên đạo cơ bất hủ. Lúc này cũng có không ít người cảm nhận được phàm là người kinh tài tuyệt diễm đều bắt đầu xuất thủ bắt lấy những quỹ tích đại đạo này dẫn nhập vào trong cơ thể và cộng hưởng với bản thân vào thời khắc đặc biệt này đại đạo với thế gian hiện ra chỉ cần bắt được một chút thôi cũng coi là một tạo hóa vô cùng to lớn với các cường giả rồi như vậy sẽ có lợi cả đời thạch hạo ngồi xếp bằng một luồng khí trắng vườn quanh thân thể mang theo mùi hương thơm ngát rửa sạch bụi mù khiến nó trở nên kỳ ảo như thần như thánh không dính chút khói lửa trần gian càng ngày càng thánh khiết nó đã đạt được chỗ tốt cực lớn con mắt tùy khép mờ nhưng đó cũng chỉ là bản năng bắt giữ đạo tắc tìm tòi nghiên cứu bản nguyên vạn vật ẩn hiện trong lòng loại thể ngộ này khó dùng lời diễn tả được ầm ầm nó được một luồng đạo khí nâng lên lơ lửng trên đỉnh núi cứ như là một chiếc thuyền nhỏ lênh bênh trên biển cả vượt qua biển khổ nhân đạo nhưng mà cũng có sóng dữ cũng có lúc xoáy lúc nào cũng có thể hất tung nó đó chính là đại đạo vô cùng mạnh mẽ phàm nhân sao mà điều động được chứ hơi một tí sẽ thành thuyền lật thần diệt thạch hạo không ngừng tranh giành thậm chí còn đạp trên thuyền nhỏ rong chơi trong biển khơi tắm rửa vô tận sóng biển đây là hành động vô cùng nguy hiểm hòa vào với đại đạo bản thân quá bé nhỏ lúc nào cũng có thể sẽ bị đập tan hóa thành một mịn vạn thế không thể tồn tại trong thực tế thạch hạo dẫn dắt hàng loạt ký hiệu vào trong cơ thể và kết hợp lại với bảo tàng thân thể của chính mình không ngừng xây thành thể xác bảo thuyền đây chính là tích trữ thế lực tạo nên căn cơ đại đạo chỉ vì muốn biển rộng mặc cá bơi, trời cao mặc chim bay, đây chính là mở ra thiên địa vô ngần của bản thân. Dẫn đạo nhập thể, mượn vô tận phù văn để gồ sửa bản thân, đây là xây nên thể xác bất hủ, tích lũy tiềm năng của bản thân, chỉ đợi nó mai này trùng thiên sẽ tiến tới cảnh giới càng cao hơn. Thậm chí, khả năng sẽ trở thành cá vượt long môn, sẽ biến đổi về chất, thoán thái hoán cốt. Đại kiếp nạn qua đi 4 ngày, Thạch Hạo vẫn ngồi xếp bằng trong hư không, được một trùng phù văn vườn quanh, dù là trong hay ngoài thân thể đều như vậy, cuối cùng những ký hiệu này ngưng tụ hóa thành một đạo hỏa, thiêu đốt thân thể. Đây là rèn luyện, dẫn đạo hầm thân. Cuối cùng, thậm chí là hóa thành hình, những mảnh vỡ ký hiệu của đại đạo kia đã nối liền cùng nhau, tạo nên một đỉnh lô chứa nó vào bên trong, ánh lửa hừng hực không ngừng luyện hóa chân thân của nó. Ầm. Cuối cùng, khi mặt trời bắt đầu ló dạng nơi phương đông, tất cả những thứ này tản đi, thiên địa khôi phục lại như cũ đây đã là sáng sớm ngày thứ năm thạch hạo mở mắt cảm giác có thứ gì đó không giống bản thân từ trong ra ngoài lưu chuyển một mùi hương thơm ngát đây là thân thể đã gần với đạo biểu hiện sự thành công trong tình huống bình thường mà nói dù là tôn giả cũng chưa chắc có thành tựu như thế này ngoại trừ một vài người cá biệt mà thôi trước đây cơ thể của nó rất vững chắc có thể sánh vai với kim cương bất hoại thân của tây phương giáo hiện tại lại thân thiết với đạo nên trong cơ thể sẽ dễ dàng xây dựng nên phủ văn giúp cho đạo pháp thuận lợi tiến vào thể xác con đường tu đạo vô cùng gian nan càng về sau thì càng khó khăn lúc nào cũng có thể trở thành thuyền hủy người tịch hiện tại nó có thêm một thứ bảo hộ cho mình thân thể bảo thuyền kiên cố cũng sản sinh ra đạo quang lúc nào cũng được bảo vệ sản sinh tinh khí thần đây chính là kết quả của thể xác bảo thuyền và tinh khí thần cùng nhau đồng tiến thạch hạo nắm giữ lấy cơ duyên trong đại kiếp nạn này đã tạo nên căn cơ đại đạo cho bản thân từ từ đợi ngày sau sẽ nảy nở đâm thẳng trời cao che lấp thương vũ gió đã ngừng lưu quang đầy trời biến mất không còn huyết quang cũng chẳng còn sát khiếp đảo mắt nhìn lên bầu trời sáng sủa ba pháp khí biến mất không thấy tăm hơi đã từ lâu thế gian không còn khí sát phạt toàn bộ rất yên bình bốn ngày bốn đêm không biết đã xảy ra những chuyện gì thạch hạo khẽ nói nó rời núi hướng về nơi xa dựa theo cảm nhận nó biết thế gian nhất định đã xảy ra rất nhiều chuyện có thể cả thế gian đang run rẩy và sôi sục Đại kiếp nạn cứ thế trôi qua. Thạch Hạo không biết được, nó cao mày cho rằng tuyệt không đơn giản như vậy. Bởi vì khi nó liên lạc với Tiểu Tháp thì chẳng hề thấy hồi âm, vẫn đang phong ấn bản thân, hiển nhiên nguy cơ vẫn còn đó. Cuối cùng Thạch Hạo cưỡng ép mở ra thế giới hộp quý, bắt nó phải nói cho mình nghe một vài điều. Nó từ từ tỉnh lại, nhưng vô cùng thiếu kiên nhẫn. Nó nhắc nhở Thạch Hạo rằng tạm thời đã an toàn, nhưng đại kiếp nạn không chỉ như vậy đâu. Đối với ngươi thì hẳn không có vấn đề gì lớn cả nhưng với ta thì khác, vẫn tràn đầy tính bất ngờ, không nên quấy rầy ta nữa. Tiểu tháp nghiêm túc, nó nói tạm thời đừng liên hệ gì với mình, dù thế nào đi nữa, dù cho thạch hạo có gặp nạn, thì nó cũng chỉ có thể im lặng, không thể nào ra tay giúp đỡ được. Thạch hạo rời khỏi ngọn núi lớn đi tới chốn đông người, khu vực này thuộc thạch quốc, bởi vì nó từ biên giới phía tây tiến tới nêm tự nhiên, phải ở trong địa phận thạch quốc rồi. Sau một ngày, nó tiến vào một ngôi thành lớn, thì nghe được rất nhiều tin tức rất nóng hổi trong lòng chấn động không thôi. Bốn ngày gió lạnh gào thét, quy tắc thần kiếm và chiến mâu không ngừng lượn lờ trời cao, quét quang hoang vượt hòng bắt giết tôn giả. Quả thật không thể nào tưởng tượng nổi loại sát cơ và chiến ý đó khiến cho tu sĩ khi nghĩ lại cũng cảm thấy sợ hãi. Trong lúc này toàn bộ tôn giả đều mai danh ẩn tích, không biết có phải bị bắt giết hết hay không. Không một ai biết được họ có tránh được đại kiếp nạn và sống sót hay không. Dù sao quỳ khóc thần gào trong bốn ngày bốn đêm ai ai cũng nhìn thấy cảnh tượng kỳ dị nhất trong trời đất này có thần linh bị chém giết ánh đỏ ngòm đầy trời rất lâu không tiêu tán rất nhiều chuyện xảy ra ở khắp nơi khó mà nói hết được chuyện khiến người khác giật mình nhất chính là hoàng đô hỏa quốc xảy ra biến hóa cực lớn hiện tại nơi đây gần như bị phá hủy nửa tòa thủ phủ trở thành phế tích mà khác nửa tòa còn lại đều cuồn cuộn mây đen đi kèm với mỏ máu dập kín trời cao cái gì hoàng đô hỏa quốc gặp phải đại kiếp nạn cứ thế bị xóa sổ hay sao thạch hạo chấn động nó không biết hỏa linh nhi với phụ thân của nàng có tránh được một kiếp này hay không hy vọng bọn họ đã rời khỏi thiên thần sơn nếu không chuyện này sẽ thê thảm biết bao mấy ngày gần đây trong nửa tòa được lưu lại kia một cây cổ thụ đã đốn ngã dâng lên sương mù một chiến trường bao la xuất hiện chống lại ý chí trên trời cao kia có người khẽ nói thạch hạo chấn động quả nhiên nơi đó có điều quái lạ tế linh trước kia của hoa quốc từng phong ấn dưới thân cây nên chắc chắn sẽ không hề tầm thường bên trong còn có những thanh âm khóc lóc thượng cổ dù là đại kiếp nạn diễn ra cũng chưa hề hủy diệt được nơi đó thạch hạo rất muốn tới một lần xem thế nào nhưng hiện tại đang ở thạch quốc khoảng cách cực kỳ xa xôi dù sao đại kiếp nạn mới kết thúc tin tức chuyển lại cũng chỉ hạn chế ở thạch quốc và hoa quốc còn những nơi xa hơn thì chưa có tin tức thạch hạo quyết định tiến về hoàng đô thạch quốc để nghe ngóng chút tin tức nữa dọc theo đường đi nó nghe được rất nhiều tin tức, thậm chí còn có một tin đồn cực kỳ kinh khủng. Giới này có vật hấp dẫn thượng giới, khiến bọn họ phải hạ xuống để tra xét tìm hiểu, tuy đã tìm từ thiên cổ cho tới giờ, nhưng vẫn chưa tìm thấy mà thôi. Nhưng, không biết tin tức này do ai truyền ra, dù thế nào một khi dám nói như thế thì chắc chắn do một người thần bí truyền ra. Hiển nhiên, còn có cá lọt lưới hơn nữa còn là người hiểu được một vài bí ẩn trong đại kiếp nạn này. Chỉ là, nói hạ giới thì dễ nhưng sẽ gặp phải phản phệ dù là bá chủ thượng giới bày trí bố cục cũng có khả năng gặp nạn cần phải mượn tay người khác để tìm kiếm tin tức này không biết bắt nguồn từ đâu như thật như giả một vài tu sĩ khi nói ra chuyện này khiến người nghe kinh hãi trong lòng lo sợ còn chưa tới hoàng đô thạch quốc nhưng thạch hạo lại nghe được một vài tin tức khác nữa bổ thiên các bất lão sơn tây thiên giáo đều đang phái người tới hoàng đô thạch quốc ừ có ý gì đây thạch hạo không rõ lắm nên hỏi một tu sĩ gặp phải trên đường đi nghe đâu muốn chiếm lấy quốc này thạch hoàng đã biến mất thiên hạ bất ổn những đại giáo này giá lâm chính là muốn đào tạo con dối thậm chí muốn chính mình nắm giữ thạch hạo tức giận tuy nó chẳng có chút thiện cảm nào với võ vương phủ thế nhưng dù sao cũng mang họ thạch cũng cùng chung tổ tiên cơ nghiệp của thạch quốc sao lại xa suốt đến thế người ở thượng giới muốn tìm thứ gì đó nhưng bản thân không thể tự hạ xuống được nên muốn mượn sức mạnh ở bên dưới có tu sĩ cùng đường than thở Tuy rằng đây là bí ẩn thế nhưng lại bị một vài tu sĩ lan truyền ra ngoài, không cần nghĩ nhiều, trên thế gian này có những người âm thầm phân giải những bí ẩn trong đại kiếp nạn. Nguyệt thiền tiên tử hay cường giả của các dị nhân thuộc bất lão sơn đều chia thành từng tốt tiến tới, có khả năng muốn tuyển người để thao túng thạch quốc. Nghe được những câu này, thạch hạo đã có thể xác định được những bất hủ của vực ngoại bất quá cũng giống như thượng giới, cũng có thể họ là người phát ngôn cũng không chừng. Các ngươi xuống không được, chỉ vì lợi riêng của cá nhân mà dám làm chuyện nghịch thiên như vậy ư thạch hạo mắt nhìn trời cao nó biết đây chỉ là một trong những nguyên nhân xảy ra đại kiếp nạn này nhưng vậy cũng đủ khiến nó tức phận rồi muốn mưu đồ thạch quốc mơ à vật kia các người cũng đừng hòng lấy được thạch hạo cười mỉm hoàng đô thạch quốc vẫn hùng vĩ như trước tường thành nguy nga cứ như là một dãy núi chắn ngang trận pháp thần linh được mở ra nhưng vẫn bị đánh tan thạch hạo đi tới trước tường thành yên lặng trong thời gian rất lâu tường thành cứ như là kim loại màu đen lấp lánh ánh sáng lộng lẫy đó là do sức mạnh của phù văn biểu hiện nên nhưng đáng tiếc là hiện tại chỉ còn là những vết tích tàn dư của trận pháp mà thôi cửa thành rộng rãi người tới người lui sinh linh ra và rất nhiều trong thành vẫn rất phồn hoa và náo nhiệt như trước lần thứ hai quay trở lại thạch hạo cảm thấy hoàn toàn mới lạ năm xưa tới đây với nhiệt huyết dâng trào mục đích là tìm tổ phụ kết quả nó đã đại chiến với vũ tộc võ vương phủ ngay tại nơi đây danh chấn thạch đô hiện tại sóng ngầm cuộn trào trong thành thạch hoàng đã mất tích sát cơ đầy bốn phía đại giáo của vực ngoại nhúng tay vào lần này tới đây nguy hiểm sẽ càng lớn hơn thượng giới vô tình xỉ nhục toàn bộ sinh linh bên dưới quyền sinh sát chỉ trong một ý nghĩ mà giới này những đạo thống có quan hệ với bọn họ đều dục dịch cứ như hổ như sói nhào tới thạch hạo tiến thẳng vào thành mục tiêu của nó là hoàng cung nhân hoàng đã mất tích vậy nơi đó sẽ lưu lại thứ gì nó dám vào thành thì chắc chắn có niềm tin hiện tại tôn giả đều sợ hãi ngay cả thần linh cũng bị giết chết nên nó giờ chẳng sợ gì cả đương nhiên nguy hiểm vẫn còn đó không biết thượng giới đã bố trí những gì còn có những đại giáo vực ngoại kia đã phái ra những ai trước khi tới thạch độ này thạch hạo không hề để ý tới lời nhắc nhở của tiểu tháp nó lại tiếp tục lôi đầu tên tiểu tháp dậy rồi hỏi thêm lần nữa bởi vì chuyện này rất quan trọng hơi chút là ảnh hưởng tới sinh tử ngay nó chỉ có thể xác định được Hiện tại là đoạn thời gian bị bỏ không, chẳng có chút nguy hiểm gì tới nó cả. Đại kiếp nạn vùi lùi, cánh cửa hai giới đã khép lại vào người của những đạo thống sớm lẻn vào hoang vực trước kia muốn khiến nó hình thần, đều diệt thì không thể thành công được. Trên người rất nhiều người, người đến người đi cứ như là dòng nước, thường ra và cửa hàng san sát hai bên giường, tiếng mua bán hàng hóa không dứt bên tai, khí tức hồng trần phả mạnh trước mặt. Việc nhân hoàng mất tích chỉ lưu truyền trong giới tu sĩ, phàm nhân không hề hay biết, thạch hạo khẽ nói. Nếu không thì thủ phủ này đời nào có bầu không khí căng thẳng và sát khí dày đặc thế này chứ. Nó bình tĩnh cất bước, trong nháy mắt đã đi được mười mấy dặm, người đi đường tuy nhiều, không thiếu tu sĩ thế, nhưng nó cũng chẳng hề quan tâm, chủ yếu khi thực lực đã đạt tới bước này, nếu không muốn tạo sự chú ý cho người khác thì người khác cũng chẳng hề hay biết được. Bỗng nhiên thiên địa yên tĩnh, cả con đường cứ như bị chia lìa, người đi đường dạt về hai bên lộ ra một lối đi. Người đi trên đường không hề hay biết, như không nhìn thấy cảnh tượng này. Thạch Hạo dừng chân, phía trước xuất hiện một cô gái, không minh xuất trần, yên lặng đứng đó, dáng người nàng cao giáo, vô cùng xinh đẹp, cứ như là một đóa hoa sen lưu truyền thần hà không ngừng phóng thích khí tức thánh khiết vào trong hồng trần. Nguyệt Thiền tiên tử, nàng xuất hiện, hơn nữa lại nhanh như thế, từ khi Thạch Hạo vào trong thành thời gian trôi qua cũng chẳng bao lâu, nhưng nàng đã đến, đứng ngay nơi đó, bình tĩnh nhìn nó. Trong lúc nhất thời hai người chẳng hề nói tiếng nào, con đường này vô cùng trống trải, Người đi đường chẳng hề hay biết mình bị một luồng tràng vực đầy mạnh mẽ tác động khiến bản thân phải kiếm đường khác để đi qua nơi đây. Sau đó, trên con đường này chỉ còn sót lại hai người bọn nó, mặt đối mắt, rất lâu chẳng nói được câu gì. Cần gì chứ? Nguyệt Thiền Tiên Tử đánh tan vẻ yên tĩnh, âm thanh mang theo vẻ từ tính chấn động tâm thần người khác. Vẻ đẹp của nàng đã vượt qua phàm tục, cơ bản không giống như người của giới này. Cơ thể nàng phát sáng, quần áo trắng như tuyết bay phấp phới, còn tựa như muốn hóa thành tiên, bên trong vẻ linh động là vẻ siêu nhiên kèm theo là thần quang. Ngươi cho rằng ta sẽ bại vong ư, chưa chắc, thạch hạo trầm giọng nói. Nó vẻ mặt sáng ngời, giờ trong đại kiếp nạn đã hoàn toàn lột xác, càng người càng có vẻ xuất thế hơn, cứ như là một vị trích tiên dáng trần mang theo thánh quanh, tay áo tung bay khí chất xuất chúng. Nếu như người khác nhìn thấy nhất định sẽ giật nảy mình, một đôi nam nữ này quá mức xuất chúng, ai cũng chẳng nhớ bụi trần, cứ như là một đôi, bằng hữu thần tiên. Bạn đang xem thế giới hoàn mỹ được thuyết minh tại kênh youtube di các phim với sức một người thì có thể chống đỡ được đại thế này ư nguyệt thiền tiên tử khẽ mở đôi môi đỏ âm thanh trong trẻo động lòng con mắt như nước tóc đen tỏa sáng thạch hạo phải thừa nhận dung mạo của nguyệt thiền tiên tử đúng là rất hoàn mỹ khó có thể tìm người sánh vai được có lẽ chỉ có mỗi ma nữ cùng với cô gái áo xám từ thượng cổ kia mới có thể sánh ngang được sai hẳn là phải do ta hỏi mới đúng muốn chống lại đại thế này ư muốn là địch của người khắp thiên hạ ư thạch hạo lộ vẻ nghiêm túc vì trích tiên tức giận hiện ra thần uy của mình đại thế cũng có thể coi là đại thế giờ ngươi vẫn chưa rõ hay sao giọng nói của nguyệt thiện rất nhu hòa vẻ đẹp xuất trần da thịt trắng như tuyết gương mặt nở nụ cười tươi sói khiến trăm hoa phải thất sắc thạch hạo không nói một lời nhưng ánh mắt càng thêm ép người hơn cứ như là hai tia chớp rơi lên trên người cô gái này tạo nên một tiếng sấm đầy nặng nề hư không sáng rực ầm ầm vang vọng thạch huynh bản lĩnh thật lớn với tư chất của ngươi thì trong thiên địa này còn ai tranh hùng mặc ngươi tung hoành vượt thẳng trời cao nguyệt thiền tiên tử nở nụ cười nhẹ nhàng ta không có ý nghĩa sẽ trở thành nô bộc cho người khác muốn ta gia nhập bổ thiên giáo sau đó lên thiên môn vậy thì miễn đi thạch hạo lạnh lùng nói đường phố nhộn nhịp xa xa người đi đầy đường ngựa xe như nước nhưng nơi đây lại vô cùng trống vắng phố phường to lớn không có bóng dáng người thứ ba hai người đứng đối diện nhau chẳng ai nhường ai cả thạch hạo biết nếu như nói trên cõi đời này còn có ai có thể uy hiếp tới nó vậy nhất định sẽ là nguyệt thiền tiên tử này năm đó ngay cả thạch nghị nàng còn không sợ thì sao lại sợ nó chứ đây là một cô gái có thần tư ngút trời một khi khai chiến ai mạnh ai yếu thì trong chốc lát khó mà giải quyết được nhìn như nhẹ nhàng xuất trần tuyệt lệ thế nhưng lại là một cô gái rất mạnh mẽ có thể bể nghệ tất cả các đại vực trong người cùng thế hệ khó mà tìm được đối thủ người và ta đều gọi như là những người quen cũ có thể đi với ta một lần được không? Nguyệt Thiền tiên tử mở miệng, rồi vuốt mái tóc che trước mặt sang một bên, lặng lặng đứng chờ câu trả lời. Thạch Hạo cũng chẳng sợ liền gật gật đầu. Trong nháy mắt, đường phố khôi phục lại vẻ ồn ào, mọi người nghi ngờ, vì sao nơi đó lại trở nên trống trãi như vậy, ai cũng phải cất bước đi vòng qua nơi đó, nhưng mà, rất nhanh những bóng người nhanh chóng lấp vào nơi trống vắng đó. Thạch Hạo sóng vai tiến bước cùng Nguyệt Thiền tiên tử, bọn họ đều có khí chất xuất chúng, giống như một đôi ngọc bích hình người chàng trai thì siêu trần thoát tục cô gái thì kỳ ảo như tiên bụi trần tránh lui không vươn trên y phục ồ đó là tiểu thạch hắn trở về rồi ư trong thạch đô này những tu sĩ không quen biết thạch hạo quả thật rất hiếm bởi vì nó từng khuấy lên phong ba vô tận ở nơi này trận chiến khi xưa tựa như mới ngày hôm qua nếu không có đại kiếp nạn vừa rồi thì sự xuất hiện của nó hẳn sẽ gợi nên sóng lớn vô bờ đã thế có rất nhiều tu sĩ lộ vẻ khác thường bởi vì thời gian này quá mẫn cảm Tiểu Thạch trở về thì sẽ xuất hiện chuyện gì đây? Việc này khiến cho không ít người lòng buồn trồn cả lên. Yên Vũ Lâu, một tòa cổ lâu dày danh tiếng, được xây dựng bên bờ Linh Tuyền, quanh năm sương khói mông lung. Nơi đây rất đặc biệt, Linh Tuyền nào áo bốc hơi bao phủ cả khu vực này lại, mưa có thể tự mình chút xuống, trái với hiện tượng thiên văn thông thường. Từng làn hơi nước lượn lờ, mang theo ánh màu, khiến cả tòa lâu có càng thêm thần thánh hơn, tràn ngập vẻ phi phàm, cứ như là bảo lâu từ thần giới lạc xuống dưới nhân gian. Hai người đi lên lầu, chọn một phòng phù hợp, từng tia linh khí ảo tới khiến cho tâm thần người khác trở nên yên tĩnh. Đúng rồi, loại nước này, nếu như uống trong thời gian dài, thì có thể kéo dài tuổi thọ, có ích lợi vô cùng lớn với tu sĩ, không hổ có tên là Linh Tuyền, có khách nhân than thở. Đại kiếp nạn vừa lui, những tu sĩ nhàn nhã ngồi nói chuyện ở nơi đây cũng chẳng phải là người bình thường. Thạch hạo, Nguyệt Thiền tiên tử chẳng hề để ý, hai người ngồi xuống một chiếc bàn bằng gỗ đàn hương đối diện nhau. Có thể cảm nhận được một mùi thơm nhàn nhạt, đang lan tỏa và hòa lẫn vào trong mùi cơ thể của nàng, càng có một loại đại đạo nào đó. Điều này khiến cho Thạch Hạo kinh ngạc, cô gái này quả nhiên ghê gớm, trong đại kiếp nạn vậy mà cũng đạt được lợi ích vô cùng lớn. Ngay như nó, nếu không phải thu lại khí tức thì cũng sẽ có mùi hương thơm ngát tỏa ra ngoài, đây chính là biểu hiện của việc thân thể gần với đạo. Bàn tay Ngọc cùng Nguyệt Thiền tiên tử nhẹ nhàng vung một cái, Lập tức một luồng hào quang mờ mịt bay ra bao phủ lấy gian phòng này, ngăn cách tạm thời với ngoại giới. Người đã hiểu rõ đại kiếp nạn ư? Ừ. Sau khi nghe xong thì Thạch Hạo lắc đầu, tuy biết một ít nhưng chung quy lại vẫn chưa có rõ ràng lắm, bất kể là Liễu Thần hay là Tiểu Tháp đều không có nói tỉ mỉ gì cả, mà nó biết, bổ thiên giáo nhất định hiểu rõ, tồn tại từ xưa tới giờ, nếu như nói không có quan hệ gì với thượng giới thì cũng chẳng ai tin cả. Chỉ là thuận thế mà đi thôi, đây là một cơ hội. Nguyệt Thiền tiên tử nhẹ nhàng nói, Thạch Hạo yên lặng, bình tĩnh ngồi nghe. Bỗng nhiên, Nguyệt Thiền tiên tử nói, "Ngươi muốn ra tay, nhưng ta dám khẳng định rằng, hiện tại ngươi không thể giết được ta, hơn nữa sẽ làm kinh động đến những người xung quanh." Thạch Hạo im lặng, âm thầm suy nghĩ. Cần gì chứ, cuối cùng gì người cũng sẽ thấy, những chuyện mà ngươi cố làm cũng chỉ phí công mà thôi." Nguyệt Thiền tiên tử nói, xuyên qua hào quang màu xanh đầy mờ mịt, nàng dõi mắt nhìn qua cửa sổ, nói: từ tôn gà trở lên đều bị giết hết cả, mà phàm nhân chẳng hề bị gì cả là vì họ không đủ tư cách. Còn như những hạt giống thì sẽ được cho phát triển từ từ, ngươi thuộc vực này, vậy cảm thấy ra sao?" Lý luận về vườn thuốc quả nhiên là thật, Thạch Hạo khẽ nói, mà sâu trong lòng bốc lên ngọn lửa nóng, nếu như là thật thì sẽ tàn khốc tới cỡ nào. Cũng không hoàn toàn chính xác, ta vừa nói là áp dụng cho những sinh linh từ tôn giả trở lên mà thôi, đó cũng chỉ là một nguyên nhân nhỏ của đại kiếp nạn cũng không phải nguồn gốc của đại kiếp lần này nguyệt thiền tiên tử lên tiếng trong ánh mắt lóe lên hào quang thạch hạo nhíu mày nói giới này có thứ gì vậy không ngờ bọn họ lại trắng trợn như vậy không xem sinh linh hạ giới này là gì cả như vậy tàn nhẫn biết bao muốn biết thì phải đi ra ngoài nguyệt thiền tiên tử lên tiếng nàng chưa hề từ bỏ ý định của mình vẫn luôn luôn khuyên bảo nó một tuyệt đại mỹ nhân như thế bầu bạn nếu như là người bình thường thì sớm đã động lòng gia nhân rồi thạch hạo thở dài nó biết chuyện tình trong giới lần này rất kinh khủng, không biết là thứ đồ gì mà bọn họ phải phí sức như vậy, chẳng lẽ muốn nó thao túng Thạch Quốc, sau đó đưa ra mệnh lệnh cả quốc cùng tìm kiếm hay sao. Hai người đều là hạng thông minh, rất nhiều chuyện không cần nói cũng hiểu, đều biết ý muốn như thế nào. Nói nhiều như thế rồi, chẳng lẽ người không thấy rõ đại thế như thế nào ư? Ừ. Nguyệt Thiền tiên tử vẻ mặt dịu dàng, càng ngày càng xuất trần linh động. Cuối cùng, nàng suy nghĩ một chút, nói, "Vậy ta nói cho ngươi một chút bí ẩn vậy." người cảm thấy hoang vực như thế nào nó khác với những vực khác ra sao còn như thời đại hồng hoang có địa linh nhân kiệt vẫn thích hợp cho sinh linh ở lại nhưng từ từ hóa thành tử địa thạch hạo cao mày nói nó đang suy nghĩ thử nàng muốn gợi ý chuyện gì người cảm thấy tám vực này rất lớn ư nguyệt thiền tiên tử hỏi lớn đến vô biên rộng lớn vô bờ thạch hạo trả lời nguyệt thiền tiên tử nhẹ nhàng thở dài sau đó là nở nụ cười thứ hào quang long lanh mà tuyệt thế đó dù là thạch hạo cũng suýt chút nữa ngây nhất dung mạo xinh đẹp và thần thánh này khiến lòng người phải run sợ vậy thì để ta nói cho người biết một sự thật tám vực này là một nơi như thế nào cặp mắt của thạch hạo nhíu lại chăm chú nhìn nàng rốt cuộc bí ẩn đó ra sao trên gương mặt trắng bóng của người thiền tiên tử lộ vẻ thú vị đưa tay vuốt vuốt mái tóc nói có lẽ khi nghe xong người sẽ giật mình đấy chuyện gì mà ta chưa trải qua chứ ngươi cứ nói đi thạch hạo nói chắc ngươi cũng nghe được hoang vực là vùng đất bị trục xuất thế nhưng cũng không có chính xác đây chỉ là một phần nhỏ của tảng băng chìm mà thôi nguyệt thiền tiên tử khẽ nói tiếp đi thạch hạo hờ hừng nói ngươi cảm thấy tám vực rộng lớn vô biên to lớn vô ngần là đại thế giới mênh mông đúng không nguyệt thiền tiên tử quay đầu nhìn nó chỉ hỏi như vậy chẳng lẽ không đúng à thạch hạo hỏi ngược lại nguyệt thiền tiên tử lắc đầu bình tĩnh nói nếu như ta nói cho ngươi biết thiên địa huyền hoàng vũ trụ hồng hoang tám vực chỉ là tám nhà tù vậy ngươi có tin không thạch hạo yên lặng chẳng chút lay rộng thế nhưng cặp mắt lại bán ra chùm sáng kinh người chiếu sáng cả căn phòng tin tức này quá kinh người khiến người khác khó mà tiếp nhận được rất khó tiếp nhận đúng không nhưng đây lại là sự thật nguyệt thiền khẽ nói khi dứt lời thì nâng ly uống cạn chén rượu rồi đặt mạnh xuống mặt bàn thạch hạo im lặng tin tức này đúng là kinh động cả thế gian có thật hay không đây trong lòng nó nổi sóng chập trùng không thể nào tin nổi tám vực biết bao hùng vĩ vô cùng vô tận vậy mà chỉ là tám nhà tù là do người phương nào tạo nên đây tác phẩm quá đồ sộ trong lúc nhất thời nó nghĩ tới rất nhiều chuyện hàng loạt tin tức hiện lên trong đầu vẫn như trước khó mà tin nổi rất khó tiếp nhận đúng không nguyệt thiền tiên tử hỏi thấy nó không nói gì thì mở miệng lần nữa nói thế giới rất to lớn mênh mông vô tận nhưng chỉ là tám nhà tù mà thôi đúng là sẽ làm cho người hoài nghi thạch hạo cũng chẳng nói gì dùng tâm để phán đoán trước đây cùng nói chuyện với ma nữ cũng từng nghe nàng nói qua một ít bí ẩn nhưng không tin lắm cẩn thận suy tư cân nhắc tuy trong lòng chấn động nhưng cũng có phần tin tưởng dùng nguyệt thiền tiên tử lòng mang ý xấu nhưng cũng không cần dùng chuyện như thế này đi lừa nó làm gì người không tin ư nguyệt thiền tiên tử hỏi thạch hạo không nói mà chỉ nhìn nàng ánh mắt hơi ép người hư không sinh ra phủ văn ầm ầm vang vọng đây không phải là thế mà sinh ra theo nỗi lòng của thạch hạo bất cứ lúc nào cũng có thể chấn áp xuống dù là ai khi lần đầu tiên nghe thấy đều khó mà tiếp nhận được nhưng vì thế mà ra tay với ta vậy một đòn có thể thành công ư nguyệt thiền tiên tử nở nụ cười mỉm vô cùng bình tĩnh dù là tám nhà tù thì đã làm sao ta sinh ra và lớn lên ở đây thì ai dám nói ta là phạm nhân thạch hạo ngồi yên nơi đó nhưng lời nói mang theo một luồng sát khí vượt qua tám nhà tù Ngươi có thể tưởng tượng được trời đất bên ngoài lớn đến mức nào, đặc sắc đến mức nào rồi đó? Ngươi cam tâm đời kiếp này sinh sống trong tù giam này à? Nguyệt Thiền Tiên Tử hỏi. Nếu như lúc bình thường, khi nghe được tin tức này, thì chắc chắn sẽ ủ rũ, mênh mông tám vực, rộng lớn như thần thổ. Bao nhiêu anh kiệt cả đời khó mà đi hết một vực, nhưng giờ lại biết được chỉ là tám nhà tù. Chuyện này đúng là nực cười nhất thế gian, khiến người khác phải tức giận, làm người điên cuồng. Dù là tôn giả khi nghe được cũng sẽ giận đùng đùng ngần đầu trời cao gào thét vì sao từ khi sinh ta tới giờ sinh linh trong tám vực lại là con cháu của kẻ tù tội bọn họ được sinh ra ở trong tám vực sớm đã bị khắc dấu không phải là người tự do mà là một tù nhân là con cháu của tội nhân khó mà thoát vây được như lời giải thích của ngươi thì ngươi cũng đang ở trong nhà tù này và bản thân cũng là một nữ tù nhân thạch hạo nhìn chằm chằm sau đó lời nói trở nên nghiêm khắc quát lớn thân là con dân tám vực cam nguyện giúp đỡ thượng giới vậy ngươi xem như là vực tặc thạch huynh ngươi chụp lên đầu ta một cái mụ quá lớn ta không chịu được đâu nhen nguyệt thiền tiên tử lắc đầu cũng chẳng hề tức giận trên mặt vẫn mang theo vẻ cười nhạt đang trong nhà tù bất kỳ sinh linh nào cũng có quyền theo đuổi tự do hy vọng thoát vây vượt khỏi nhà giam này vậy đáng thẹn lắm à nguyệt thiền tiên tử hỏi vậy theo nhí nghĩ của ngươi đó chính là phải nương nhờ vào thượng giới thạch hạo lạnh giọng hỏi cái gọi là tội nhân tất nhiên là những sinh linh phạm vào lỗi lớn nên mới bị nhốt vào nơi đây thượng giới nắm giữ công lý sau đó tiến hành xét xử sinh linh hạ giới nếu như có hối nhận và được chấp nhận thì có thể được tha tội đây có gì mà không đúng chẳng lẽ lại gánh thêm tội cả đời chết già trong cái nhà tù này thì mới gọi là đúng nguyệt thiền tiên tử hỏi ngược lại ta có tội à coi như tám nhà tù này là thật đi thì do tổ tiên của ta phạm sai lầm huống hồ không nhất định tổ tiên có lỗi trần tướng sớm bị che giấu từ lâu nhưng mà tất cả những thứ này có quan hệ gì tới ta đâu chẳng lẽ đời sau phải tiếp tục bị trừng phạt, phải tiếp tục chịu tội, đời đời làm tội nhân. Thạch hạo xị mặt xuống nói, trong lòng nó bốc hỏa khó mà nguôi đi được, nơi mình sinh sống vậy mà lại là vùng đất tội lỗi, bản thân bị in dấu được xưng là đời sau của tội nhân, đây là đạo lý gì chứ? Nó hận không thể một hơi chọc thùng trời cao, đánh thẳng tới thượng giới, quậy phá long trời lờ đất. Đối với những lời của Nguyệt Thiền Tiên Tử, nó chắc chắn không đồng tình, cái gì mà kẻ tù tội, cái gì mà tội nhân toàn bộ đều là lời nói bịa đặt nó sinh ở hoang vực lớn lên ở hoang vực quật khởi ở hoang vực cũng chẳng hề cảm thấy sỉ nhục gì cả ngươi xem kia nổi giận đùng đùng tâm trạng không thể bình tĩnh được tức giận khó tiêu tan ta biết mà dù nói cái gì thì ngươi cũng nghe chẳng lọt tai cả nguyệt thiền tiên tử than nhẹ toàn thân trở nên đóng ánh trong sáng không chút hạt bụi kèm theo đó là mùi thơm ngát hơi nhíu mày nói hiện tại ngươi không cam lòng vậy không bằng hãy thoát ra ngoài hiểu rõ hết mọi chuyện mà muốn ra ngoài tất nhiên phải hiểu rõ đại thế người cầm miệng thạch hạo quát lên phù một tiếng trong hư không hạ xuống phủ quang cứ như là một đám mây lưu chuyển khí lành bao phủ lấy nguyệt thiền tiên tử rồi tiến hành chấn áp nguyệt thiền tiên tử cũng hề sợ hãi trên thân thể trắng loãn bay ra từng luồng huyễn quang rồi hóa thành một đám phủ văn chạm lại đám mây này mà cơ thể lại từ từ bay ra đằng sau giữ một khoảng cách nhất định với nó ầm xung quanh thạch hạo hiện lên 10 tòa động thiên nó muốn mở ra tràng vực niêm phong cả tiểu thiên điện này khiến cho tất cả phải bất động nguyệt thiền tiên tử mở miệng nói ta cũng có đạo quả người làm thế cũng khó mà giữ chân ta được trong thời gian ngắn khó phân thắng bại vậy thì tranh giết vô ích làm gì người thân là con dân của tám vực tự nhận mình là con cháu của tội nhân nương nhờ vào thượng giới giúp đỡ bọn chúng đối phó với sinh linh hạ giới tự hào lắm hả thạch hạo lạnh lùng nói ta cũng chưa từng nói tổ tiên là kẻ hung ác thì hậu nhân cũng là người có tội, đây chỉ là quy củ do năm xưa định ra, mà thôi, ta chỉ là người yêu nhân tài, muốn cho ngươi một cơ hội để thoát khỏi lao tù." Nguyệt Thiền than thở. Nói tới đây, nàng vô cùng bình tĩnh, không có chút xấu hổ nào, vô cùng thản nhiên nói, "Hơn nữa, ta cũng không phải sinh ra ở tám vực này, chung quy lại thì cũng sẽ phải về thượng giới thôi." Thạch Hạo nghe thế thì hai mắt nhíu lại, trong lòng chấn động, nàng là người của thượng giới, lần đầu tiên nghe được tin này, cũng là lần đầu tiên giao tiếp với sinh linh không thuộc về thế giới này. Trong mắt nó xuất hiện từng chấm thần quang, tựa như là những chấm vàng nhỏ li ti, không ngừng tỏa ra hư không, như có thể nhìn thấu tất cả, quan sát thật tỉ mỉ người con gái đang đứng đối diện. Như vậy, chẳng lẽ toàn bộ bổ thiên giáo và bất lão sơn đều như thế ư? Nghĩ tới những khả năng này thì trong lòng thạch hạo run lên bần bật, người của thượng giới thường trú ở tám vực này đang mưu đồ lương duyên gì đây, vật kia trọng yếu đến thế ư? Ta muốn người biết được, có một vài đạo thống là do thượng giới lưu lại, chẳng phải ai cũng là tội nhân cả, Nguyệt Thiền Tiên Tử nói. Không đúng, Thạch Hạo nhanh chóng nghĩ tới một vấn đề, từ trên đi xuống hoàn toàn, chẳng dễ dàng chút nào, đệ tử môn đồ của Bổ Thiên Giáo, bất lão Sơn không thể toàn là người của thượng giới được, hẳn là do tám vực chiêu mộ, mà Nguyệt Thiền Tiên Tử có khả năng là trường hợp đặc biệt, từ thượng giới xuống đây, và không có nhiều người biết được. Ta xuống đây từ khi còn nhỏ, gần đây mới biết được, đây là quá trình rèn luyện nghiêm khắc nhất, ngày sau mới được trở về, nàng hờ hững nói, không ngờ mà ta lại đang đối mặt tới một vị tiên tử thượng giới, thật khiến cho kẻ tội nhân này vinh hạnh cực kỳ. Thạch Hạo châm biếm, nhưng trong lòng khó mà bình tĩnh được. Giờ khắc này, nó nghĩ tới rất nhiều chuyện, như tám vực là nhà tù, những nhân vật thiên kiêu kia định vị bằng cách nào? Nói ví dụ như côn bằng, ví dụ như những chân hoàng đã chết kia, hay là thập hung tử thượng giới hạ xuống lại chết đi và có bí mật gì? Nếu như nói thế vậy người của thượng giới có quan hệ gì với thứ đang tìm này trong lúc nhất thời trong lòng thạch hạo vô cùng chấn động tám vực là nhà tù tin tức này vừa ra thì có sức ảnh hưởng quá khủng khiếp dính dáng tới rất nhiều thiên kiêu anh kiệt thập hung, đến cùng những người này có vai trò như thế nào lúc này con mắt của thạch hạo sáng tối chập chờn khí tức cả người như biển càng ngày càng cường thịnh hơn ta nói nhiều như thế rồi người thật không muốn thoát khỏi lao tù à như thế sẽ tránh thoát khỏi ràng buộc tiến vào đại thế giới chân chính nơi đây bất quá chỉ là nhà tù không phải là không gian đầy đủ nguyệt thiền tiên tử nói không thể chịu nổi ta là tội nhân trong cơ thể ta đang chảy xuôi tội huyết của tổ tiên trèo cao không nổi bất qua nếu như muốn đi thượng giới thì nhất định sẽ do tự mình tìm lấy ánh mắt của thạch hạo trở nên khiếp người nguyệt thiền tiên tử nhanh chóng rút lui bùng phát ra thần quang vô lượng bùm một tiếng gian phòng này nổ tung đồng thời cải yên vũ lâu xuất hiện phủ quang ngút trời tòa lâu này không phải là vật phàm xung quanh có rất nhiều trận pháp kết quả toàn bộ đều phải tan rã thạch hạo cùng người thiền tiên tử bay vút lên trời cao đại chiến kịch liệt với nhau giao thủ với tốc độ cục nhanh hàng loạt ký hiệu xuất hiện liên miên dày đặc khắp nơi lộ ra đạo vận thần bí và huyền ảo nhất một trận chiến kinh động tứ phương rất nhiều người dõi mắt nhìn lên sau đó là khiếp sợ chiến khí này quá mạnh mẽ ngập kín trời xanh cứ như là tôn giả chiến đấu vậy nhưng khi trận chiến vừa mới bắt đầu thì vụt tắt ngay tức khắc nguyệt thiền tiên tử cầm trong tay thành ngọc kiếm nhẹ nhàng rạch một phát liền phá đi chẳng vực tránh thoát khỏi không gian bất động kia cùng lúc đó thạch hạo cao mày phóng tầm mắt về nơi hoàng cung nơi đó cuồn cuộn long khí một con rồng đang xoay quanh lộ giao y thế vô biên cứ như là chân long phục sinh vậy kết thúc tập này ở đây nha mọi người nếu không tìm thấy tập cần nghe các bạn vào danh sách phát để xem nhé đừng quên ấn like và đăng ký kênh di các phim để cập nhật những video mới nhất nhé cảm ơn mọi người